Thiên đạo đồ thư quán. Chương 41, cược bảo. Mạc Dương đại sư này rất lợi hại sao? Trương Huyền nghi ngờ nhìn trưởng quầy hỏi. Có thể khiến cho rất nhiều người trông đợi như vậy, thậm chí trông bọn họ bị kích động đến sắp nổi điên, Mạc Dương đại sư này rốt cuộc là ai chứ? Sao lại có được sức hấp dẫn lớn như vậy chứ? Đúng rồi, vô cùng lợi hại luôn đấy. Chủ quầy sùng bái nói. Hắn là một người rất giỏi trong lĩnh vực giám định bảo vật, nghề nghiệp của hắn chính là giám bảo sư. Giám bảo sư. Trương Huyền gật đầu. Giám bảo sư và ẩm thực ra đều là những nghề nghiệp đặc biệt trong xã hội, tuy nhiên nó chỉ là một nghề nghiệp bậc trung. Nghề nghiệp này mặc dù không có danh tiếng cao bằng luyện đan sư, luyện bảo sư hay trận pháp sư nhưng nó lại thu hút rất nhiều người. Bởi vì trong một đống bảo vật lộn xộn, họ có thể nhìn ra được cái nào là tốt, cái nào là xấu. Nhất là vào những lúc cực bảo, có thể nói họ giống như những thần bài có ngón tay vàng. Chỉ cần họ xuất hiện, sẽ có không ít người bám đuổi theo. Cực bảo cũng gần giống với chơi đánh bài ở trái đất. Có một số bảo vật lâu năm vì bị nham thạch và cỏ cây bao phủ nên mất đi màu sắc tươi sáng vốn có. Nếu nhìn bên ngoài chỉ có thể nhận ra hình dạng đó là cái gì, còn cấp bậc và chất lượng của nó lại không thể nhìn ra được. Chỉ khi lau sạch sẽ, khiến cho bảo vật đó trở về màu sắc như lúc đầu, mới có thể đoán ra được. Nhưng có rất nhiều thương nhân bán bảo vật, không thèm lau sạch mà bán trực tiếp nó chung với các đồ vật khác. Cái này cũng hên xui giống cá độ bài bạc vậy, phải dựa vào mắt nhìn đồ và cảm giác của người mua để chọn lựa. Nếu may mắn chọn chúng được bảo vật quý hiếm thì có thể nhanh chóng trở thành phú ông, nhưng ngược lại, nếu không may mắn chọn chúng thứ đồ không có giá trị thì chỉ sau vài phút là có thể mất sạch tài sản hiện có. Chỉ trong chốc lát, người ta sẽ có thể trở thành phú ông, cũng có thể trở thành ăn mày. Cũng bởi vì yếu tố bất ngờ này mà vô số người đều mê muội và điên cuồng theo đuổi. Mà giám bảo sư là một người có thể phân biệt bảo vật là hàng thật hay giả, không cần phải suy nghĩ hay tập luyện trước mà có thể đánh giá ngay nó là đồ tốt hay xấu. Bởi vậy mặc dù nghề này chỉ là một trong những nghề nghiệp bậc trung nhưng lại thu hút rất nhiều người. Dù sao đây cũng là người có, ngón tay vàng, nên chỉ cần hắn ta nói cái nào tốt thì dù tốn bao nhiêu tiền cũng có người mua. Vị Mạc Dương đại sư này đã đến đây từ 7 ngày trước rồi, nghe nói là từ nước khác đến đây. Mặc dù hắn rất lợi hại nhưng lúc đó lại không có ai biết đến. Chủ quầy giới thiệu một cách phấn khích. Ngày đầu tiên có một người mua một món đồ hình bình rượu khoảng 100 đồng tiền vàng. Hắn nói đừng mua nhưng người kia lại không chịu nghe. Kết quả là đồ vật kia có vấn đề, hóa ra giá trị của nó còn không đáng một đồng tiền vàng nữa. Ngày thứ hai hắn thuyết phục một võ giả bỏ ra 200 đồng tiền vàng để mua một bảo bối. Nhưng người kia không tin, cũng không mua, vì thế hắn tự mình mua đồ vật kia. Kết quả khi được rửa sạch, đó chính là một thanh binh khí ở thời kỳ đỉnh cao, cấp bậc phàm. Cho dù có ngàn đồng tiền vàng cũng không mua được, chỉ tốn vài phút mà hắn đã kiếm được số tiền lời gấp mấy chục lần tiền vốn bỏ ra, khiến võ giả kia hối hận vô cùng. Ngày thứ ba hắn đến đây đã nổi tiếng, có không ít người nhờ hắn ta chỉ điểm để mua sắm bảo vật nhưng chỉ có một người may mắn được cơ hội đó. Hắn bảo người đó mua một cái bình ngọc có kích thước không lớn lắm với giá 500 đồng tiền vàng. Lúc đó mọi người đều nghĩ vị giám bảo sư này đã nhìn lầm. Bởi vì bình ngọc này có quý đến đâu đi nữa thì cũng không thể tốn nhiều tiền như vậy được. Ai ngờ lúc mở ra xem, hóa ra trong bình ngọc có chứa 6 viên đan dược lục phẩm. Lúc ấy liền có người bỏ ra 10.000 đồng tiền vàng hòng muốn mua cái bình đó. Hai mắt chủ quầy tỏa sáng. Nói cách khác, chỉ một lần chỉ điểm đã có thể giúp người ta kiếm lời được số tiền gấp 20 lần so với ban đầu. Quá lợi hại, mấy ngày sau. Mỗi ngày hắn đều đến đây nhưng mỗi ngày lại chỉ giúp cho một người chọn đồ vật thôi, mà người này tất nhiên là kiếm được số tiền lời lớn. Cũng bởi vì điều này mà mỗi ngày có không ít người chờ ở đây, tranh giành nhau đến suýt phát điên, hy vọng vị Mạc Dương đại sư kia có thể hỗ trợ chỉ điểm cho mình. Hôm nay hắn lại tới, bọn họ tất nhiên là phấn khích rồi. Lợi hại! Nghe được những sự tích về vị Mạc Dương đại sư này, ánh mắt Trương Huyền sáng lên, hắn âm thầm gật đầu. Có thể nhìn ra được giá trị chân chính của những bảo vật đã bị phủ đầy bùn đất và rêu xanh như vậy, hắn ta quả thật là người rất có tài năng đấy. Đúng rồi, mình có thiên đạo đồ thư quán, vậy mình cũng có thể làm được như vậy, đúng không nhỉ? Ánh mắt Trương Huyền chợt sáng lên. Chỉ cần đụng vào đồ vật đó là thiên đạo đồ thư quán đã có thể nhìn ra được tính chất của nó rồi. Người khác thì phải đánh cược, phải dựa vào may mắn, còn hắn thì không cần như vậy. Đúng là một con đường tốt để phát tài mà.
Nghĩ đến điều này, Trương Huyền cũng kìm chế không được sự kích động trong lòng. Cái này giống như một canh bạc, người khác muốn mua một món đồ còn cần phải suy nghĩ thật kỹ xem thứ đồ đó có giá trị hay không, nhưng hắn thì chẳng cần phải thế. Chỉ cần sờ vào món đồ đó, hắn đã có thể biết được đáp án thông qua thiên đạo đồ thư quán, sau đó có thể quyết định xem liệu có nên mua hay không, như vậy đã có thể kiếm được một số tiền lớn rồi. Đúng lúc tiền lương hiện tại của hắn rất thấp, lại cũng chẳng có thêm nguồn thu nhập nào khác, hay cứ thử một chút để kiếm thêm xem sao. Dựa theo lời chỉ dẫn của chủ quầy, chẳng mấy chốc Trương Huyền đã tới được nơi tổ chức cược bảo. Đúng là rất giống với chơi đánh bạc, hiện tại trên đài đang bày biện đủ loại bảo vật, cái nào cũng bị che phủ bởi rêu xanh, nước bùn, rỉ sắt, nham thạch. Ngay cả hình dáng ban đầu thế nào còn không thể thấy rõ, chớ đừng nói chi đến việc xác định được giá trị của nó. Thử trước đã. Những thứ này nhìn bằng mắt thường không thể biết được, Trương Huyền cũng biết chỉ có thiên đạo đồ thư quán mới có thể nhìn ra thôi. Chính vì vậy hắn tùy tiện cầm lên một món bảo vật. Bùm! Trong đầu vừa phát ra một tiếng chấn động, một quyển sách liền xuất hiện. Bình quan thưởng, do một thợ thủ công ở hầm lò phía nam luyện chế. Khuyết điểm, trên bình có vết nứt, rất dễ vỡ. Bên trong sách ghi rất đầy đủ và chi tiết về đồ vật này. Nhìn thì rất lớn nhưng hóa ra lại chỉ là một đồ vật vô giá trị. Ánh mắt Trương Huyền lóe sáng. Giống như dự đoán của hắn, chỉ cần sờ vào những bảo vật này là có thể biết được chi tiết các đặc điểm về chúng. Dù những bảo vật này có bị che giấu sau mấy lớp rêu hay bùn đất cũng chẳng sợ không nhận ra được chất lượng thực sự của nó. Trương Huyền tiện tay sờ thêm vài đồ vật có kích thước lớn khác nhưng giá trị của chúng đều không cao. Hắn đã liên tục đụng vào 10 món đồ nhưng chẳng có thứ nào là đáng tiền cả. Trương Huyền lắc đầu, hèn chi mấy người bán hàng lại kiếm được lời lớn như vậy khi bán mấy đồ vật này, còn dám bảo sư lại có thể nhận được sự theo đuổi của nhiều người như vậy. Bởi vì xác suất để kiếm được bảo vật quý hiếm thật sự quá thấp. À, đại sư, mong ngài chỉ điểm cho ta. Ngươi hãy chỉ điểm cho ta sẽ trả tiền cho ngươi. Đại sư, van cầu người. Ngay lúc Trương Huyền đang cầm mấy món bảo vật kia lên xem thử thì mấy người vừa nãy chạy theo Mạc Dương đại sư cũng đang vội vã đến đây. Tiếng la hét chói tai vang lên bốn phía. Những người này đều đỏ mắt, la hét cầu xin hoặc ra lệnh, giống như những người điên. Đại sư, chỉ cần ngài chỉ giúp ta bảo vật nào tốt, ngài muốn gì tiểu nữ cũng đồng ý. Đại sư, ta sẵn lòng sinh con cho ngài, chỉ cần ngài đồng ý giúp ta. Có rất nhiều nữ tử chủ động tiến lên, phô bày bộ dáng hòng quyến rũ Mạc Dương đại sư. Trương Huyền trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Thật không ngờ vị giám bảo sư này lại được hoan nghênh đến như vậy. Xem ra chỉ cần Mạc Dương đại sư gật đầu một cái, chắc chắn đêm nay có không ít nữ tử cam tâm tình nguyện hầu hạ ông ta. Đêm nay, Mạc Dương ta sẽ rời khỏi Thiên Huyền Thành. Để báo đáp sự nhiệt tình và hoan nghênh của mọi người dành cho ta, hôm nay ta sẽ chỉ điểm 5 lần, giúp 5 người chọn ra bảo vật tốt. Mọi người không cần tranh đoạt, chỉ cần là người có duyên với ta thì đều có cơ hội. Đi đến nơi cược bảo, Mạc Dương đại sư liền dừng lại. Vị đại sư này có chòm râu trắng như tuyết, mặc dù nhìn có vẻ không còn trẻ nữa nhưng làn da hắn lại căng bóng, mịn màng, không có chút nếp nhăn, chắc là do thường ngày được chăm sóc rất tốt. Đôi mắt tràn đầy uy lực nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt ấy khiến người khác có cảm giác tự ti, mặc cảm, không dám đối mặt. Chương 42, có người giả bộ một. Đêm nay sẽ đi ư? Đại sư, ngài không ở lại thêm mấy ngày nữa sao? Sao mới ở có mấy ngày đã muốn đi rồi? Nghe đại sư nói sắp rời đi, mọi người đều sốt ruột, gấp gáp hỏi. Kể từ rất lâu rồi Thiên Huyền Thành mới có được một vị giám bảo sư ghé qua. Thế nhưng hắn chỉ mới ở mấy ngày mà đã muốn rời khỏi đây rồi. Ta còn có chuyện quan trọng cần làm. Mạc Dương đại sư nhướng mày. Cả người đều toát lên khí chất thanh cao, phong độ của những người tài, chuyên làm việc lớn. Thế này đi, ta sẽ đổi 5 người thành 10 người vậy. Nói cách khác, hôm nay ta sẽ giúp mọi người xem xét 10 bảo vật. Mọi người cũng biết, khi giám bảo sư kiểm tra bảo vật cũng không phải là việc dễ dàng gì. Mỗi lần làm như vậy sẽ rất tổn hao tinh thần, vì vậy kiểm tra 10 bảo vật chính là khả năng cao nhất của ta rồi. Đại sư yên tâm, chỉ cần ngài giúp ta chọn được bảo vật tốt. Ta nhất định sẽ trả tiền công. Một người trung niên đứng trong đám người la lên. Đúng vậy, chúng ta sẵn sàng trả tiền đền đáp. Chỉ cần đại sư giúp ta chọn bảo vật, ta nguyện ý cho đại sư một số tiền bằng với số tiền mua bảo vật đó. Không ít người đi theo cũng hô lên.
Dựa theo những thành tích mấy ngày trước của Mạc Dương đại sư, mọi người đều hiểu được, chỉ cần là đồ vật do hắn chỉ, chắc chắn nó sẽ có giá gấp đôi trở lên so với số tiền đã bỏ ra mua. Do đó chỉ cần hắn có thể giúp đỡ, chỉ dẫn bọn họ mua được đồ thật, trả tiền thù lao cũng là chuyện hiển nhiên. Hừ, Mạc Dương đại sư phất mạnh tay, nhướng mày, cất cao giọng nói uy nghiêm, cao ngạo cắt ngang lời mọi người. Mạc Dương ta học cách giám định bảo vật không phải vì tiền tài. Giúp các vị xem xét bảo vật cũng không phải vì tiền tài. Nếu ta muốn kiếm tiền thì cần gì phải giúp các người, chỉ cần ta tự mình mua bảo vật rồi bán ra, chẳng phải sẽ kiếm được nhiều tiền hơn sao? Ồ, đám người nghe vậy vội im bặt. Mạc Dương đại sư nói không sai, bản thân hắn có khả năng giám định. Nếu tự mình mua bảo vật đem đi bán thì nhất định sẽ còn kiếm lời được nhiều hơn nữa. Sở dĩ ta đồng ý giúp mọi người phân biệt đồ vật là bởi vì sự nhiệt tình và quý mến của mọi người ở đây khiến ta cảm động. Chứ đối với ta, tiền tài chỉ là thứ phù du. Tiền, muốn bao nhiêu có thể có bấy nhiêu nhưng tình nghĩa lại là một thứ vô giá không có gì so sánh được. Mạc Dương đại sư chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm nghị, cao quý khiến mọi người vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ. Ta đã từng hứa sẽ giúp mọi người phân biệt bảo vật. Đó là vì tình nghĩa, chứ không phải vì tiền bạc. Nếu như ai còn nhắc đến tiền thì đừng tới tìm ta nhờ giám định nữa. Đại sư nói rất đúng, chúng ta sai rồi. Đại sư đừng giận, đại sư quả là người nhân đức, chúng ta tự thấy xấu hổ vì không bằng ngài. Đời này ta chưa từng phục ai nhưng hôm nay ta thực sự phục đại sư rồi. Nghe xong những lời đại sư nói, đám người trước đó la lớn đòi trả tiền thù lao đều cảm thấy hổ thẹn. Nhìn người ta đi, rồi nhìn lại bản thân mình xem. Có thể so sánh được sao? Bởi vậy người ta đã là đại sư, còn mình vẫn là hạng người bình thường không đáng nhắc tới. Mạc Dương đại sư nói tiếp. Nhưng trước khi giúp mọi người phân biệt bảo vật, ta xin nói trước một điều. Giám bảo sư chỉ có thể giúp tăng xác suất tìm kiếm được bảo vật lên cao hơn, chứ ta không đảm bảo 100% rằng ai cũng có thể mua được bảo bối tốt. Đại sư à, chuyện này tất cả chúng ta đều biết. Cược bảo giống như một trò chơi hên xui. Tuy nhiên mắt nhìn của đại sư khẳng định tốt hơn nhiều so với chúng ta. Chúng ta tin tưởng nhân phẩm của đại sư, cũng tin tưởng con mắt nhìn đồ của ngài. Quy tắc ở đây mọi người đều hiểu rõ. Giám định bảo vật đâu có chuyện chính xác được 100%, chỉ cần đại sư chỉ điểm, chúng ta tin nhất định có thể mua được thứ tốt. Mọi người vây quanh la lớn. Nếu mọi người đã tin tưởng Mạc Dương như thế, vậy ta cũng sẽ cố gắng hết sức, không biết vị nào cần ta giúp đỡ lựa chọn đây. Mạc Dương đại sư nhìn quanh. Ta. Mạc Dương đại sư vừa dứt lời, vô số người liền giơ tay, phấn khích nhảy loạn lên. Giám bảo sư quả thật là người không tầm thường, mọi cử động của hắn đều có thể khiến vô số người phải điên cuồng theo. Được, vậy chọn ngươi. Mạc Dương đại sư vừa chỉ tay, một người trung niên, bụng phệ liền đi ra từ trong đám người, vẻ mặt hắn còn đang sững sờ như không thể tin được rằng mình đã được chọn. Hắn vui mừng nói. Là ta thật sao? Đúng, chính là ngươi. Mạc Dương đại sư gật đầu, khẽ mỉm cười, vẻ mặt thanh cao nhìn về phía người trung niên. Đa tạ đại sư. Người trung niên hưng phấn, liên tục nhảy lên, đôi mắt tràn đầy hy vọng nhìn ông lão đứng trước mặt mình. Xin hỏi đại sư, ta nên mua cái nào đây? Để ta xem thử. Mạc Dương đại sư hất cao ống tay áo, chậm rãi đi thẳng về phía trước, tà áo tung bay không dính một hạt bụi nào. Ánh mắt hắn ta nhìn lướt qua các bảo vật trên đài. Dõi theo hành động của hắn, mọi người đều thấp giọng nói khẽ với nhau. Bọn họ không dám nói lớn vì sợ làm hắn mất tập trung. Chỉ một lát sau, Mạc Dương đại sư liền dừng lại, sờ tay lên một bảo vật trong đó, xem xét rất kỹ. Sau đó không biết hắn đã dùng bí thuật một gì mà cơ thể khẽ run lên một chút, sắc mặt tái nhợt. Được rồi, người có thể mua cái này, ta vừa dùng bí thuật để kiểm tra. Cái này có giá trị không nhỏ. Mạc Dương đại sư quay đầu. Cái này sao? Ánh mắt người trung niên sáng lên, hắn vội nhìn kỹ đồ vật kia. Đó là một bảo vật rất lớn, bị nham thạch bao trùm dày đặc bên ngoài, nhìn giống như một viên đá lâu năm vậy. Loại bảo nối này rất khó để làm sạch sẽ. Hơn nữa với kích thước to lớn thế kia, muốn làm sạch được bảo vật có chiều cao hơn một người thế này cũng cần ít nhất là 1-2 ngày. Mạc Dương đại sư gật đầu. Nếu đại sư đã chỉ cái này, vậy ta sẽ mua nó. Người trung niên kia liên tục gật đầu, nhìn về phía người bán hỏi. Bao nhiêu tiền? 5 vạn đồng tiền vàng.
chủ quán cực bảo đi lên phía trước. 5 vạn sao? Người trung niên sững sờ. Đây là một con số không hề nhỏ, dù số tiền tiết kiệm của hắn để giành được không ít nhưng nếu mua cái này thì chắc phải tiêu hết số tiền đó. Một giáo viên cao cấp như Thẩm Bích Như, tiền lương thu nhập mỗi tháng cũng chỉ mới có 1.000 đồng tiền vàng. Thế nhưng giá trị cái này lại đến 5 vạn, con số này chính là tổng cộng thu nhập trong nhiều năm của nàng rồi còn gì. Mua đi, cái này là do đại sư chỉ điểm. Nếu ngươi không mua vậy ta sẽ... Thấy hắn do dự, một người trong đám đông vội hét lớn. Đúng đó, đồ vật mà đại sư đã chỉ khẳng định không bao giờ sai. Mặc dù bây giờ bỏ ra 5 vạn, nhưng đến lúc làm sạch nó rồi, không chừng giá trị lên đến 100 vạn thì sao? Vậy lúc đó là phát tài rồi. Mấy lần trước, thứ đại sư chỉ dẫn đều là những bảo bối nhỏ, lần này vừa ra tay lại là món đồ lớn như vậy, người thật sự rất may mắn đó. Nhiều người la lớn. Được, ta mua. Sau một lát do dự, người trung niên cũng gật đầu đồng ý, hắn nhanh chóng lấy tiền ra đưa cho người bán. Được rồi, đến người thứ hai nào. Người trung niên vừa mua bảo vật xong, Mạc Dương đại sư giống như cũng vừa khôi phục lại sức khỏe, nhìn xung quanh một lượt. Ta, đám người còn lại đều vội vàng giơ tay, ngay cả chủ quầy mà hắn vừa giúp đỡ giải quyết vấn đề về, phong độ đàn ông, lúc trước cũng ở trong đó. Hắn ta đang cố giơ tay thật cao, vừa hưng phấn vừa hy vọng mong được đại sư chọn chúng. Chọn người vậy. Mạc Dương đại sư tiếp tục chọn ra một người nữa. Đó là một lão nhân ăn mặc sang trọng, nhìn sơ qua đã biết đó là người có nhiều tiền. Giống với lần thứ nhất, đại sư nhanh chóng nhìn các bảo vật trên đài một lượt sau đó chọn ra một bảo bối. 8 vạn đồng tiền vàng. Bảo vật này đắt tiền hơn nhiều nhưng lão nhân kia lại không hề do dự, lập tức lấy tiền ra mua nó. Cái này, không phải là cái bình do thợ thủ công cấp bậc 1 ở hầm lò phía nam luyện chế ra sao? 8 vạn đồng tiền vàng. Thấy bảo vật mà Mạc Dương đại sư chọn lựa cho lão nhân kia, Trương Huyền liền giật mình. Những bảo vật khác hắn chưa từng thấy, cũng không dám xác định nhưng cái bình này hắn mới vừa xem xong. Cái bình này mặc dù lớn, lại chỉ là cái bình rỗng vô dụng, ngay cả một đồng tiền vàng cũng không đáng. Làm sao lại đến 8 vạn được? Cái này, đại sư sẽ không nhìn lầm chứ? Trương Huyền khó hiểu, nhịn không được liếc nhìn vẻ mặt chính nghĩa của vị đại sư kia. Đột nhiên trong đầu chấn động một cái, một quyển sách cũng chậm rãi xuất hiện. Bên trên cuốn sách đó viết hai chữ. Mạc Dương, chẳng lẽ hắn ta đang sử dụng võ kỹ sao? Theo đặc điểm của Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền biết, nếu đối phương không dùng võ kỹ thì không có cách nào tạo ra sách được. Chẳng lẽ lúc này hắn đang sử dụng võ kỹ ư? Trong lòng vốn đang thắc mắc, nên Trương Huyền cũng không chờ lâu mà mở sách ra xem. Cái này. Xem đến phía dưới sách, khóe miệng Trương Huyền khẽ giật, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Một bí thuật, phép thuật riêng, đặc biệt, bí mật mà chỉ có người luyện và một số ít người nữa biết đến. Chương 43, có người giả bộ 2. Trên sách viết rất nhiều, rất chi tiết về từng câu chuyện và khuyết điểm của Mạc Dương đại sư. Tên ban đầu là Dương Mặc, là một người học việc tại một nơi giám định bảo vật ở nước Lưu Chu, sống bằng nghề lừa đảo. Hắn ta thường lấy chức nghiệp giám bảo sư để lừa tiền và lừa tình. Võ kỹ, học được một chút mê hoặc âm thuật, lời nói ra có thể mê hoặc lòng người, khiến họ tin theo. Khuyết điểm, 1, bị quốc vương Lưu Chu Quốc truy nã, 2. Trương Huyền cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Cái tên này mang khí chất thanh cao, bộ dáng là người có tài, khiến hắn cũng lầm tưởng là một người lợi hại lắm. Thật không ngờ hóa ra cũng chỉ là kẻ lừa đảo. Xem ra trong đám người đằng kia có không ít người là đồng bọn của hắn ta. Chủ quán bán đồ khẳng định cũng là một trong những đồng bọn của hắn. Làm như vậy mới có thể nhanh chóng nâng cao danh tiếng của hắn ta, để người ta tin tưởng mà bỏ ra một số tiền lớn mua hàng giả, hàng kém chất lượng, từ đó kiếm được nhiều tiền lời hơn. Có người lừa gạt, thì tất cũng sẽ có người mắc lừa. Biết đối phương là kẻ lừa đảo, Trương Huyền cũng không định vạch trần. Hắn chỉ là người mới đến, không có chứng cứ. Còn những việc liên quan đến Thiên Đạo Đồ Thư Quán, hắn tuyệt đối không thể nào nói ra cho người khác biết được. Hơn nữa, những người này đều đã bị lừa, giờ phút này sẽ không còn đủ sáng suốt để nghe ai khác nói nữa. Nếu vạch trần hắn ta không khéo còn bị đám người đang mê muội kia xông vào đánh thì khổ. Cái này vừa không có lợi lại vừa dễ rước họa vào mình, hắn sẽ không làm đâu. Được rồi, nên lựa đồ tốt trước đã, vẫn là mình tự mua sẽ tốt hơn. Không thèm để ý đến vị Mạc Dương đại sư có,
khí độ thanh cao, kia nữa, Trương Huyền tiếp tục đi dọc theo đài trưng bày bảo vật, vừa đi vừa tùy ý sờ một vài cái. Chỉ cần hắn đụng vào đồ vật nào thì trong đầu sẽ lập tức hình thành cuốn sách ghi chép về đồ vật đó. Mặc dù thư viện không ghi giá cả hay nói rõ được nó có quý giá hay không. Thế nhưng hắn chỉ cần dựa vào những khuyết điểm được ghi là biết được, khuyết điểm ít thì chắc chắn giá cả cũng sẽ cao. Liên tục đụng vào 40 đến 50 đồ vật, thế nhưng không có cái nào có giá trị cả. Xác suất tìm được đồ tốt quả thật rất thấp, khiến người ta vô cùng phẫn nộ. Người cuối cùng được chọn là ngươi. Ngay lúc hắn đang thoải mái đụng vào những đồ vật kia để xem xét thì một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị Mạc Dương đại sư, dám bảo sư tài giỏi có 102, kia đang vui mừng nhìn hắn gật đầu. Xung quanh cũng có rất nhiều người hâm mộ nhìn về phía hắn. Ta! Trương Huyền sửng sốt hỏi lại. Tiểu tử này, ngươi không cần thiếu tự tin như vậy, chính là ngươi đó. Mạc Dương đại sư vuốt râu, vẻ mặt kiêu ngạo giống như đang nói rằng. Ngươi có thể được ta chọn chúng chính là vinh dự lớn nhất của ngươi đó. Thiếu tự tin. Trương Huyền lắc đầu. Đâu phải hắn thiếu tự tin mà là đang cảm thấy xui xẻo mà thôi. Phía sau có nhiều người đang điên cuồng mong được chọn như vậy, ngươi còn cố tình tuyển chúng ta làm cái gì chứ? Sau một hồi sửng sốt, Trương Huyền lập tức hiểu ra. Hôm nay đến đây cược bảo, mọi người đều đứng phía sau lưng vị, đại sư, kia để chờ được chọn. Chỉ có mình hắn là đi dọc theo đài bảo vật hết sờ vật này đến vật khác, hết nhìn bên này đến nhìn bên kia. Chính vì sự khác biệt đó nên mới dẫn tới sự chú ý của hắn ta. Lòng tốt của ngươi ta xin nhận nhưng ta không cần. Biết đối phương là kẻ lừa đảo, mà hắn thì lại không muốn xài tiền phí như vậy, vì vậy mới phất tay từ chối. Thấy Trương Huyền vẫn tiếp tục nhìn về phía đống bảo vật trên đài mà buông lời từ chối, Mạc Dương đại sư liền nhướng mày hỏi. Không cần ta chọn giúp sao? 9 người được hắn chọn chúng vừa rồi đều vui mừng, kích động đến nỗi muốn ngất đi, vậy mà tiểu tử này chẳng những không hào hứng mà còn. Từ chối. Hắn nhanh chóng kìm nén sự tức giận trong lòng, phất tay, vuốt râu, đi đến trước mặt Trương Huyền, vẻ mặt buồn bã nói. Đã đến nơi cược bảo thế này thì nhất định là muốn mua được một bảo vật tốt. Khi nãy ta thấy ngươi cứ sờ bậy bạ hết vật này đến vật kia, không đành lòng nhìn ngươi còn nhỏ tuổi như vậy mà bị mất hết tiền của nên mới tốt bụng chỉ điểm. Ngươi chắc chắn là không cần sao, đừng có phụ lòng tốt của ta chứ. Tên nhóc, nếu ngươi không cần thì cho ta cơ hội này đi. Đại sư chọn chúng hắn vậy mà hắn lại không cần, hay là đầu óc hắn có vấn đề? Chắc hẳn là đầu óc không bình thường rồi, khi nãy ta cũng thấy cái tên đó cứ nhìn đến vật nào là sờ vào vật đó, hay là hắn muốn ăn trộm. Nếu người cuối cùng được đại sư chọn là ta, chắc chắn ta đã cười to vui mừng từ nãy đến giờ rồi. Đối thoại giữa Trương Huyền và vị, đại sư kia, mọi người đều nghe được. Vì vậy bọn họ đều nhìn về phía Trương Huyền như nhìn một con quái vật. Mạc Dương đại sư là ai chứ? Đó là giám bảo sư đấy. Hôm nay hắn chỉ giám định và chỉ điểm giúp 10 người là sau đó sẽ rời khỏi đây rồi. Cơ hội tốt như vậy, tất cả mọi người đều điên cuồng tranh giành với nhau, nóng lòng được chỉ điểm để mua bảo vật, vậy mà cái tên tiểu tử này lại không cần. Đây không phải bởi vì đầu óc hắn ta có vấn đề thì là vì cái gì? Thật sự không cần. Trương Huyền lắc đầu. Mất hết của cải ư. Hừ, nếu ta thật sự nghe lời ngươi thì chắc chắn sẽ mất cả người lẫn của luôn ấy chứ. Không cần từ chối nhanh như vậy. Hắn còn chưa nói xong đã bị Mạc Dương đại sư cắt ngang. Hắn ta nhìn hắn bằng ánh mắt yêu buồn như ngày tận thế đến, cất giọng nói trầm buồn như đang muốn cứu giúp hắn. Ngươi còn trẻ, kiếm được tiền cũng không phải dễ dàng gì. Ta giúp đỡ ngươi cũng không phải vì có mưu đồ gì, mà bởi vì không đành lòng nhìn ngươi mua nhầm đồ phế phẩm, mất hết số tiền đã cực khổ dành dụm được. Mạc Dương đại sư quá nhân từ rồi. Không những có thể phân biệt được bảo vật đó là thật hay giả, mà còn có tấm lòng nhân hậu, thiện lương, ngài ấy chính là thần tượng của ta. Từ hôm nay trở đi, ta chỉ sùng bái một người duy nhất, đó chính là Mạc Dương đại sư. Nghe lời Mạc Dương đại sư vừa nói. Mọi người đều vô cùng kính nể và tin tưởng hắn ta. Ngươi thấy đấy, xem thử đức hạnh của người ta kìa. Có được bản lĩnh giám định bảo vật lại không dựa vào điều đó để kiếm tiền. Sợ người khác chịu thiệt nên cố gắng khuyên nhủ để giúp hắn chọn được bảo vật tốt. Người tốt như vậy, trên thế giới này chắc ngoài Mạc Dương đại sư ra cũng chẳng còn ai. Ta, không ngờ đối phương lại vô sỉ như vậy, có thể dùng lời lẽ chính nghĩa như thế để thu phục lòng người.
Trương Huyền lắc đầu, đang tính nói chuyện thì lại bị đối phương cắt ngang thêm lần nữa. Được rồi, ta hiểu suy nghĩ của ngươi, không cần nói nhiều. Mạc Dương đại sư kiêu ngạo nhìn Trương Huyền nói. Hiểu suy nghĩ của ta? Trương Huyền nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, chắc chắn là ngươi đang lo lắng mình là người không có gia thế, cũng không có thực lực. Bởi vậy mới lo sợ dù có được chọn chúng, mua được bảo vật cũng không thể giữ được nó. Huống chi nếu không cẩn thận còn có thể dẫn tới tai họa chết chóc. Mạc Dương đại sư chắp hai tay sau lưng, lộ ra vẻ mặt ta hiểu rõ mười mươi người đối diện. Hóa ra là như vậy. Đại sư không chỉ có tài giám định bảo vật, mà còn có thể hiểu rõ tâm tư của người khác. Đúng là quá lợi hại. Người bình thường thì không có tội nhưng vì mang ngọc quý trong người mà phải chịu tội. Tên nhóc đó có suy nghĩ như vậy cũng là điều bình thường thôi. Nghe lời giải thích của Mạc Dương đại sư, đám người liền giật mình ngộ ra, cũng đã hiểu tại sao Trương Huyền từ chối, không cần sự giúp đỡ của đại sư. Cái này, Trương Huyền không còn biết nói gì thêm. Cái tên đại sư này đúng là thích tự kỷ mà. Không có người bảo vệ, vậy mà hắn cũng có thể nghĩ ra được. Các vị, đang tính giải thích thì vị đại sư đứng trước mặt lại nghiêm khắc nhìn xung quanh nói. Tiểu tử này là người ta đã chọn, dù cho một lát nữa ta giúp hắn chọn được món đồ nào đi nữa, cũng mong các vị không làm gì xấu với hắn. Nếu không chính là muốn chống lại Mạc Dương ta, đến lúc đó cũng đừng trách ta vô tình. Đại sư à, người ngài đã chọn, chúng ta làm sao dám ra tay chứ? Đại sư yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đám người đồng loạt gật đầu đồng ý. Vậy được, ta cũng đã nói với mọi người rồi, người cứ việc yên tâm mua đồ đi, không cần phải lo lắng về việc đó nữa. Mạc Dương đại sư lại làm bộ dáng thấu hiểu nhìn Trương Huyền nói. Ta, Trương Huyền không thể ngờ hắn ta lại có thể tự kỷ, thích cho mình là đúng đến như vậy, đang tính mở miệng lại bị ông ta cắt ngang. Không cần cảm ơn, ta đã chọn ngươi là người cuối cùng, điều này chứng tỏ chúng ta có duyên với nhau. Mà những chuyện về duyên phận thì không thể nào dùng đạo lý để giảng giải được. Chính vì vậy ngươi không cần kích động quá mức, ta giúp ngươi lựa chọn bảo vật, cũng không mong được báo đáp mà chỉ vì trong lòng muốn làm thêm một việc thiện mà thôi. Cái này, không cần cái này cái kia nữa, món đồ này, ngươi mua nó là được. Ta có thể đảm bảo ngươi tuyệt đối có thể kiếm được rất nhiều tiền. Mạc Dương đại sư không cho Trương Huyền có một cơ hội nào để nói chuyện. Hắn lấy ra một bảo vật từ bên trong đống đồ vật kia, đưa cho Trương Huyền. Kiếm. Nhìn thấy bảo vật này, Trương Huyền liền im lặng. Cái này vừa rồi hắn đã xem qua, đây chính là một thứ đồ vô dụng, không đáng một đồng tiền vàng. Nếu thật sự mua về, vậy chẳng phải hắn sẽ bị lỗ rất nhiều tiền sao? Ông chủ, tính tiền cho tiểu bằng hữu này đi. Lấy bảo bối đưa đến trước mặt chủ quán. Mạc Dương đại sư hỏi. Là 3 vạn đồng tiền vàng. Chủ quán đi tới. Nhanh đi thanh toán tiền đi, đây là món đồ quý giá nhất mà ta đã chọn trong đêm nay đó, tiểu bằng hữu, người chắc chắn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Thấy Trương Huyền vẫn đứng yên, Mạc Dương đại sư vuốt râu, hiền lành nói. Chỉ cần làm sạch nó là có thể kiếm được một số tiền lớn rồi, người cũng đừng quá kích động. Kích động cái đầu ngươi. Thấy Mạc Dương đại sư liên tục cắt ngang lời mình định nói, Trương Huyền cũng không nhịn nữa mà hét lớn. Ngươi muốn lừa gạt thì đi tìm người khác mà lừa gạt, ta cũng không thèm để ý làm gì. Nhưng ngươi lại 3 lần 4 lượt giả bộ ép ta mua đồ, rốt cuộc ngươi muốn sao hả? Muốn ta vạch trần bộ mặt giả dối của ngươi thì mới chịu thôi hả? Chương 44, ta chọn một cái. Hả? Tên nhóc này lại dám nói chuyện như vậy với Mạc Dương đại sư sao? Đại sư có lòng tốt giúp hắn lựa chọn bảo bối, vậy mà hắn dám nói đại sư là kẻ lừa gạt. Đúng là cái tên không biết trời cao đất rộng là gì. Nghe xong những lời Trương Huyền vừa nói, mọi người xung quanh đều kinh ngạc, ngây người ra một lát, sau đó bắt đầu bàn tán xôn xao. Tên tiểu tử này, chẳng lẽ đầu óc thật sự có vấn đề sao? Đại sư đã vất vả giúp hắn lựa chọn bảo bối, vậy mà hắn lại còn dám nói hắn ta là kẻ giả dối, lừa gạt. Ngươi nói cái gì? Ngay cả Mạc Dương đại sư cũng không ngờ tiểu tử kia có thể nói như vậy, hắn ta giận tái mặt nói. Có phải tiểu bằng hữu đây đã có hiểu lầm gì đó với Mạc Dương ta hay không? Hiểu lầm ư, ta vừa nói cái gì chẳng lẽ ngươi không hiểu hay sao? Ngươi muốn lừa gạt ai cũng được, bởi vì chuyện này không liên quan đến ta nên ta không thèm quan tâm làm gì. Ta chọn bảo bối của ta, ngươi cứ lo lừa gạt những người khác đi, chúng ta việc ai nấy làm.
đừng có đứng trước mặt ta mà giả bộ làm người tài giỏi, thanh cao. Trương Huyền phiền chán phất tay. Đối phương là kẻ lừa đảo khiến hắn đã không có thiện cảm rồi, nếu như hắn ta không chọc hắn thì hắn cũng chẳng muốn vạch trần làm gì. Thế mà hắn ta lại còn dám giả bộ và tính toán muốn lừa gạt tiền của hắn. Đúng là muốn chết mà. Láo xược. Sắc mặt Mạc Dương đại sư tái xanh, hắn phất tay áo, vẻ mặt chính trực nói. Mạc Dương ta từ 30 năm trước đã nhận được giấy chứng nhận là một giám bảo sư. Từ trước đến nay ta luôn giúp người khác giám định bảo vật, thay họ giải quyết khó khăn, luôn không làm điều gì trái với lương tâm. Hơn nữa chưa bao giờ lừa gạt ai, các chư vị ở đây cũng có thể làm chứng cho ta, có phải ta chưa từng lừa gạt các người đúng không? Mạc Dương đại sư là người nhân từ, thường hay giúp người khác, làm sao có thể là kẻ lừa đảo được? Tiểu tử này ăn nói lung tung, ta thấy người muốn chết có đúng không? Đại sư đừng tức giận làm gì, để ta thay ngài dạy dỗ hắn một trận, cho hắn biết được cơm có thể ăn bậy nhưng lời nói thì không thể nói lung tung được. Chỉ một câu nói của Mạc Dương đại sư đã khiến mọi người xung quanh vô cùng tức giận. Ánh mắt họ nhìn về phía Trương Huyền như nhìn thấy kẻ thù giết cha. 30 năm trước nhận được giấy chứng nhận giám bảo sư. Không làm điều gì trái lương tâm. Trương Huyền im lặng. Ngươi chỉ là một người học nghề có địa vị nhỏ bé ở giám bảo, vậy mà lại dám giả bộ là một giám bảo sư cao cấp sao? Hóa ra hắn ta còn mặt dày, vô sỉ hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Hèn chi có thể trở thành kẻ lừa đảo bị truy nã ở nước Lưu Chu, không chỉ mặt dày mà phản ứng cũng rất nhanh nhạy đó chứ. Nếu như là những kẻ lừa đảo khác, sau khi bị vạch trần chắc chắn sẽ rất hoảng sợ. Còn tên này thì ngược lại hoàn toàn, chỉ một câu nói nhẹ nhàng đã có thể khiến cho mọi người căm giận hắn, làm hắn có muốn rút lui cũng không được, chỉ đành đâm lao phải theo lao thôi. Nếu như không có Thiên Đạo Đồ Thư Quán, khi nhìn thấy bộ dạng chính nghĩa như vậy của hắn ta, nhất định hắn sẽ rất nghi ngờ chính bản thân mình, rằng có phải hắn đã sai lầm rồi hay không. Thế nhưng hiện tại hắn có thư viện trong tay, hơn nữa trên quyển sách mà thư viện hình thành có ghi rõ hắn ta là kẻ lừa đảo. Vậy điều hắn vừa nói tuyệt đối là chính xác. Mọi người đừng ầm ĩ nữa. Thấy mọi người đã bị mình kích động và đang phẫn nộ nhìn Trương Huyền, Mạc Dương đại sư, hài lòng vì nắm được thế chủ động trong tay, hắn phất tay nói. Ta là người độ lượng, thế nên nếu như bây giờ ngươi nhận lỗi về những lời nói ban nãy, ta sẽ bỏ qua chuyện vừa rồi. Còn nếu không, với tội danh sỉ nhục ta, tiếp theo sẽ nhận được sự trừng phạt thế nào, chắc là bản thân ngươi cũng hiểu rõ. Trừng phạt. Trương Huyền lắc đầu. Muốn kiểm tra xem ngươi có phải là kẻ lừa đảo hoặc ta có phải đang nói dối hay không, thật ra rất đơn giản. Chỉ cần lấy những đồ vật mà bọn họ mới mua ban nãy ra làm sạch thì sẽ biết kết quả ngay thôi. Cứ ở đây nói nhảm nhiều như vậy thì cũng đâu có ích gì. Làm sạch các đồ vật kia. Mạc Dương đại sư, giống như đã đoán trước được lời nói của Trương Huyền, thế nên hắn ta thản nhiên đáp. Trước đó ta cũng đã nói rồi, đêm nay ta có việc phải rời khỏi Thiên Huyền Thành. Mà những đồ vật ta chọn giúp bọn họ đều có kích thước rất lớn, ít nhất cũng cần thời gian nửa ngày mới có thể làm sạch được. Thế nhưng ta có việc rất gấp, không có nhiều thời lưu lại để chờ kết quả. Thế nào, có phải ngươi lại tính nói rằng ta đang chột dạ nên mới viện cớ là có việc phải rời khỏi đây sớm đúng không? Lại tính mượn cớ này để vu oan cho ta ư? Nói đến đây, hắn ta phất tay áo thật mạnh, vẻ mặt kiêu ngạo, tức giận nói. Mạc Dương ta là người ngay thẳng. Sợ gì mấy lời vu khống đó của ngươi. Nhưng mà thật không ngờ ta tốt bụng giúp ngươi lựa chọn bảo vật, lại bị ngươi nói là kẻ lừa đảo. Không có chứng cứ chính là đang phỉ báng. Ngươi có biết phỉ báng một giám bảo sư sẽ có hậu quả thế nào không? Nghe đối phương nói như thế, lúc này Trương Huyền mới hiểu được, hóa ra hắn đã xem thường, trình độ vô sỉ của hắn ta rồi. Không hổ danh là người sống bằng nghề lừa đảo, hắn ta sớm đã chuẩn bị trước hết tất cả đường lui cho bản thân. Trước đó nói đêm nay muốn rời khỏi Thiên Huyền Thành, đây là đường lui thứ nhất. Sau đó khi hắn còn chưa mở miệng đã dùng lý do này để phản bác lại. Bây giờ dù cho có nói hắn ta không dám ở lại đây để chờ đợi bảo vật được làm sạch thì khẳng định cũng không có ai tin tưởng. Đã vậy, còn dám nói ngược, bảo hắn là kẻ lừa đảo, bởi vì hắn không có chứng cứ. Bí mật về Thiên Đạo Đồ Thư Quán chắc chắn không thể công khai cho bất cứ người nào biết. Mà dù hắn có công khai sự thật về Thiên Đạo Đồ Thư Quán đi nữa thì cũng phải có người tin tưởng mới được. Nhóc con, lập tức quỳ xuống xin lỗi đại sư mau lên. Dám nói đại sư là kẻ lừa đảo, có tin ông đây chỉ cần vài phút là có thể giết chết ngươi hay không hả?
ở đâu ra cái thứ chó ghẻ không biết trời cao đất rộng là gì thế này, còn dám vu oan, hãm hại đại sư. Nhìn thấy dáng vẻ chính trực, ngay thẳng của đại sư, rất nhiều người đều tin tưởng những gì mà hắn ta nói, vì vậy lập tức nhìn Trương Huyền quát lớn. Tất cả bọn họ đều đang rất phẫn nộ. Đa số những người bị lừa gạt thông thường đều sẽ có tâm lý không thích nghe ai nói rằng mình đã bị lừa. Nếu có người nói ra điều đó, chắc chắn bọn họ lập tức sẽ có phản ứng rất dữ dội. Đối với bọn họ, Mạc Dương đại sư là một người thanh cao, sao có thể là kẻ lừa đảo cho được? Đùa cái gì vậy chứ? Nếu ngươi đã nói đại sư là kẻ lừa đảo, vậy khẳng định ngươi phải là người rất thông thạo trong lĩnh vực giám định bảo vật nhỉ? Có bản lĩnh như vậy thì thử chọn một cái cho chúng ta xem nào. Nếu như chọn nhầm thứ đồ vô dụng thì đừng có giả bộ mà đứng đây nói bậy nữa, mà mau cút ra ngoài cho ta. Một giọng nói nghe không ra là của nam hay nữ phát ra trong đám người. Đúng đó, nếu ngươi đã nói ta là kẻ lừa đảo, không muốn để ta giúp ngươi chọn bảo vật, vậy chắc chắn ngươi cũng là người có kiến thức về việc giám bảo. Nghe người kia nói như vậy, Mạc Dương đại sư gật đầu nói. Vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội, chúng ta sẽ cùng lúc chọn ra một đồ vật đơn giản, cái mà có thể làm sạch trong thời gian ngắn. Chỉ cần ngươi có thể lựa chọn ra một đồ vật có giá trị, có thể kiếm tiền được, ta sẽ thừa nhận ngươi có chút bản lãnh, cũng sẽ không tính toán với ngươi về việc ngươi đã vu oan cho ta. Còn nếu như ngươi chọn ra một đồ vật vô dụng, không có giá trị, như vậy hãy mau mua bảo vật ta vừa chọn cho ngươi, sau đó quỳ xuống xin lỗi ta. Ngươi muốn đấu giám định bảo vật với ta. Trương Huyền đang phiền não vì chưa nghĩ ra nên làm thế nào để có chứng cứ thì lại nghe được lời, Mạc Dương đại sư vừa nói. Hắn hơi kinh ngạc, suýt chút nữa thì bật cười. Lão già này, đầu óc có vấn đề hả? Hắn có được thiên đạo đồ thư quán trong tay, nếu nói mình là đệ nhị giám bảo sư thì chắc chắn không có ai dám tự xưng là đệ nhất, vậy mà hắn ta lại muốn đấu với hắn. Đầu óc hắn bị lừa đá rồi à? Nhưng mà chỉ cần suy nghĩ kỹ một lát, hắn cũng hiểu rõ tại sao hắn ta muốn làm như vậy. Trong suy nghĩ của đối phương, hắn chỉ là một thiếu niên mới 18, 19 tuổi thì làm sao biết cái gì là giám bảo. Trong khi đó trước đó mấy ngày hắn ta đã giúp cho người khác kiếm tiền. Nếu cùng lúc giám bảo mà hắn lại không chọn được đồ tốt thì nhất định hắn ta sẽ nắm lấy cơ hội đó mà làm nổi bật danh tiếng của bản thân. Nói không chừng còn có thể lừa thêm được vài người ngu, điên cuồng bỏ tiền ra mua những gì mà hắn ta chỉ định. Sao nào? Không dám nhận lời hả? Mạc Dương đại sư bình tĩnh nói. Được. Nếu đối phương đã cố tình muốn đấu, hắn làm sao có thể từ chối đây? Vậy thì tốt, để ta lựa trước. Mạc Dương đại sư phất tay áo, nhanh chân đi tới đài trưng bày bảo vật. Đi được một lát hắn ta liền ngừng lại, cầm lên một bảo vật lớn bằng bàn tay. Thứ này đã bị nham thạch bao quanh dày đặc, ngay cả hình dáng bên ngoài thế nào cũng nhìn không ra. Chứ đừng nói chi đến việc có biết được nó có chân quý hay không. Chủ quán, cái này bao nhiêu tiền? Mạc Dương đại sư cầm lấy thứ này, mở miệng hỏi. Cái này chỉ là một vật nhỏ, cũng chẳng có linh khí, 200 đồng tiền vàng vậy. Chủ quán đi tới. Được, bây giờ ngươi hãy tìm người làm sạch nó đi. Đưa tiền xong, Mạc Dương đại sư thản nhiên nói. Vâng. Chủ quán cầm bảo vật đưa ra phía sau, một lát sau, chủ quán đi ra. Trong tay còn cầm theo một con cóc bằng vàng, vẻ mặt đầy hưng phấn kêu. Chúc mừng đại sư, đây chính là xác của Kim Thiềm Linh Tê. Kim Thiềm Linh Tê là cái gì? Kim Thiềm Linh Tê là một loại man thú lục phẩm, thứ quan trọng nhất trên cơ thể nó chính là da, thế nhưng cả đời nó chỉ có thể lột da một lần. Thứ này có thể làm thuốc, giá trị cũng cực cao. Không hổ danh là Mạc Dương đại sư, mắt nhìn đồ thật tốt, chỉ nhìn sơ qua đã có thể chọn được đồ quý giá như vậy. Nghe được chủ quán nói đó là xác của Kim Thiềm Linh Tê, tất cả mọi người đều bàn tán sôi nổi. Rất nhiều người chưa biết thứ này, người hãy nói thẳng ra giá cả của nó là bao nhiêu đi. Như vậy dễ phân xử hơn. Mạc Dương đại sư ngẩng cao đầu, tỏ vẻ thanh cao, thản nhiên nói. Thứ này có giá là 2.000 đồng tiền vàng. Chủ quán cất cao giọng nói. 2.000 đồng tiền vàng. Chỉ bỏ ra có 200 đồng tiền vàng mà lại bán ra được đến 2.000. Tăng gấp 10 lần ư. Quá lợi hại rồi. Đúng là đại sư có khác, chỉ một món đồ nhỏ đã có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Mới vừa rồi ngài ấy đã giúp ta chọn một món bảo vật lớn như vậy, chẳng phải sẽ lời được rất nhiều tiền sao? Thấy cảnh này, những người mới vừa nãy vẫn còn hơi lo lắng đã lại điên cuồng tin tưởng vị đại sư kia thêm lần nữa.
Đại sư đúng là tài giỏi, vừa ra tay đã kiếm được nhiều tiền như vậy rồi. Được rồi, đến ngươi đó. Mạc Dương đại sư phất tay, lạnh lùng nhìn Trương Huyền. Ta. Trương Huyền gật đầu. Biết đối phương là kẻ lừa đảo, cũng đã đoán trước được hắn ta đã chuẩn bị đường lui thế nhưng không ngờ cái, đường lui kia lại lợi hại đến như vậy. Xem ra hắn nhất định phải chọn được một bảo vật có giá trị tương đương như vậy mới được. Ta có thể chọn bảo vật trước, chờ ngươi làm sạch xong, mới xác định giá cả và đưa tiền được không? Trương Huyền vừa đi về phía trước thì đột nhiên nhớ đến một chuyện, liền nhìn chủ quán hỏi. Không được, ngươi phải đưa tiền mua đồ trước, chúng ta mới có thể làm sạch nó giúp ngươi. Đây là quy định từ lâu, chứ nếu lỡ như sau khi làm sạch, ngươi thấy vật đó không đáng tiền lại không chịu mua nữa thì sao? Lúc đó chúng ta có muốn bán nó đi cũng không được nữa. Chủ quán lạnh lùng nói. Trong lúc cực bảo, để phòng ngừa tranh cãi, nếu muốn lấy đồ vật nào thì đều phải trả tiền trước. Cái này giống như việc ký giấy cam kết, bất cứ ai cũng không thể quỵt được. Vậy được rồi. Biết quy định này, Trương Huyền đành phải gật đầu. Sau một lúc, hắn ngẩng đầu, thở mạnh nói. Chủ quán, đến đây, giúp ta chỉ ra những đồ vật nào có giá từ 8 đồng tiền vàng trở xuống, để ta chọn một cái trong đó. Chương 45, tiền bâu ơ. Hả, hắn vừa nói cái gì vậy? Ta không nghe lầm chứ. Hắn muốn mua bảo vật có giá từ 8 đồng tiền vàng trở xuống thôi ư. Nghe lời nói đầy, hào phóng của Trương Huyền, tất cả mọi người đều phun ra một ngụm nước bọt đầy khinh thường, sau đó trừng mắt, há hốc mồm nhìn hắn như nhìn thấy một kẻ điên. Là thật hay giả vậy hả? Cược bảo là gì? Là đánh cược bằng tiền bạc, đánh cược trong sự hồi hộp, vừa lo lắng vừa mong đợi. Chỉ chọn đại một vật đã có giá ít nhất là 100 đồng tiền vàng. Còn 8 đồng tiền vàng của hắn, thì mua được cái khỉ gì chứ? Tên nhóc này điên rồi à? 8 đồng tiền vàng sao? Ha ha, có thể mua được một nắm đất đấy. Còn đòi 8 đồng tiền vàng trở xuống sao? Ở đây không có bảo bối nào rẻ như vậy đâu. Mọi người đều phá lên cười đến nỗi nước mắt cũng chảy ra. Bà nó, tiểu tử này, bộ hắn đến đây để cản trở việc buôn bán của người ta hả? Ở đây làm gì có vật nào có giá từ 8 đồng tiền vàng trở xuống, cho dù là 80 đồng tiền vàng cũng chưa chắc đã có thể mua được. Sao nào, ra vẻ là nơi cược bảo nhưng hóa ra ngay cả bảo vật giá 8 đồng tiền vàng cũng không có ư. Chẳng lẽ không thấy mất mặt à? Không quan tâm đến lời chế giễu của đám người xung quanh, Trương Huyền nhìn về phía chủ quán, vẫn vẻ mặt bình tĩnh, tự nhiên nói. Chủ nhân thân thể này lúc trước chỉ để lại cho hắn có 8 đồng tiền vàng, muốn nhiều hơn nữa cũng không có. Dù hắn có muốn mua món đồ nhiều tiền hơn đi nữa thì cũng chẳng còn cách nào. Ha ha! Đám người kia nghe vậy liền nhìn nhau bật cười lần nữa. Người mất mặt là ngươi thì có. Cái này cũng giống như việc chạy đến chỗ bán nhà cao tầng, hỏi người bán rằng 1 đồng tiền vàng có mua được một căn phòng trong đó hay không vậy. Tiểu tử à, đầu óc ngươi có vấn đề gì không vậy? Ở đây chắc chắn là không có bảo vật nào có giá 8 đồng tiền vàng rồi, hay là ngươi cứ tùy tiện chọn đại một đồ vật trong đống đồ trên đài đi. Chọn xong rồi ta sẽ trả tiền dùm ngươi, nếu chọn được đồ tốt thì tiền lời cũng cho ngươi luôn nhưng nếu ngươi thua thì chỉ cần làm theo ước định vừa rồi, xin lỗi ta là được. Thấy bộ dạng này của Trương Huyền, Mạc Dương đại sư rất khinh thường. Hắn ta chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt cao ngạo nhìn hắn nói. Không hổ danh là Mạc Dương đại sư, đúng là một người nhân hậu. Thiếu niên này chỉ là hạng tôm tép nhỏ bé mà cũng đến đây làm trò, hắn không biết xấu hổ à. Đại sư quả là người có đức tính thanh cao, ta xin bội phục. Nghe, đại sư, nói muốn trả tiền giúp đối thủ của mình, những người đang đứng xung quanh đều rất bội phục. Thấy chưa, thấy rõ sự độ lượng của người ta chưa? Còn ngươi thì sao, tiểu tử này? Được rồi, đừng so sánh hai người với nhau nữa, mắc công ta lại muốn nôn. Thật ư, ngươi chắc chắn chứ? Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Bởi vì Trương Huyền đã biết đối phương là một kẻ lừa đảo, thế nên nếu dùng tiền của đối phương hắn cũng không cần phải áy náy làm gì. Đương nhiên, Mạc Dương ta đã nói ra điều gì thì nhất định sẽ giữ lời. Mạc Dương đại sư nói. Đối với những người xung quanh, lúc này hắn ta chính là một bông hoa sen trong sạch không bị vấy bẩn bởi nước bùn. Ha ha, vậy ta sẽ chọn. Trương Huyền mỉm cười. Nhanh chân bước tới quầy hàng, nhìn sơ qua đống bảo vật trước mặt. Nếu đối phương đã chọn một bảo vật có kích thước nhỏ, như vậy hắn cũng không thể chọn cái nào khác lớn hơn.
với lại nếu chọn cái lớn hơn thì phải cần rất nhiều thời gian để làm sạch nó, như vậy rất phiền phức. Tiểu tử này cũng mặt dày quá rồi đó. Đúng đó, Mạc Dương đại sư thật quá tốt bụng rồi. Nếu ta mà gặp phải loại người này thì đã sớm cho mấy phát tát vào mặt hắn rồi. Nói xấu đại sư mà còn muốn dùng tiền của đại sư để mua đồ. Đúng là cái đồ vô sỉ mà. Nhìn thấy thiếu niên kia không hề áy náy mà còn vui vẻ đi chọn đồ vật, đám người kia bất ngờ đến nỗi không còn biết nói gì thêm. Đã từng thấy người mặt dày nhưng chưa thấy ai có da mặt dày đến như vậy. Ban nãy người kiếm chuyện với đại sư, bảo người ta là kẻ lừa đảo nên dù có nói thế nào đi nữa thì quan hệ giữa hai người hiện giờ chính là loại quan hệ thù địch rồi. Vậy mà trong tình huống này ngươi lại còn không biết xấu hổ, còn dùng tiền của người ta để mua đồ. Hơn nữa lại dùng chính món đồ đó để thi đấu với người ta. Ngươi cũng quá tham rồi đó. Không để ý tới đám người đang xôn xao nghị luận đằng kia, Trương Huyền nhìn thấy vật nào thì liền sờ vật đó. Chỉ một lát, hắn đã chọn được một bảo vật bằng bàn tay đưa cho chủ quán. Cũng là 200 đồng tiền vàng. Chủ quán nhìn thoáng qua, sau đó thản nhiên nói. Đại sư, mau trả tiền đi. Trương Huyền chẳng những không xấu hổ mà còn rất tự nhiên phất tay, ra lệnh cho Mạc Dương đại sư. Mạc Dương đại sư tức giận đến tái mặt. Hắn ta tính làm đối phương mất mặt, ai dè kết quả đối phương lại, cầm lông gà mà tưởng là lệnh tiễn, thật sự coi hắn thành người hầu để sai bảo, cố nén xúc động muốn đánh chết tươi đối phương, Mạc Dương đại sư cố gắng bình tĩnh lấy tiền đưa cho chủ quán. Được rồi, hãy làm sạch nó ngay tại đây luôn đi, để mọi người đều có thể nhìn thấy. Tránh cho người khác nói ta làm bộ. Trương Huyền phất tay. Hừ, một lát nữa sau khi làm sạch cái thứ này xong, để xem ngươi còn dám phách lối như vậy nữa không. Thấy mọi cử chỉ, lời nói của Trương Huyền, chủ quán tức giận đến mức nghiến răng kèn kẹt, nhưng cũng đành phải lấy những dụng cụ ra, bắt đầu làm sạch nó trước mặt mọi người. Chỉ sau một lát, đồ vật kia đã mất đi lớp rêu và nham thạch bên ngoài, cũng giúp mọi người nhìn thấy rõ được hình dạng ban đầu của nó. Đó là một viên đá khá trong suốt, tỏa ra những tia sáng ấm áp. Đây là, đá linh lung sao? Nhìn thấy hình dạng này của viên đá, trong đám người chợt vang lên tiếng hô to đầy bất ngờ. Đá linh lung là cái gì? Có người nhận ra nhưng cũng có người không biết. Người không biết sao, đá linh lung chính là một trong những vật liệu quan trọng nhất để luyện chế thành binh khí cấp quỷ. Mỗi một khối đá đều có giá trị rất lớn, thậm chí có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Một người kích động nói, binh khí cũng được chia làm các cấp bậc là thần, thánh, linh, quỷ và phàm. Ở Thiên Huyền Quốc, ngay cả những binh khí cấp phàm còn chưa chắc có, chứ đừng nói chi đến binh khí cấp quỷ. Nếu những loại binh khí này xuất hiện, mỗi một món khẳng định đều sẽ được bán với giá trên trời. Một loại vật liệu quan trọng cho việc luyện chế ra binh khí cấp quỷ như đá linh lung, nếu đem bán đấu giá, chắc chắn sẽ khiến cho vô số cường giả và các gia tộc điên cuồng theo đuổi, tranh giành. Vậy nó có thể đáng giá bao nhiêu tiền? Những người không biết vật này nhịn không được hỏi. Chỉ nói vài câu như vậy thì bọn họ vẫn chưa thể hiểu được khái niệm tổng quát về nó. Thế nhưng chỉ cần nói ra giá trị của nó là bao nhiêu, bọn họ sẽ có thể đoán được. Ta nghe nói ở Lưu Chu Quốc mấy năm trước đã từng đem bán đấu giá viên đá này rồi, viên đá đó so với viên đá này còn nhỏ hơn nhiều, chỉ lớn chừng quả trứng gà mà giá trị đã là 5 vạn đồng tiền vàng. Trong khi viên đá này lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa độ tinh khiết của nó cũng rất cao, nhất định ít nhất cũng là 10 vạn đấy. Người đó vừa nói vừa nuốt vội một ngụm nước miếng. 10 vạn. Tất cả mọi người ở đây suýt chút phát điên. Mua một đồ vật trị giá 200 đồng tiền vàng mà sau khi làm sạch lại có thể bán ra được 10 vạn ư. Chỉ một lát mà đã thu được tiền lời gấp 500 lần so với lúc đầu. Là thật hay giả đây? Cái này. Bàn tay chủ quán run rẩy. Hắn khiếp sợ nhìn vật trong tay mình. Hắn là chủ quán cực bảo, thế nên có thể nhận biết được không ít bảo vật, cũng như giá cả của nó. Lời nói vừa rồi của người kia thật không sai chút nào. Thứ này thật sự có giá như vậy? Không thể nào, nhất định là do nhìn lầm thôi. Mọi người đều vô cùng khiếp sợ, ngay cả vị Mạc Dương đại sư kia cũng vậy. Hắn ta vốn cho rằng đối phương nhất định sẽ không thể chọn ra được thứ gì đáng tiền. Sau đó hắn sẽ mặc sức chế giễu hắn vài câu để nâng cao đem danh tiếng của mình. Thế nhưng có nằm mơ hắn ta cũng không thể ngờ tới, món hắn vừa chọn lại là bảo bối lợi hại đến thế. Đều là món đồ cùng trị giá 200 đồng tiền vàng, thế nhưng đồ của hắn ta sau khi làm sạch chỉ đáng giá 2.000 đồng tiền vàng,
còn đối phương lại đáng giá đến 10 vạn. Chênh lệch này cũng quá lớn rồi đó. Bây giờ ta muốn đấu giá viên đá linh lung này, chỉ cần người nào trả giá cao là được. Bởi vì Trương Huyền đã sớm biết vật này là gì nên vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như trước. Hắn lấy bảo bối từ trong tay chủ quán, nhìn xung quanh nói. Ta trả 10 vạn. Người nhận ra đá linh lung hô lên đầu tiên. Mặc dù 10 vạn đồng tiền vàng là một số tiền không nhỏ nhưng nếu so sánh nó với đá linh lung thì khẳng định đá linh lung quý giá hơn rất nhiều. Ta trả 11 vạn. Một người khác cũng biết giá trị của đá linh lung hô lớn. 12 vạn. Chỉ một lát sau, giá cả cuối cùng đã dừng lại ở mức 153.000 đồng tiền vàng. Người mua chính là một người đàn ông trung niên giàu có. Đây là ngân phiếu được thông hành ở mọi ngân hàng trong nước Thiên Huyền. Cầm cái này, dù người đi đến ngân hàng nào trong nước Thiên Huyền cũng có thể rút được 153.000 đồng tiền vàng. Người trung niên nhận lấy đá linh lung từ tay Trương Huyền, đồng thời hắn ta cũng đưa cho hắn một xấp ngân phiếu. Bởi vì đồng tiền vàng rất nặng, sẽ khó khăn cho việc mang theo nên ở đây cũng phát minh ra loại tiền bằng giấy giống như ở hiện đại. Trương Huyền nhìn thoáng qua, biết đây là ngân phiếu thật liền cầm lấy cất vào trong ngực. Sau đó hắn lấy ra một tấm ngân phiếu trị giá 1.000 đồng tiền vàng, đi tới chỗ Mạc Dương đại sư. Vừa rồi ngươi đã trả giúp ta 200 đồng tiền vàng nên bây giờ ta trả lại ngươi 1.000 đồng tiền vàng, không cần thối lại đâu, coi như là tiền bâu ơ cho ngươi đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 46, Vạch Trần Âm Mưu. Tiền bâu ơ. Nghe Trương Huyền nói như thế, Mạc Dương đại sư, lảo đảo vài cái, hắn ta tức giận đến nỗi suýt chút phun ra một ngụm máu tươi. Tiền bâu ơ cái đầu ngươi á. Hắn là một đại sư nên có bao giờ thiếu tiền đâu mà cần phải lấy tiền bâu ơ của hắn. Mạc Dương đại sư tái mặt, tức giận vô cùng, lúc này ngươi nhận tiền cũng không được mà không nhận tiền thì cũng không xong. Nếu hắn ta lấy tiền thì đúng là chẳng khác nào đang nhận tiền bâu ơ của hắn, mà như vậy đồng nghĩa với việc hắn cũng chẳng khác gì một người hầu. Nhưng nếu không lấy tiền, hành động này của đối phương lại càng khiến hắn ta cảm thấy mất mặt hơn. Hắn ta chợt nghĩ đến một vấn đề, hay là tên nhóc kia đã sớm đoán được điều này nên mới cố tình dùng tiền của hắn ta để mua đồ, để rồi sau đó khiến hắn ta phải khó xử. Không cần sao, thật tốt quá, vậy là ta có thể tiết kiệm được thêm 1.000. Ngươi nên biết 1.000 đồng tiền vàng có thể mua được rất nhiều thứ đó. Thấy Mạc Dương đại sư do dự không chịu nhận tiền, Trương Huyền liền thu tay, bỏ tờ ngân phiếu vào trong ngực, miệng lầm bầm nói. Mạc Dương đại sư nghe hắn nói như thế lại muốn phát điên. Ngươi thật may mắn, có thể chọn đúng được món đó. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là ngươi thắng. Thôi được rồi, ta còn có chuyện quan trọng phải làm, ta đi đây. Mạc Dương đại sư lạnh lùng nói. Hắn ta đứng dậy phất tay tính rời khỏi đây. Nhìn thấy hành động của hắn ta như vậy, Trương Huyền thầm khen ngợi một tiếng. Không hổ danh là người làm nghề lừa đảo, cá cược một trận không thắng được là muốn rời khỏi ngay, chỉ riêng tính cách quyết đoán này cũng đã đủ để khiến người khác phải bội phục. Mặc kệ là do hắn gặp may hay là thực sự có bản lĩnh phân biệt bảo vật, chỉ trong một thời gian rất ngắn mà có thể kiếm được một số tiền nhiều như vậy đã đủ khiến mọi người thay đổi cách nhìn về hắn. Cũng không còn dám xem hắn là người điên giống như lúc trước nữa. Thế nên thay vì tiếp tục ở đây tranh đấu với mình, hắn ta đã lựa chọn dừng lại và rời khỏi đây. Dù sao mới vừa rồi hắn ta cũng đã kiếm được khá nhiều tiền từ việc chỉ điểm cho mấy người kia. Đối với một người lừa đảo như hắn ta mà nói, ở đây càng lâu chỉ càng có hại thêm thôi. Kết quả thi đấu của chúng ta còn chưa có mà sao ngươi lại vội vã muốn đi rồi. Nếu đã quyết định vạch trần hắn ta thì chắc chắn Trương Huyền không thể nào cho hắn ta có cơ hội chạy trốn nhanh như vậy được. Đúng đó đại sư, đừng có đi nhanh vậy mà. Mấy đồ vật mà hai người mua sắm đều có giá trị cả nên cũng không thể tính là hắn ta thắng được. Chỉ là do đại sư ngài quá khinh địch nên mới không chọn ra bảo bối quý nhất mà thôi. Chúng ta tin tưởng ngài. Không uổng công, Mạc Dương đại sư đã liên tục cố gắng nâng cao danh tiếng trong suốt mấy ngày qua. Đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người trung thành ủng hộ hắn ta đến vậy. Trước đó ta cũng đã nói rồi, ta có chuyện rất quan trọng phải rời khỏi, tạm biệt. Mạc Dương đại sư phất tay đáp. Có việc gấp gì đi nữa thì chắc cũng không đến nỗi có mấy phút mà cũng không chờ được chứ hả? Ta còn có vài chuyện muốn nhờ ngươi chỉ dạy đây. Trương Huyền đứng chặn trước mặt hắn ta. Chuyện gì? Mạc Dương đại sư ngừng lại, hừ một tiếng. Lão nhân này. Thấy. Mạc Dương đại sư, đã dừng lại,
Trương Huyền mỉm cười, nhìn về phía lão nhân vừa được đại sư chỉ điểm mua cái bình quan thưởng. Sao vậy? Lão nhân đi tới hỏi. Từ lúc mua được chiếc bình đó đến giờ, lão nhân vẫn luôn ôm nó trong ngực như ôm bảo vật quý hiếm nhất vậy. Vì kích thước của bảo bối này rất lớn, trong thời gian ngắn không có cách nào để làm sạch nó được, vì vậy lão nhân vẫn chưa rời khỏi đây. Nếu như ta không nhìn lầm, cái bình quan thưởng mà lão đã bỏ ra 8 vạn đồng tiền vàng để mua đã bị vỡ. Hơn nữa giá trị của nó còn không đáng một đồng tiền vàng. Trương Huyền nói, bình quan thưởng còn không đáng giá một đồng, đùa kiểu gì vậy hả? Cái này là do đại sư đã chọn giúp ta. Lão nhân tái mặt, tức giận quát lớn. Bảo vật lớn như vậy, nếu muốn làm sạch nó thì cần thời gian ít nhất là một ngày, như vậy sẽ rất phiền phức. Thế này đi, lão hãy ném nó xuống đất xem. Nếu như ta nói sai, ta sẽ bồi thường cho ngươi 8 vạn đồng tiền vàng. Còn nếu ta nói đúng, điều đó có nghĩa là lão đã bị người ta lừa rồi. Đến lúc đó hãy tìm người lừa lão mà đòi tiền lại là được. Trương Huyền mỉm cười nhìn lão nhân. Ném xuống đất. Lão nhân sững sờ. Đối phương nói không sai, bảo bối lớn như vậy nếu muốn làm sạch nó thì phải cần rất nhiều thời gian. Nhưng chỉ cần ném nó xuống đất là có thể nhanh chóng biết được sự thật rồi. Nếu theo như lời đối phương đã nói, đây chỉ là một cái bình quan thưởng thì nó thật sự không đáng giá bao nhiêu tiền. Mà lão thì sẽ mất trắng 8 vạn đồng tiền vàng, gần như là mất hết của cải. Nếu thật sự mua nhầm hàng giả, lúc trở về chắc lão chỉ còn cách đi nhảy lầu chết quách cho xong. Nếu trước đó thiếu niên kia nói ra lời này, lão khẳng định sẽ chỉ xì mũi coi thường, cũng không bao giờ tin tưởng. Thế nhưng vừa rồi chứng kiến đối phương mới vừa ra tay đã mua được một bảo bối quý hiếm, lời gấp 765 lần. Điều này khiến lão hơi do dự, yên tâm đi, nếu bảo vật đó là thật thì dù có ném nó đi cũng sẽ không bị vỡ, lão cũng không bị mất tiền đâu. Thấy lão nhân do dự, Trương Huyền nói tiếp. Được rồi. Lão nhân chần chừ một lát rồi cầm bảo vật đang ôm trong ngực ném ra ngoài. Loảng xoảng. Tiếng bình vỡ vang lên, bảo bối to như vậy đã bị vỡ nát. Hình dáng đằng sau lớp rêu xanh và đất bùn cũng đã lộ ra ngoài. Đây đúng là một cái bình không có giá trị. Đúng thật là, bình quan thưởng. Không ít người nhìn thoáng qua đã nhận ra, đây thực sự chính là một cái bình quan thưởng. Thứ này mặc dù là đồ cổ nhưng cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Đừng nói 8 vạn đồng tiền vàng, dù chỉ 10 đồng cũng chưa chắc đã có thể bán ra được. Cái này là sao? Nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, lão nhân cảm thấy buồn bã vô cùng. Lúc nãy lão nhân tràn đầy hy vọng có thể lấy thứ này để đổi lại một số tiền lớn, ai dè kết quả lại thành ra thế này, hỏi sao lão nhân không đau lòng cho được. Chuyện gì đang xảy ra ư? Cái này lão nên hỏi, Mạc Dương đại sư kia kìa. Nếu ta đoán không lầm, hắn ta với chủ quán là đồng bọn của nhau. Bọn họ lợi dụng cái danh giám bảo sư để hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Sau đó lại giả bộ giúp người khác chọn bảo vật, mục đích chính là để các người bỏ tiền ra mua đồ giả. Như vậy bọn họ sẽ kiếm được càng nhiều tiền lời hơn nữa. Trương Huyền nhìn về phía Mạc Dương đại sư và chủ quán đang đứng cách đó không xa, nhếch môi cười. Còn tại sao hắn ta có thể chọn được bảo vật có giá trị cao, điều này cũng rất đơn giản. Vì không có ai ở đó lúc bọn họ làm sạch nó, thế nên bọn họ chỉ cần lấy sẵn bảo bối đã chuẩn bị trước rồi nói đó chính là vật vừa được chọn là được. Dù sao cũng đâu có ai nhìn thấy nên bọn họ muốn nói thế nào mà chẳng được. Cái này là thật hay giả vậy trời? Nghe Trương Huyền nói ra sự thật, tất cả mọi người đều sững sờ. Đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người với tư cách là giám bảo sư, sau đó lại giúp một người khác chỉ ra hàng giả, mỗi hành động đều được tiến hành theo tuần tự. Những người vừa rồi còn cố chấp tin tưởng Mạc Dương đại sư, giờ đây cũng đã hơi hoài nghi. Trong lúc mọi người đang im lặng suy nghĩ xem ai đúng ai sai thì bất chợt lại vang lên một tiếng đổ vật bị vỡ. Một người nữa vừa lúc nãy được đại sư chỉ điểm thử ném bảo bối xuống đất. Lần này không phải đồ sứ, mà là một cái bình gốm không đáng tiền. Là giả, hóa ra chỉ là giả. Thứ này ta đã tốn đến 6 vạn đồng tiền vàng để mua. Bọn họ là kẻ lừa đảo. Mấy người vừa được chỉ điểm mua đồ nhìn mảnh gốm vỡ vụn trên đất cũng đã biết mình bị lừa. Vì vậy bọn họ điên cuồng hét lên. Xoảng, xoảng. Theo chân hai người đi trước, mấy người còn lại cũng không ngồi yên nữa mà vội vã cầm bảo bối vừa mua được ném xuống đất, có người dùng dao hoặc búa đập nát nó. Sau khi đập xong, thấy rõ được hình dạng ban đầu của mấy vật kia, sắc mặt bọn họ ai nấy đều trắng bệch. Mấy thứ này đều là giả.
tất cả đều là những thứ không đáng tiền. Chúng ta đã bị lừa rồi, Mạc Dương đại sư này là giả. Nếu như chỉ có một đồ vật là giả, như vậy vẫn còn có thể thông cảm được, vì giám bảo sư cũng không có khả năng nói đúng chính xác 100%. Thế nhưng cả 9 đồ vật kia cũng đều là giả, lại còn tốn nhiều tiền như vậy, chắc chắn đối phương chính là kẻ lừa gạt. Còn bày đặt giả bộ nhân hậu, từ bi cái nỗi gì? Hừ, ta khinh, hóa ra chỉ là một tên lừa đảo. Đám người kia đã nổi điên, bọn họ ào lên vây quanh, Mạc Dương đại sư, và chủ quán, nhìn hai người bằng ánh mắt hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ vậy. Tiền của bọn họ là do cực khổ kiếm được chứ đâu phải bỗng không mà có. Nếu như không nhờ tên tiểu tử kia, chờ bọn họ làm sạch đồ vật xong, cho dù biết là bị lừa đi nữa thì cũng đâu biết tìm ai để đòi lại tiền đã mất chứ. Đừng nghe tên tiểu tử này nói bậy, giám bảo sư cũng có lúc nhìn nhầm mà, ta không quen biết chủ quán đâu. Nhìn thấy ánh mắt giết người của đám người kia, Mạc Dương đại sư biết không thể che giấu được nữa nên cũng hốt hoảng thét lên. Nếu đổi lại là trước đó, nhất định đám người kia sẽ nghe lời hắn ta, nhưng bây giờ đã không còn ai tin tưởng nữa. Bốp, bốp, bốp. Đám người nổi giận xông vào đánh, Mạc Dương đại sư, đương nhiên chủ quán cũng không thoát được. Ngay sau đó, những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Còn về người đã vạch trần vụ việc này, Trương Huyền, đã sớm thừa dịp mấy người kia nổi điên lặng lẽ rời khỏi đó rồi. Thế giới rộng lớn như vậy, mỗi ngày đều có rất nhiều người đi lừa gạt và cũng có rất nhiều người bị lừa. Hắn không phải thần tiên mà có lòng tốt giúp đỡ bọn họ. Chẳng qua là do cái tên, Mạc Dương đại sư kia cố tình kiếm chuyện, chứ nếu không hắn cũng chẳng thèm để ý đến chuyện này làm gì cho mệt. Hiện tại những người kia đã biết bản thân mình bị người ta lừa gạt, khẳng định cũng sẽ biết cách xử lý ổn thỏa việc này nên hắn không cần phải quan tâm đến nữa. Phòng sách hoàng ngữ. Đi chậm chậm dọc theo các cửa hàng được một lát, Trương Huyền nhìn thấy có một căn phòng cực lớn phía trước mặt, trên giá sách bên trong đó có để rất nhiều sách cổ. Trong thương thành có những nơi bán dược liệu, binh khí, man thú thì tất nhiên cũng có nơi bán sách. Đây cũng là mục đích mà hắn đến thương thành. Vào xem thôi. Trương Huyền bước vào phòng. Chương 47, hoàng ngữ. Công tử đến đây mua sách hay là đọc sách? Vừa đi vào phòng sách, một nữ tử liền đi ra đón tiếp. Nữ tử này khoảng 17, 18 tuổi, gương mặt ngây thơ, dáng người cũng khá đẹp. Mặc dù nữ tử này không đẹp bằng Thẩm Bích Như nhưng tuyệt đối cũng được coi là một người đẹp. Ở đây có, sách luyện võ dành cho võ giả tầng 6 không? Trương Huyền nói thẳng mục đích của mình. Công pháp cho võ giả tầng 6 ư? Công tử nói đùa rồi. Loại công pháp này mỗi một quyển đều có giá trị không nhỏ. Chỗ chúng ta chỉ là một cửa hiệu sách nhỏ, làm sao có tư cách bán ra mấy loại sách này cơ chứ? Nếu như muốn tìm sách công pháp sơ cấp thì may ra còn có mấy quyển. Nữ tử kia lắc đầu. Tiệm sách của nàng đa số chỉ có bán các loại sách thuộc thể loại tiểu sử danh nhân hoặc sách về địa lý, văn học mà thôi. Công pháp là sách bí mật, chỉ dành cho những người tu luyện, thế nên sao có thể tùy tiện xem hay mua được? Vậy ngươi có biết ở đâu có bán không? Thấy ở đây không có, Trương Huyền thở dài, sau đó nhìn nữ tử kia hỏi với vẻ mặt đầy mong đợi. Bán sách công pháp tầng 6 ư? Nữ tử lại lắc đầu. Công pháp ở cấp bậc này không có người nào bán đâu, toàn bộ Thiên Huyền Thành này chắc chắn là không có, nhưng mà có một vài cường giả thường siêu tầm không ít sách trong nhà, nếu như có quen biết thì có thể đến đó xem đấy. Có thể đến xem sao? Chỉ cần được xem thôi cũng đã tốt lắm rồi. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Có Thiên Đạo Đồ Thư Quán, hắn không cần phải mua sách làm gì, chỉ cần được cầm loại sách này rồi đọc sơ qua là thư viện đã có thể tự động tạo ra quyển tương tự rồi. Thế nàng có biết vị tiền bối nào mà trong nhà có những quyển sách công pháp giống như vậy không? Hơn nữa còn cho phép người khác xem sách của mình ấy. Trương Huyền sốt ruột hỏi. Cho phép người khác xem sách. Nữ tử kia nhướng mày tính lắc đầu nhưng lại chợt nhớ ra cái gì đó, vì vậy nở nụ cười đáp. Thật ra ta có biết một người nhưng mà lão tiên sinh ấy lại nổi tiếng là một người kỳ quặc. Nếu tâm trạng tốt, dù ngươi có chuyển hết sách của tiên sinh ra ngoài phơi nắng cũng chẳng sao nhưng nếu tâm trạng không tốt thì đừng nói là xem sách, mà ngay cả cửa cũng đóng không cho ngươi vào. Còn có kiểu người như vậy nữa ư? Trương Huyền nhíu mày, lập tức nói. Vậy xin làm phiền cô nương một chút, nàng có thể nói cho ta biết nhà của vị tiền bối này ở đâu hay không? Đúng lúc cửa hàng cũng không có khách, như vậy đi. Để ta dẫn ngươi đến đó. Nữ tử cười nói. Làm phiền cô nương.
Trương Huyền không ngờ vị cô nương này lại nhiệt tình như thế, muốn tự mình dẫn hắn đi. Vì vậy hắn rất biết ơn gật đầu. Nữ tử đi phía trước dẫn đường, hai người liền đi ra ngoài. Nói chuyện phiếm vài câu, Trương Huyền biết được cô nương này tên là Hoàng Ngữ. Phòng sách kia là do nàng mở, sắp xếp bên trong phòng cũng là do nàng thiết kế. Phòng sách này cũng mới khai trương, hình như khoảng mấy chục ngày trước. Nàng nói trong nhà vị tiền bối này có rất nhiều sách sao? Đi được một lát, Trương Huyền lại nhìn không được liền hỏi. Tất nhiên rồi, lão tiên sinh ấy là một nhà nho lớn, nổi tiếng trong nước, từng là lão sư của quốc vương Thẩm Truy. Điều đặc biệt là lão tiên sinh ấy có thể tự do ra vào thư viện quốc gia đấy, như vậy ngươi nghĩ sách ở nhà lão tiên sinh ấy có phong phú hay không? Là lão sư của quốc vương Thẩm Truy, lão tiên sinh ấy từng là lão sư của quốc vương ư? Trương Huyền nghe xong liền líu lưỡi không nói nên lời. Quốc vương của Thiên Huyền quốc tên là Thẩm Truy, thực lực cụ thể thế nào vẫn chưa có người biết, chỉ biết quốc vương chính là người mạnh nhất trong nước, không ai có thể đánh lại. Có thể làm lão sư của một người như thế chắc hẳn đã phải trải qua vô số bài sát hạch và cuộc thi tuyển chọn. Ngay cả viện trưởng của Học viện Hồng Thiên chỉ sợ cũng chưa đủ tư cách. Lão tiên sinh ấy là lão sư viên dạy văn, chứ không phải dạy võ nhưng cũng là người rất lợi hại, được quốc vương kính trọng. Nói đến đây, sắc mặt Hoàng Ngữ nghiêm túc dặn dò. Vị Lục Trầm tiên sinh này là người lịch sự, thích làm việc theo quy tắc, ghét nhất là những hậu bối nói năng bậy bạ. Đến lúc đó tốt nhất ngươi đừng tùy tiện mở miệng, nếu làm tiên sinh ấy không vui thì không thể mượn sách xem được đâu. Trương Huyền gật đầu. À, ta cũng có chuyện cần phải làm nên đến lúc đó, muốn mượn sách thì ngươi tự nói với tiên sinh nhé, đừng quấy rối chuyện của ta đấy. Hoàng Ngữ liếc mắt nói tiếp. Yên tâm đi. Ta sẽ không khiến nàng khó xử đâu. Hiểu ý Hoàng Ngữ muốn nói, Trương Huyền mỉm cười. Đối phương đã đích thân dẫn đi, hắn đã rất biết ơn lắm rồi. Còn có thể mượn được sách hay không thì phải tự trông cậy vào bản thân mình thôi. Nếu không mượn được cũng không thể trách ai được. Nói thế nào đi nữa hắn cũng là một lão sư, sao có thể khiến cho một vị cô nương khó xử đây? Lão tiên sinh rất thích những hậu bối ngoan ngoãn, nghe lời. Dù tiên sinh nói cái gì đi nữa, chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý là được. Ngươi cũng biết đấy, những nhà nho như tiên sinh thường rất bảo thủ, vì vậy có thể sẽ có một vài ý kiến không giống với tư tưởng của những người trẻ tuổi, lúc đó ngươi cũng đừng nên tranh cãi làm gì. Hoàng Ngữ lại tiếp tục dặn dò. Hai người đi rất nhanh, chỉ một lát đã ra khỏi Thương Thành. Sau khi đi vào mấy ngõ nhỏ liên tiếp khiến người ta hoa mắt chóng mặt, Trương Huyền rốt cuộc cũng tới trước một phủ đệ một. Đây chính là nơi ở của Lục Trầm tiên sinh. Hoàng Ngữ chỉ về phía trước. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lên. Phủ đệ trước mặt không hề rộng lớn hay xa hoa như trong tưởng tượng mà chỉ giống như một ngôi nhà của các gia đình bình thường, ngay cả biển hiệu cũng không có. Nếu như không phải cô gái này dẫn hắn đến đây thì chắc hắn đã nghĩ đây chỉ là căn nhà của dân thường mà thôi. Đây là, nơi ở của lão sư của quốc vương sao? Thật khiến người ta không dám tin vào mắt mình. Lục Trầm tiên sinh là một người tiết kiệm. Quốc vương Thẩm Truy đã nhiều lần muốn xây lại phủ đệ cho tiên sinh nhưng lần nào cũng bị thẳng thắn từ chối. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Trương Huyền, Hoàng Ngữ liền giải thích. Trương Huyền gật đầu, trong lòng lại cảm thấy vô cùng tôn kính vị Lục Trầm tiên sinh này. Có thân phận cao quý như vậy nhưng lại không tiêu xài xa hoa, lãng phí, luôn giữ mình trong sạch, cũng không giả bộ với ai. Vị tiên sinh này đúng là một người đáng kính trọng. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Đang định gõ cửa đi vào thì bọn họ nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang chạy nhanh đến. Tiếng vó ngựa vang lên trong ngõ nhỏ ngày càng gần, càng lúc càng rõ ràng. Két, két. Xe ngựa dừng lại bên cạnh hai người, một thiếu niên vén rèm xe lên bước ra. Đó là một thiếu niên chừng 17, 18 tuổi. Hắn mặc một bộ áo trắng, dáng người cao ráo, gương mặt trắng trẻo, cả người toát lên khí chất thanh cao. Nhìn qua đã biết đó là một công tử nhà giàu. Tiểu Ngữ, ngươi cũng tới đây à? Nhìn thấy Hoàng Ngữ, ánh mắt công tử áo trắng kia sáng lên, lập tức nhìn nàng bằng ánh mắt lấy lòng. Ta tên là Hoàng Ngữ, cách gọi buồn nôn như vậy, sau này đừng nói nữa, chúng ta còn chưa quen thân đến trình độ này đâu. Hoàng Ngữ ghét bỏ đáp. Với quan hệ giữa hai nhà chúng ta, kêu ngươi là Tiểu Ngữ cũng không sao cả, hơn nữa khi ngươi còn bé không phải ta luôn gọi ngươi như vậy sao? Sao nào? Hôm nay người cũng tới xin gặp Lục Trầm lão tiên sinh à. Công tử áo trắng nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó hất ống tay áo, vuốt cằm cười nói. Ha ha,
món đồ kia khẳng định là của ta, ngươi đừng nghĩ đến nữa. Là của ai còn chưa biết được đâu, sợ rằng đến lúc đó ngươi sẽ đau lòng đến khóc mất thôi. Hoàng ngữ không nhường nhịn mà đáp trả. Vậy cứ chờ xem. Công tử áo trắng mỉm cười, lúc này hắn mới nhìn thấy Trương Huyền, liền nhướng mày hỏi. Người này là ai, tiểu ngữ, sao ngươi lại dẫn người ngoài đến đây? Ta dẫn người nào đến thì liên quan gì đến ngươi? Hoàng ngữ bĩu môi, không hề để ý đến thể diện đối phương. Hừ, tên kia, không cần biết ngươi là ai, ta khuyên ngươi tốt nhất nên cách xa tiểu ngữ ra. Một nhân vật nhỏ bé như ngươi không đủ tư cách để quen biết cô ấy đâu. Công tử áo trắng nheo mắt, lạnh lùng nhìn Trương Huyền. Không ngờ chỉ đi mượn sách mà cũng bị uy hiếp, Trương Huyền bất đắc dĩ nhìn người kia. Dùng lời nói của kiếp trước mà nói thì đúng là vận ướt chó mà. Vị cô nương tên Hoàng Ngữ này chỉ giúp dẫn đường cho hắn thôi, chứ hai người nào có quan hệ gì khác đâu. Có cần thiết phải làm như vậy hay không chứ? Bị người khác uy hiếp khiến Trương Huyền cảm thấy rất khó chịu. Vì vậy hắn lười biếng duỗi thẳng lưng, phất tay cắt ngang. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ngại quá, không làm phiền ngươi quan tâm. Hay lắm, vậy hy vọng ngươi sẽ không hối hận vì câu nói này. Công tử áo trắng không ngờ Trương Huyền lại dám nói chuyện kiểu vậy với hắn, vì vậy hắn nhướng mày, híp mắt lại, không nhìn hai người nữa mà bước nhanh đến căn nhà trước mặt, giơ tay gõ cửa. Sao ngươi lại có thể ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy chứ? Trong lúc đối phương đang gõ cửa, Trương Huyền nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Hoàng Ngữ. Sao vậy? Trương Huyền nghi ngờ hỏi. Ngươi có biết hắn là ai không mà lại dám nói chuyện như vậy với hắn? Thấy vẻ mặt khó hiểu của Trương Huyền, Hoàng Ngữ bất đắc dĩ đáp. Thật không hiểu nổi cái tên tiểu tử này là do gan dạ hay là do đầu óc có vấn đề nữa. Mặc kệ hắn là ai. Trương Huyền phất tay. Người kia là ai thì có liên quan gì đến hắn chứ? Ngươi! Trông thấy vẻ mặt này của Trương Huyền, Hoàng Ngữ hoài nghi liệu có phải bản thân mình vừa dẫn theo một kẻ ngu đần đến đây hay không? Thấy trong mắt đối phương hoàn toàn không có ý gì là sợ hãi hay để ý đến thân phận người kia, cô đành phải nhỏ giọng giới thiệu. Hắn chính là nhi tử độc nhất của Trấn Nam Vương, Bạch Tốn. Trấn Nam Vương là vị quan lớn nhất ở Thiên Huyền Quốc, địa vị của hắn chỉ dưới quốc vương Thẩm Truy. Nếu đắc tội nhi tử của Trấn Nam Vương thì khó mà sống được trong Thiên Huyền Quốc này. Cứ tưởng sau khi nói ra thân phận đối phương, tên tiểu tử này sẽ vô cùng khủng hoảng hỏi thăm nàng xem làm sao để giải quyết vấn đề này. Ai dè đâu hắn ta chỉ nhìn cô một cách khó hiểu, thật thà hỏi. Trấn Nam Vương, là ai? Một phủ đệ, nơi ở của quan lại quý tộc hoặc địa chủ. Chương 48, là thứ đồ gì? Hai mắt Hoàng Ngữ hoa lên, suýt chút nữa đã ngã chồng vó tại chỗ. Ngay cả Trấn Nam Vương là ai cũng không biết. Đại ca à, người thực sự là người Thiên Huyền Quốc không đó? Không biết tên tiểu tử này từ xó xỉnh nào chui ra nữa. Ngay lúc này, nàng có phần hối hận khi đã dẫn tên tiểu tử này tới nơi đây. Cái gì cũng không biết, ngộ nhỡ nói sai gì đó, bản thân mình nhất định sẽ bị liên lụy. Kỳ thực cũng chẳng phải Trương Huyền ngụy trang, mà hắn thật sự không biết cái gì cả. Tiền thân chỉ là lão sư kém nhất trong học viện, lúc nào cũng chỉ lo nghĩ làm thế nào để không bị đuổi ra khỏi học viện, chứ mấy khi bỏ thời gian để hỏi thăm chính sự trong nước chứ. Vì thế khi hắn xuyên qua, những thứ biết được rất ít, ngay cả sảnh, khoa là gì cũng không hiểu thì làm sao có khả năng biết Trấn Nam Vương là ai. Kẹt kẹt. Hoàng Ngữ đang muốn nói sơ qua về những chiến tích chói lọi của Trấn Nam Vương một chút, bỗng nghe cửa lớn có tiếng kêu vang lên, khe cửa mở ra, một người với dáng vẻ quản gia tiến lên nghênh đón. Thành bá, ta đã chuẩn bị xong, hy vọng có thể nhận được đại sư chỉ điểm lần thứ hai. Lúc này công tử áo trắng Bạch Tốn đã không còn thái độ hung hăng như lúc nãy nữa mà cung kính lên tiếng. Hóa ra là Bạch tiểu công tử và Hoàng cô nương, mời theo ta đến phòng khách chờ đợi. Nhìn rõ dáng dấp ba người, viên quản gia khom người. Ba người theo sau đi vào phủ đệ. Trương Huyền nhìn sang hai bên. Tuy trang trí của nơi này không xa hoa, thậm chí có vài chỗ không bằng học viện, nhưng nó có phong cảnh đặc biệt, động tĩnh kết hợp giống như một bức tranh thủy mặc, thanh lịch không nói thành lời. Một bức tranh thủy mặc thiên nhiên quá đẹp. Trương Huyền không nén được, lên tiếng trầm trồ. Ồ, vị công tử này, hiểu về hội họa. Vị quản gia đang dẫn đường phía trước, nghe được lời cảm thán liền xoay đầu lại. Chỉ là tùy tiện cảm khái mà thôi. Không nghĩ chỉ thuận miệng nói lung tung lại khiến vị quản gia chú ý, Trương Huyền liền vội vàng lắc đầu. Thời điểm kiếp trước,
hắn là nhân viên quản lý thư viện, công việc nhàn nhã, tuy đã được xem qua không ít tranh vẽ nhưng lại chưa bao giờ cầm bút, chứ đừng nói đến vẽ tranh. Lão gia nhà chúng tôi lấy tâm làm bút, đình viện làm giấy, sửa chữa toàn bộ phủ đệ giống như bức tranh, công tử thật sự nói không sai. Viên quản gia gật gù, không nói thêm lời. Bọn họ nhanh chóng đến phòng khách. Phòng khách không lớn lắm, trông rất cổ kính, trên tường có treo nhiều bức họa, vừa bước vào đã đem lại cho người ta một cảm giác yên tĩnh, thanh thản. Không giống những nơi khác, chung quanh đều là trụ đá kiểm tra sức mạnh, mang lại cho người ta cảm giác, nếu thực lực không đủ sẽ bị đào thải. Ta đi bẩm báo lão gia. Viên quản gia sắp xếp ba người ngồi xuống rồi xoay người đi ra ngoài. Ngươi hiểu về hội họa. Quản gia vừa đi, hoàng nữ liền nhìn sang Trương Huyền với ánh mắt kỳ quái. Hiển nhiên nàng cũng đã nghe được đoạn đối thoại vừa rồi, và cũng hiển nhiên, đối với thiếu niên nàng dẫn tới này, nàng vẫn chưa biết một chút nào về hắn cả. Chỉ là ta nhìn thấy bố trí trong nhà có phần giống tranh vẽ mà thôi. Trương Huyền nói, tiểu ngữ, không nên nghe hắn nói bậy, tên tiểu tử này đang làm ra vẻ, cố làm ra vẻ bí ẩn mà thôi. Ánh mắt Bạch Tốn như thiêu như đốt. Ngươi biết cái gì, vị bằng hữu này của ta học rộng hiểu cao, tài trí hơn người. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi sao, lúc nào cũng làm bộ làm tịch. Nghe thấy Bạch Tốn sỉ nhục bằng hữu nàng dẫn tới, hoàng ngữ liền lập tức cảm thấy bực mình. Học rộng hiểu cao ư, hắn ấy á, tiểu ngữ, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ta thấy tên tiểu tử này cũng chỉ là phường công tử bột vô học, tuổi không lớn lắm nhưng thích học nói hô nói vượt, nịnh bợ cho bọn nữ nhi vui vẻ, thực sự là không biết liêm sỉ, vô cùng liêm sỉ. Nghe thấy nữ tử khen đối phương, Bạch Tốn càng tức giận, hai hàm răng nghiến chặt vang lên tiếng ken két. Vị bằng hữu này của ta tinh thông cầm kỳ thư họa, không có gì là không biết cả, không chỗ nào không tinh, đừng nói trong thế hệ trẻ hắn là người kiệt xuất, mà cho dù ở thế hệ trước cũng tuyệt đối không có mấy người sánh bằng. Nào giống như ngươi, cái gì cũng không biết, cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết. Ngươi mới thật sự là quân vô dụng. Hoàng ngữ một bước cũng không nhường. Còn cầm kỳ thư họa, tinh thông mọi thứ ư, hắn ấy á. Xem ra hắn cũng chẳng lớn hơn ta bao nhiêu, cho dù có bắt đầu học từ trong bụng mẹ thì hắn cũng có thể học được bao nhiêu chứ. Cũng chỉ có ngươi mới bị hắn lừa gạt. Bạch Tốn chiếu cặp mắt hung tợn nhìn Trương Huyền. Tuổi còn trẻ có nghĩa là học không giỏi hay sao? Ngộ nhỡ người ta sở hữu bản chất thiên phú thì sao? Bản thân mình không có thiên phú, thì cũng không nên hoài nghi người khác. Hoàng ngữ nói tiếp. Chấm. Nghe được cuộc đối thoại của hai người, đầu Trương Huyền cảm thấy mờ mịt. Các ngươi cãi vã thì cãi vã, kéo ta vào làm cái gì? Ta nào có trêu ai ghẹo ai? Cầm kỳ thư họa ư, bản thân mình còn chưa sờ qua bốn thứ này, thiên phú cao ư. Nếu thiên phú cao liệu có thể biến thành lão sư đầu tiên từ xưa đến nay đạt không điểm trong kỳ sát hạch ở Học viện Hồng Thiên. Hai bên vẫn cãi vã, Bạch Tốn còn muốn tiếp tục phản kích vài câu, nhưng bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, rồi một bóng người đi vào, là một lão nhân, râu tóc bạc phơ. Toàn thân toát ra một loại khí chất đặc thù, điềm tĩnh mà uy nghiêm. Vị quản gia lúc nãy đang bước theo sau. Đây từng chính là lão sư của quốc vương Trầm Truy, Lục Trầm Đại Nhân. Xin chào đại sư. Vừa trông thấy người vừa bước vào, Bạch Tốn, hoàng ngữ không dám tiếp tục đấu võ mồm, mà nhất loạt khom người cung kính. Vừa nãy ta nghe nói có người nhìn ra cách bố trí đình viện của ta giống một bức tranh thủy mặc, hiếm thấy người tuổi trẻ bây giờ còn có sở thích tao nhã như vậy. Không để ý tới hai người hành lễ, vừa tiến vào, đôi mắt của ông lão đã nhìn vào Trương Huyền, hiển nhiên lời nói của Trương Huyền vừa nãy, vị quản gia kia đã nói lại cho ông nghe. Đại sư, tên tiểu tử này chỉ thuận miệng nói bậy, chúng ta không cần phải để ý làm gì, hôm nay ta đã ôn tập tốt bài tập rồi, đại sư có thể tùy tiện kiểm tra. Bạch Tốn thấy sự chú ý của đại sư bị tên tiểu tử mới xuất hiện này thu hút, trong lòng cảm thấy không thoải mái, liền vội vàng nói. Ta cho phép ngươi nói chuyện. Lục Trầm đại sư nhíu mày lại. Ta. Mặt Bạch Tốn đỏ bừng nhưng không dám nói nhảm thêm lời nào nữa. Cho dù địa vị của hắn rất cao, cha hắn càng khỏi nói, nhưng ở trước mặt đường đường một đế sư, hắn vẫn còn kém rất xa. Sau khi quát Bạch Tốn xong, Lục Trầm đại sư lại nhìn về phía Trương Huyền. Nếu như cậu hiểu về hội họa, vừa hay chỗ của ta có một tác phẩm, cậu giúp ta dám thưởng một chút xem sao. Nói xong liền vẫy tay một cái. Vị quản gia tiến lên phía trước, trong tay đã cầm sẵn một bức tranh, lúc này trải ra trên bàn. Là một bức tranh thủy mặc,
thanh tao, mộc mạc và nền nã, vừa mở ra, một bầu không khí trong lành, tươi mát lập tức phả vào mặt, từng làn khói bếp vấn vít trong không trung, khung cảnh sơn thôn yên tĩnh, đám trẻ con đang hớn hở nô đùa với nhau, trong khung cảnh ấy dường như người ta có thể nghe thấy tiếng ve kêu chim hót, tiếng lá xào xạc như đang nhảy múa trong gió. Đây là một bức tranh sơn thủy điền viên hữu tình. Chuyện này, Trương Huyền vò đầu. Hắn không biết một chút gì về vẽ tranh, chỉ có thể nhìn ra bức tranh này vẽ rất đẹp, giờ bảo hắn dám thưởng ư. Dám thưởng cái gì được chứ? Ngươi phải cố gắng nói đấy nhé, đây là đại sư đang thử thách ngươi đó. Tiên sinh rất thích thử thách người khác, trước kia ta cũng từng bị tiên sinh thử thách đấy. Nếu như nói được thì muốn mượn bao nhiêu sách cũng có thể, còn không thì cứ thế mà về. Còn đang do dự, bên tai lại nghe thấy hoàng ngữ thầm thì như thế. Thử thách ư? Trương Huyền cười khổ. Sớm biết vị Lục Trầm đại sư thích thử thách đến vậy, lúc đi vào đây hắn đã không mở miệng nhiều lời. Đây chẳng phải tự tìm phiền toái cho mình sao? Nhưng nghe khẩu khí của hoàng ngữ, cho dù mình không nói thì chắc chắn vị tiên sinh ấy cũng sẽ thử thách kiểu khác. Dù gì cũng đã là thói quen, muốn thay đổi, e không thay đổi được. Bảo dám thưởng cái khỉ gì chứ? Một kẻ vô tích sự như mình thì có thể nhìn ra vấn đề gì? Nói ra thứ gì được? Vị đại nhân ấy lại là đế sư, tinh thông thư họa, nói liên thiên chưa biết chừng chưa nói hết câu đã bị tiên sinh ấy vác gậy đuổi ra ngoài rồi. Sao nào, lẽ nào có vấn đề gì? Thấy dáng vẻ của hắn, Lục Trầm đại sư nhìn sang. À, không có. Trương Huyền gãi gãi đầu, đang loay hoay sắp xếp lại từ ngữ, muốn nói làm sao để tiên sinh ấy không tìm ra lỗi nào, đột nhiên trong lòng hơi động. Thiên đạo đồ thư quán có thể phân biệt bảo vật thật giả, liệu nó có thể nhìn ra khuyết điểm của bức tranh này hay không? Nghĩ tới đó, không nhịn được hắn bèn bước lên phía trước, đi tới bức tranh và đưa ngón tay nhẹ nhàng sờ vào một cái. Trong đầu có tiếng động vang lên, một quyển sách xuất hiện trong đầu. Đọc xong nội dung, Trương Huyền cảm thấy thật hớn hở, ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt đang tỏa sáng của Lục Trầm đại sư, khẽ mỉm cười. Quả thật đại sư muốn tôi dám thưởng bức họa. Lục Trầm đại sư không trả lời, biểu thị ngầm đồng ý. Tôi chỉ có 8 chữ lời bình. Trương Huyền nói. Xin lắng tai nghe. Lục Trầm đại sư nhìn sang. Trương Huyền gật gù, nhìn vào bức tranh trước mắt, nhẹ nhàng đi một vòng, không nhịn được lắc lắc đầu. 8 chữ đó là, dám chó không kêu, là thứ đồ gì? Công tử ăn nói cẩn thận. Vốn cho rằng hắn có thể nói ra lời bình gì, giờ nghe nói như thế, vị quản gia đứng bên cạnh suýt té ngã, vội vã lên tiếng ngăn cản. Đây là bức họa đại sư vừa lưu lại đó. Chương 49, sao hắn làm được? Là của đại sư lưu lại. Hoàng ngữ đứng bên cạnh cũng phải phát điên, suýt chút nữa không đứng vững ngã bổ nhào xuống đất. Trước đây Lục Trầm đại sư cũng từng để nàng dám thưởng hội họa, muốn nhân cơ hội đó để thử thách, nhưng chưa bao giờ tiên sinh ấy dùng tác phẩm của mình để thử cả. Lần này sao lại? Vấn đề mấu chốt là, nếu dùng tác phẩm của mình để thử thách thì cũng chẳng sao. Nếu như tên tiểu tử trước mắt này nói vài lời hay ho, khoa trương một chút, hoặc giả đại sư vui vẻ một chút thì mọi chuyện có phải xong rồi không? Đằng này, hắn ta nói cái gì chứ, dám chó không kêu, là thứ đồ gì? Đây là tiếng người nói sao? Dám nói tác phẩm hội họa của Lục Trầm đại sư dám chó không kêu, là thứ đồ gì? Hoàng ngữ bị đả kích suýt thổ huyết. Không phải ngươi nói sẽ không làm khó ta sao? Đây là, xảy ra chuyện gì vậy? Nếu Trương Huyền còn nói hắn còn là một lão sư để cho nàng biết để nàng khỏi khó xử, thì nhất định nàng sẽ càng thổ huyết. Người như ngươi còn muốn ta không lúng túng. Đây rõ ràng là bước ta vào chỗ chết đây mà. Nàng đã thật sự hối hận khi dẫn tên tiểu tử này tới đây. Lục Trầm đại sư yêu thích người trẻ tuổi khiêm tốn hiếu học, chưa bao giờ để ý đến địa vị sang hèn, luôn yêu thích người muốn học hỏi từ mình. Tiểu tử này nhìn nho nhã, lịch sự, cư xử có vẻ rất đúng mực. Vốn tưởng hắn là người khiêm tốn nhưng hiếu học nên dẫn tới, có thể khiến đại sư vui vẻ, như thế mình cũng có thể tìm lý do nhân cơ hội hoàn thành mục đích của mình, kết quả nào ngờ. Thật không thể tin nổi. Hoàng ngữ cảm thấy hối hận tột cùng. Sớm biết vậy, trực tiếp từ chối là tốt rồi, cần gì phải đích thân dẫn hắn tới đây, tự mình chuốc lấy phiền phức. Bên này suýt phát rồ, bên kia Bạch Tốn sắp bật cười. Thực sự không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Tên này còn nói tác phẩm của Lục Trầm đại sư là, thứ đồ gì, khỏi cần phải nghĩ, khẳng định hắn ta sẽ triệt để đắc tội đại sư, cho dù mình không tự ra tay,
chắc chắn đại sư cũng sẽ giáo huấn tiểu tử vô tri này một trận. Đây chính là người học rộng hiểu cao, tài trí hơn người. Cầm kỳ thư họa, tinh thông mọi thứ đó ư. Cười khẽ một tiếng, Bạch Tốn nhìn về phía Hoàng Ngữ, biểu cảm chế nhạo ra mặt. Vừa nãy Hoàng Ngữ vừa khen xong, giờ đối phương liền nói ra lời này, người có thấy đây là người học rộng hiểu nhiều, tài trí hơn người. Cũng không cần nhiều lời. Tuy quản gia Thành Bá căng thẳng, Hoàng Ngữ phát rồ, Bạch Tốn đắc ý, nhưng Lục Trầm đại sư cũng không vì lời của Trương Huyền mà tức giận. Tiên sinh cắt ngang mọi nghị luận của mọi người, lạnh nhạt nhìn sang. Vị tiểu huynh đệ này sao lại nói lời ấy, lẽ nào tác phẩm có vấn đề gì? Ta không biết đây là tác phẩm của đại sư, đã mạo phạm đại sư, xin tha lỗi. Trương Huyền làm bộ kinh ngạc, liền vội vàng khom người. Thiên Đạo Đồ Thư Quán đã tạo ra sách, liệt kê những khuyết điểm trong bức tranh này, cũng đã ghi chú tên tác giả, đương nhiên hắn đã biết đây chính là tác phẩm của vị Lục Trầm đại sư trước mặt, chỉ là cố ý làm bộ không biết thôi. Không sao, đây chỉ là tác phẩm hội họa, để ngươi dám thưởng và đưa lời chỉ giáo, chỉ nói tốt xấu, không cần phải nói chuyện do ai vẽ. Lục Trầm đại sư xua tay. Đại sư nói như vậy ta an tâm. Trương Huyền nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn về phía bức tranh trước mắt, vuốt nhẹ. Nếu như chỉ nói riêng bức họa này, cho dù là đại sư vẽ, cũng chỉ có thể dùng 8 chữ lời bình. Quả thực chính là, dám chó không kêu, là thứ đồ gì. Hoàng Ngữ, quản gia lại một phen kinh ngạc. Đã biết bức họa do đại sư vẽ, tiểu tử, người có phải điên rồi hay không? Nhưng mà... Trương Huyền dừng lại một chút. Nhưng mà làm sao? Bức tranh này thật không ra sao, tùy tiện tìm thợ thủ công ngoài rìa đường cũng có thể vẽ, nói là thứ đồ gì đã là nâng cao. Nhưng, nếu như có thể nhìn thấy thứ gì đó ở tầng cấp sâu hơn, tuyệt đối sẽ bị kinh hãi, khó có thể tin tưởng đây là sự thực. Trương Huyền nói, thứ ở cấp độ sâu hơn, chuyện này nhìn thế nào? Lục Trầm đại sư khẽ mỉm cười. Rất đơn giản. Trương Huyền nhìn về phía quản gia Thành Bá. Làm phiền giúp ta lấy thanh đoản kiếm. Được. Thành Bá nhìn Lục Trầm đại sư một chút, thấy tiên sinh không có vẻ gì phản đối, lúc này mới xoay người đi ra ngoài, một lúc sau liền mang tới một thanh đoản kiếm. Xin lỗi đại sư. Cầm thanh đoản kiếm, Trương Huyền đi thẳng tới bức tranh, đâm thẳng xuống. Ngươi muốn làm gì? Trông thấy hắn hành động như vậy, Bạch Tốn vội bước lên quát lớn. Tác phẩm của đại sư, mỗi một bức đều giá trị liên thành, có thể nói là bảo vật vô giá. Ngươi làm hỏng vậy, bồi thường nổi sao? Vẻ mặt Hoàng Ngữ cũng vô cùng nghi hoặc. Ngươi xem tranh thì xem tranh, lấy đoản kiếm làm gì chứ? Không để ý tới tiếng quát lớn của Bạch Tốn, Trương Huyền dùng đoản kiếm cắt rời bức họa đang hoàn chỉnh ra. Sau một loạt tiếng, loẹt xoẹt, từng bộ phận bức tranh bị cắt ra cong vểnh lên. Nhẹ nhàng xé một cái, phía trên tranh vẽ lộ ra, không ngờ giống như bức tường kép, bên trên bức tranh là một tầng giấy, mà phía dưới thì là da cừu. Xoẹt xoẹt, tờ giấy bị xé rách, lộ ra tấm da cừu, mặt trên cũng có một bức họa, nó cực kỳ giống bức tranh phía trên nhưng thần khí 10 phần, để lộ ra thần thái linh động, phảng phất như trên bức tranh đó, từng ngọn núi đá, cây cối, thôn xá, hài đồng, bất cứ lúc nào cũng sẽ chuyển động từ trong tranh bước ra. Nếu như ta không lầm, bức họa phía trên chỉ là giả, tác phẩm hội họa chân chính, từ lâu đã xuyên thấu qua tờ giấy khắc lên da cừu, đây mới là chân lý bức họa của đại sư. Cầm tờ giấy lên, Trương Huyền cười nói. Chuyện này, cả Hoàng Ngữ, quản gia hay Bạch Tốn, ba người bọn họ tất cả đều mở to mắt, không thể tin được sự việc trước mặt. Lực xuyên thấu qua tờ giấy, vẽ tranh trên da cừu, hơn nữa còn giữ được cho tờ giấy phía ngoài vẫn hoàn hảo, hoàn toàn không nhìn ra chút khuyết điểm nào. Quả thật quá lợi hại. Mấu chốt là hai bức tranh này kết hợp với nhau trùng khớp không chê vào đâu được, không có một chút khe hở nào. Vậy làm sao hắn nhìn ra được? Không tệ, không tệ. Nhìn thấy thiếu niên kia nhẹ nhàng nhìn ra huyền cơ trong tác phẩm của mình, ánh mắt Lục Trầm đại sư sáng lên, nhìn về phía thiếu niên, ánh mắt tràn đầy sự tán dương. Đồng thời trong lòng cũng đầy chấn động. Mình dùng chiêu lực thấu trang giấy, bản lĩnh vẽ tranh dưới da cừu cũng là vừa lĩnh ngộ. Chưa bao giờ biểu hiện ra trước mặt mọi người, vậy mà thiếu niên này chỉ một lúc đã nhìn ra, phải nói nhãn lực này quá kinh người. Vậy bức tranh này, Lục Trầm đại sư chỉ về phía một bức tranh vẽ trên tường. Là bức tranh man thú, trên đó vẽ man thú cực lớn, không khác gì mãnh hổ hạ sơn, khí thế hùng hổ, đem đến cảm giác chấn động rất mạnh cho người xem. Nếu ai nhát gan,
e là vừa nhìn bức tranh này sẽ sợ hãi mà ngã lăn ra đất, không dám nói lời nào mất. Trương Huyền bước tới bức họa, nhẹ nhàng vuốt ve một hồi, lập tức nở nụ cười. Bức tranh này không tệ nhưng thiếu hụt khí chất, nếu ta đoán không sai, tác giả vẽ tranh này chưa từng gặp man thú. Tác phẩm hội họa này chỉ là ước đoán mà thôi. Chuyện này, Lục Trầm đại sư chấn động, đôi mắt mở to. Người khác không biết, nhưng tiên sinh thì quá hiểu đối phương có ý gì. Bởi vì bức họa này cũng là tác phẩm của tiên sinh. Man thú trong hình vẽ là xích hùng, là một loại man thú hiếm thấy, trong truyền thuyết có miêu tả lực lớn vô cùng, bất kỳ binh khí nào cũng không thể gây tổn thương, phòng ngự thì vô địch. Quả thật tiên sinh chưa từng gặp qua man thú này, đúng như Trương Huyền vừa nói, vì để vẽ bức tranh này, tiên sinh đã lật tung không ít sách vở, và bao nhiêu phán đoán ở trong đầu. Bức tranh này là một trong những tác phẩm đắc ý nhất của tiên sinh, chính vì thế mới được treo trang trọng ở giữa phòng khách. Vô số thư họa đại sư xem xong đều khen không dứt miệng, nên tiên sinh cảm giác mình đã vẽ được thần vận 10 phần, khí thế rộng rãi, vậy mà sao đến miệng thiếu niên này lại thành thiếu hụt khí chất. Nếu như thiếu niên này đã có thể nhìn ra tình huống cụ thể của bức họa, vậy là nhãn quang của hắn quả thực không tệ, giờ đây lại còn có thể nhìn ra bản thân mình chưa từng nhìn thấy xích hùng, nói như vậy tất nhiên có đạo lý riêng. Rốt cuộc thiếu hụt khí chất ở điểm nào, người có thể nói rõ hơn được không? Nghĩ tới đây, Lục Trầm đại sư không còn thái độ cao cao tại thượng lúc trước, vội vàng hỏi. Hả? Nhìn thấy một đế sư vẫn luôn thử thách bọn họ, khiến bọn họ vò đầu bứt tai, không có cách nào để đối phó, nay lại khiêm tốn thỉnh giáo một thiếu niên mười mấy tuổi, hai người hoàng nữ, Bạch Tốn đưa mắt nhìn nhau, cảm tưởng ngất xỉu đến nơi. Đặc biệt là hoàng nữ, đôi mắt chớp liên tục, trong lòng chấn động như rời sông lấp biển. Cái tên này, rốt cuộc làm như thế nào thế nhỉ? Chương 50, ngang hàng luận giao. Rất đơn giản. Trương Huyền không biết suy nghĩ trong đầu của mọi người cùng các cơn chấn động đó, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Loại man thú như xích hùng này phòng ngự vô địch, toàn thân giống như thanh kiếm sắc bén, am hiểu tấn công nhanh, lấy tốc độ thắng đối thủ, không phải dựa vào sức mạnh, dày nặng, mạnh mẽ mà nghiền ép kẻ địch. Từ điểm đó có thể đoán, khí chất của nó sắc bén như kiếm nhọn, mà không phải dày nặng như núi lớn. Vẽ một con man thú mà người vẽ còn sai cả khí chất, không phải ước đoán thì là cái gì? Thân thể Lục Trầm đại sư chấn động. Đối phương không phải nói sai, mà là nói quá đúng. Trước kia đại sư vẫn cho rằng, xích hùng phòng ngự vô địch nên dày nặng như núi, giờ được cậu thiếu niên này nhắc nhở, lập tức đại sư liền nhớ ra có một quyển sách từng giới thiệu, loại man thú này có tốc độ cực nhanh, giết địch vô hình, chính vì thế, rất ít người được gặp hình dáng thật của nó. Điều kiêng kỵ nhất của các thư họa đại sư khi vẽ tranh, chính là tính sai khí chất, đây là sai lầm lớn, cho dù vật quý giá cũng biến thành rác rưởi. Tên tiểu tử này nói không sai, lời nói không quá đáng, như vậy là đã rất nể mặt rồi. Tốt, tốt, liên tiếp buông ra lời tán dương như thế, Lục Trầm đại sư cao hứng đến độ sắc mặt đỏ ửng lên. Nếu như chỉ là dám thưởng khen chê một bức tranh, thì đó là sự may mắn, trùng hợp, còn đây là liên tục hai bức, tên tiểu tử này đều nhìn ra, hơn nữa lại chỉ đúng lỗi. Đến giờ thì đại sư đã hiểu, cậu thiếu niên trước mắt dù còn trẻ tuổi nhưng thật sự là một thư họa đại sư. Trình độ so với đại sư chỉ có cao hơn chứ không thể thấp hơn. Bằng hữu dễ kiếm, tri âm khó kiếm tìm, đại sư có thể trở thành đế sư, thư họa đại sư, trong toàn bộ Thiên Huyền quốc không người sánh ngang, bình thường chỉ luôn đi giảng giải cho người khác. Bọn họ cũng chỉ là những người thuận miệng ứng phó, cực lực khen ngợi, chứ thật ra không một ai có thể xem hiểu một cách đích thực, chớ nói chi đến chuyện vạch ra khuyết điểm như này. Cũng chính bởi vì thế, mà đại sư mới cảm thấy chán nản, tinh thần đi xuống, nên người mới thường xuyên mở rộng môn hộ, đốc thúc vãn bối hiếu học, hy vọng có thể tìm được người nối nghiệp. Giờ phút này gặp được một người có thể nói ra khuyết điểm, vạch ra sai lầm, giống như gặp được người tri âm, thử hỏi làm sao đại sư không phấn khích. Không nhảy lên bày tỏ sự phấn khích ấy là đã xem như ý chí của đại sư kiên định, kìm chế tốt lắm rồi. Nhìn thấy dáng vẻ đại sư hưng phấn như vậy, hai người hoàng nữ cùng Bạch Tốn liếc nhau một cái, cũng không đấu võ mồm như lúc trước, tất cả đều mở to mắt như sắp rớt ra ngoài. Bọn họ đã biết vị đại sư này từ nhỏ, từ xưa đến nay dù cho Thái Sơn có sụp đổ cũng không đổi sắc mặt, cũng chẳng hề để ý đến bất cứ chuyện gì. Lần trước quốc vương bệ hạ cho phái người mang cực địa dạ Minh Châu tới. Giá trị liên thành, nhưng đại sư vẫn không liếc mắt nhìn, bảo người làm tiện tay cất gọn vào trong phòng. Thiếu niên này chỉ tùy tiện trả lời một vấn đề mà như vậy.
Lẽ nào đại sư ấy nói là sự thật? Nghĩ tới đây, hai người đồng loạt nhìn vào thiếu niên đứng cách đó không xa, bất kể nhìn thế nào cũng thấy hắn ta hết sức bình thường, không có bất kỳ điểm đặc thù nào. Tiểu Ngữ, còn không nhanh giới thiệu cho ta làm quen vị công tử này. Còn đang nghi hoặc, Hoàng Ngữ bất chợt nghe thấy tiếng của Lục Trầm đại sư vang lên. Giới thiệu, hắn. Bị hỏi bất ngờ, Hoàng Ngữ sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới mình căn bản vẫn chưa hỏi quý danh của đối phương, bất chợt khuôn mặt đỏ lên, không nhịn được gãi đầu một cái, nhìn về phía Trương Huyền. À, đúng rồi, quý danh ngươi là gì? Nghe nói như thế, Bạch Tốn ngồi bên cạnh có vẻ mặt như bị táo bón. Vừa nãy hắn còn ghen ghét gần chết, cho rằng nữ thần của mình bị người khác nhanh chân tới chiếm trước, hận không thể đánh tên tiểu tử này một trận, bây giờ mới biết. Hoàng Ngữ còn không biết cả tên đối phương. Sớm biết như vậy, hắn tức giận làm cái gì chứ? Có điều, mối tơ vò của hắn còn chưa được gỡ bỏ, thì đã nghe thấy tiếng nói tức giận của Lục Trầm đại sư vang lên. Cái gì mà ngươi với ta chứ, không chút quy củ nào cả. Vị tiểu huynh đệ này ngang hàng luận giao với ta, sau này phải xưng hô đại sư. Ngang hàng luận giao. Lần này không riêng Hoàng Ngữ, Bạch Tốn hôn mê, mà ngay cả viên quản gia Thành Bá đứng bên cạnh cũng ngẩn ngơ, nhìn Trương Huyền như quái vật. Lục Trầm đại sư thân phận gì chứ? Lão sư của quốc vương Trầm Truy, một đế sư chân chính đó. Toàn bộ vương quốc không ai có thể luận giao ngang hàng với đại sư, bởi vì một khi làm như vậy liền biểu thị là trở thành trưởng bối của bệ hạ. Người có thân phận như thế, bây giờ lại ngang hàng luận giao với thiếu niên chưa tới 20 tuổi. Không nghe lầm chứ? Ta nói không nghe thấy hay sao hả? Thấy hai người đờ ra, Lục Trầm đại sư quát lớn lần thứ hai. Dạ. Bạch Tốn, Hoàng Ngữ vội vã cúi đầu khom người. Xin chào đại sư. Không cần khách khí. Không nghĩ tới vị Lục Trầm đại sư này lại khách khí như thế, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Tại hạ Trương Huyền, chỉ đánh bậy đánh bạ xem hiểu tranh của đại sư mà thôi, không xứng với tên gọi đại sư. Hóa ra là Trương Huyền tiểu huynh đệ, không thể nói như vậy được, quy củ là quy củ. Chỉ một cái nhìn mà ngươi cũng chỉ ra được những sai lầm trong tranh của ta. Điều đó chứng tỏ ngươi có nghiên cứu sâu về thư họa, nhãn lực siêu quần, nếu như ngươi không xứng đáng với danh xưng như vậy, há chẳng phải đại sư như ta là hư danh hay sao? Lục Trầm đại sư nói. Trương Huyền cười gượng. Việc hắn vạch ra những khuyết điểm trong bức họa là thật, nhưng căn bản đó không phải dựa vào trình độ, mà là nhờ có Thiên Đạo Đồ Thư Quán mà thôi. Không có Thiên Đạo Đồ Thư Quán, đừng nói nhìn ra, đến tranh là cái gì e rằng hắn cũng giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc mà thôi. Được rồi, đừng từ chối nữa, những vãn bối này, sau này gặp cứ tùy tiện quát mắng. Không biết Trương Huyền nghĩ cái gì, Lục Trầm đại sư cứ thuận miệng nói. Vãn bối, tùy tiện quát mắng. Bạch Tốn, Hoàng Ngữ sắp khóc lên. Mẹ nó, tuổi tác không chênh lệch nhiều, sau một hồi liền biến thành đời ra ra. Đại ca, người cũng quá đáng lắm đó. Không để ý tới hai người đang buồn bực đó, Lục Trầm đại sư nghi ngờ nhìn sang. Tiểu huynh đệ đi theo Tiểu Ngữ tới chỗ của ta, hẳn không phải là đi dạo, không biết có chuyện gì, ta có thể giúp đỡ. Nghe nói chỗ của đại sư có rất nhiều sách, ta tới đây muốn tìm một số sách công pháp võ giả tầng 6. Nghe đại sư hỏi mục đích của mình, Trương Huyền vội vàng nói. Tới đây chính vì thứ này, nhất định không thể bỏ qua cơ hội. Sách chỗ ta không ít, nhưng đa số đều là tác phẩm thư họa, công pháp cũng không phải nhiều, còn sách võ giả tầng 6. Chỉ có mấy quyển, đều ở thư phòng của ta. Nào, ta dẫn ngươi đi xem. Nghe được mục đích của hắn, Lục Trầm đại sư cười vuốt vuốt chòm râu, đứng dậy trước tiên. Lão gia, thư phòng của người. Quản gia Thành Bá không kìm được vội cất tiếng. Thư phòng của lão gia thu gom không ít độc bản, vô cùng quý giá, chưa bao giờ cho phép người ngoài bước vào. Lần trước quốc vương Trầm Truy bệ hạ tới đây cũng bị ngăn cản ngoài cửa. Lúc trước có một hầu gái không biết tình hình. Đã vào trong để quét dọn, kết quả bị phạt dùng gậy đánh chết. Chính vì như thế, trong toàn bộ lục phủ, thư phòng tuyệt đối là cấm khu trong cấm khu, không ai dám bén mảng. Bây giờ lão gia lại muốn dẫn một thiếu niên mới quen biết vào đó, ông ta thật sự có chút không biết làm sao. Thư phòng của ta không cho người khác tiến vào chính là sợ bị vấy bẩn khí thức trần tục, Trương Huyền tiểu huynh đệ là người của chúng ta, là thư họa đại sư, có thể vào chỉ điểm giúp ta, cực kỳ vinh hạnh, có gì mà ngăn cản. Lục Trầm đại sư sầm mặt lại. Vâng. Thành Bá vội vã lùi sang một bên.
Mặc dù hắn không biết một chút gì về thư họa, nhưng vào lúc này hắn cũng biết những gì thiếu niên vừa nói mới đó khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Bằng không, lão gia cũng không thể xoay chuyển thái độ 180 độ, hòa ái dễ gần như vậy. Đi! Lục Trầm đại sư đi lên phía trước, Trương Huyền theo sau lưng, đi một lúc liền tới một gian phòng rộng rãi. Không hổ là đại sư được hoàng nữ tán dương không ngớt, trong thư phòng có vô cùng phong phú các loại sách, trên giá bày đủ các loại thư tịch, có ít nhất mấy trăm ngàn bản, vừa tiến vào trong, cảm giác như đang bước vào thư viện. Đi tới một giá sách, tùy tiện quan sát, quả nhiên đúng như đại sư nói, tất cả đều là sách về thư họa, không có bí tịch, công pháp. Công pháp ở chỗ này, tổng cộng chỉ có mấy quyển, lúc trước tu luyện xong ta liền tùy tiện ném tại đây. Lục Trầm đại sư tươi cười giới thiệu, dẫn theo Trương Huyền đi vào trong phía góc nhỏ của thư phòng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 51, Thiên Đạo Kim Thân. Vào trong góc, thư tịch chống chất xếp cùng một chỗ, đều là loại hình pháp quyết tu luyện, có võ giả nhất, nhị trọng, cũng có tam, tứ trọng, cũng giống như Hồng Thiên Học Viện, càng cao cấp hơn số lượng càng ít, công pháp lục trọng chỉ có 10 bản. Tuy rằng ít nhưng có còn hơn không? Vốn tưởng rằng có thể giống như tàng thư các, có tới mấy trăm, hơn 1000 bản để hắn sàng lọc, bây giờ xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Nhưng nghĩ lại cũng dễ hiểu, học viện là nơi dạy người, mỗi người có thể chất không giống nhau, công pháp thích hợp cũng không hoàn toàn giống nhau, tất cả đã thành một thể bất biến, làm sao có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Tự nhiên cần càng nhiều bí kỹ, khai thác tư duy. Mà cá nhân tự thích chữ lại khác, chỉ có một hai dạng công pháp thích hợp, có thể thu tập hơn 10 bản đã xem như không tồi. Tiện tay cầm lấy chừng 10 công pháp, hắn lật xem thật nhanh, ào ào ào, trong đầu có thêm nhiều bí tịch. Thế nào, những công pháp này quá cấp thấp, không vào đặt vào mắt tiểu huynh đệ. Thấy thiếu niên chỉ là cầm lấy, nhẹ nhàng lật một chút, chỉ sợ còn chưa xem rõ nội dung bên trong, Lục Trầm đại sư nghi ngờ hỏi. Không có, ta chỉ tùy tiện xem mà thôi. Trương Huyền lắc đầu một cái, nhìn lướt qua, phát hiện mấy bản này công pháp, đang định cáo từ. Đột nhiên sững sờ chỉ vào đống thư tịch cách đó không xa. Những thứ này là... Há, đây là nhi tử ăn hại của ta lưu lại. Hắn yêu thích man lực, sưu tập không ít bí tịch chuyên tu hành thân thể. Thậm chí còn đi vào tàng thư các của vương quốc, mang những thư tịch liên quan về đây. Lục Trầm đại sư cười khổ. Võ giả tu luyện, chân khí mới là trọng yếu nhất, thân thể chỉ là da lông mà thôi, không đáng nhắc tới. Võ giả tu luyện, tuy rằng cũng có bì cốt cảnh, rèn luyện ra, xương cốt, nhưng chân chính tính toán ra, chân khí mới là trọng yếu nhất, chỉ có chân khí tinh khiết, chất phác, thực lực mới chính thức mạnh mẽ. Còn với thân thể, trong mắt không ít người tu luyện chỉ là tiểu đạo phụ trợ mà thôi, không quá quan trọng. Ta có thể xem không? Thấy thư tịch tăng cao lực lượng thân thể, có tới mấy ngàn bản, Trương Huyền đã động tâm, không nhịn được hỏi. Hắn nắm giữ Thiên Đạo Đồ Thư Quán, không cần công pháp cao thâm cỡ nào. Chỉ cần số lượng đủ nhiều liền có thể chắt lọc tinh hoa, bỏ đi giả dối, giữ lại chân thật, lưu lại đồ vật hữu dụng chân chính. Mặc dù tu hành thân thể chỉ là da lông, cũng không thể giúp thực lực tiến bộ nhanh chóng, nhưng nếu như có nhiều thư tịch xóa đi sai lầm, đi theo con đường chính xác, khi đó hiệu quả sẽ khác biệt. Dù sao hiện tại cũng không đủ công pháp lục trọng, còn không bằng xem trước những thứ này, xem có thể đạt được gợi ý hay không. Tiểu huynh đệ muốn xem, tùy ý. Lục Trầm đại sư khẽ mỉm cười. Nếu dẫn hắn đi vào, tự nhiên sẽ không keo kiệt, muốn xem thế nào thì xem. Vậy ta liền lỗ mãng. Trương Huyền gật gù, hắn đi tới trước đống thư tịch, hắn cũng dùng phương pháp lúc trước, tiện tay lật xem. Ao ao ao, ao ao ao. Hắn đây là... Lục Trầm đại sư đứng bên cạnh nhìn thấy hành động này, hắn không rõ vì sao. Hắn không phải muốn xem sách sao, chạy tới đây lăn qua lăn lại làm gì. Lẽ nào những sách này cũng không phù hợp khẩu vị? Cũng đúng, vị tiểu huynh đệ này tìm công pháp võ giả lục trọng tu luyện, nói vậy thực lực đã đạt tới võ giả ngũ trọng, thực lực như vậy đã sớm trải qua bì cốt cảnh, tu luyện thân thể và không tu luyện cũng không trọng yếu. Sở dĩ muốn xem, có khả năng là vì hiếu kỳ. Nghĩ tới đây, hắn cũng bừng tỉnh, không nghĩ nhiều nữa, tự mình cũng tiện tay lật xem một bức họa do đại sư lưu lại, cẩn thận quan sát. Hơn 10 phút sau, một đống công pháp luyện thể liền bị hắn lật hết toàn bộ. Phương pháp tu luyện chính xác. Nhìn bên trong Thiên Đạo Đồ Thư Quán có thêm mấy ngàn bản thư tịch, tinh thần Trương Huyền hơi động, ánh mắt lóe sáng,
một bản thư tịch không sai lầm xuất hiện trước mặt hắn. Giống như công pháp lúc trước, trích ra con đường chính xác trong mấy ngàn bản thư tịch, hoàn mỹ liên hợp lại với nhau. Xem nào. Tiện tay mở ra xem, một đoạn văn tự ập vào mặt, tiến vào trong đầu. Chân khí như nước, thân thể chính là vại chứa nước, vại nước kiên cố mới có thể chứa đựng càng nhiều nước, chất lượng nước cao hơn. Câu nói mở đầu đã làm hắn hiểu ra. Đúng vậy. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Trước kia hắn cũng có suy nghĩ như những người khác, cảm thấy tu luyện thân thể hay không đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là tu vi chân khí. Hiện giờ mới hiểu ra, loại ý nghĩ này nông cạn cỡ nào. Gia lông chỉ là phụ trợ. Chân khí có quan hệ tới thân thể, chỉ có thân thể mạnh mẽ mới có thể chịu được sức mạnh chân khí càng mạnh mẽ, phát huy ra uy lực mạnh hơn. Giống như đẩy một cánh cửa lớn, Trương Huyền không nhịn được tiếp tục xem xuống dưới, càng xem càng hưng phấn, chân khí trong cơ thể không nhịn được vận chuyển theo công pháp, liên tục chạy khắp toàn thân. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Khi chân khí di chuyển, thân thể của hắn vốn không kém đã phát sinh lột xác lần thứ hai, từng sợi cơ bắp từ từ thô to hơn, da cũng dày hơn trước, tất cả đều biến thành hợp lý, càng đi theo con đường chính xác. Răng rắc, răng rắc. Tâm thần đắm chìm vào những thứ được giảng giải trong thư tịch, Trương Huyền cũng không biết cơ thể hắn đang lột xác biến hóa kinh người, giống như sắt thép đổ bê tông, hắn chậm rãi biến thành binh khí lợi hại vượt qua người thường. Không hổ là công pháp thư viện sàng lọc ra, quả nhiên lợi hại. Sau này liền gọi là thiên đạo kim thân. Sau một canh giờ, rốt cục Trương Huyền cũng xem xong bản bí tịch, chân khí dựa theo phương pháp ghi lại trong bí tịch, triệt để chạy khắp toàn thân một lần. Bù! Dựa theo hắn đặt trên, thư tịch trước mắt sinh ra ánh sáng bao phủ bốn phía, bìa sách xuất hiện bốn chữ lớn, thiên đạo kim thân. Sau này cố gắng tu luyện. Hả, ta đã tu luyện xong. Đọc sách, vừa định tu luyện tiếp, lại phát hiện lúc còn đang đọc, hắn bất chi bất giác đã tu luyện xong bộ công pháp này. Công pháp thiên đạo không có sai lầm, tu luyện rất nhanh, ta đã sớm biết, ta chỉ không nghĩ tới thiên đạo kim thân lại được luyện thành trong tình huống ta không biết. Trước đã có kinh nghiệm tu luyện công pháp thiên đạo, cũng biết công pháp sai lầm hay không, tu luyện chơi chơi mà hiệu quả, tốc độ cực nhanh, cũng nghĩ sau này luyện thiên đạo kim thân sẽ không quá khó, hắn không nghĩ tới sau khi xem xong nội dung công pháp một lần liền hoàn thành tu luyện. Tự hắn cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Kệ đã, tuy rằng không tìm được công pháp võ giả lục trọng đầy đủ, có bộ công pháp luyện thể này, thực lực của ta cũng tiến bộ không nhỏ. Lần này tới nhà Lục Trầm đại sư, cho dù không hoàn thành mục tiêu, không tìm được công pháp võ giả lục trọng đủ nhiều nhưng lại đạt được thiên đạo kim thân, xem như kiếm lời. Chỉ có điều, thân thể không giống với chân khí, số lượng chân khí có thể nhìn thấy rõ ràng, sau khi hoàn thành tu luyện sẽ có thực lực gì, vừa nhìn liền biết, mà thân thể giấu dưới da, rất khó nhận biết rõ ràng. Nói cách khác, hắn tu thành thiên đạo kim thân nhưng không biết thực lực gia tăng bao nhiêu, càng không biết thân thể tăng trưởng hay không. Đương nhiên, có nghĩ cũng không được, ngược lại đã tu luyện xong, trở lại tìm trụ đá đo lực, thử một chút sẽ biết. Trương Huyền tiểu huynh đệ, hắn đang làm gì? Lục Trầm đại sư nhìn hắn một lúc, vào lúc này trên đầu xuất hiện nhiều dấu hỏi. Hắn đang đọc sách, đồng thời thỉnh thoảng nhìn sang đối phương, tên này chỉ lật xem sách một hồi liền đứng tại chỗ không nhúc nhích, vừa đứng là một canh giờ, làm cái gì? Không phải đọc sách quá nhiều nên tẩu hỏa nhập ma chứ? Tình huống như thế cũng không phải chưa từng xảy ra. Trước đây Vương Thành Thiên Huyền có một thiên tài siêu cấp, người khác học được một bộ công pháp, võ kỹ cần 2 năm thậm chí 3 năm, thậm chí càng lâu hơn nữa, mà hắn chỉ cần 2-3 ngày. Chính vì như thế, hắn học các loại công pháp và vũ kỹ, muốn thông hiểu đạo lý, một mình sáng tác một môn, kết quả. Còn chưa sáng tạo ra môn công pháp nào thì bản thân hắn đã bị tẩu hỏa nhập ma. Người thiếu niên trước mắt này, tuổi còn trẻ đã tu luyện tới võ giả ngũ trọng đỉnh cao, thư họa đạt tới cảnh giới đại sư, chẳng lẽ giống như vị tiền bối kia, tham thì thâm, xảy ra vấn đề gì đi? Tiểu huynh đệ, lòng đầy nghi hoặc, cũng không nhịn được nữa, hắn đi tới trước mặt, đưa tay muốn cắt ngang suy nghĩ của Trương Huyền, tránh hắn nhập tâm sâu hơn. Trương Huyền đang cảm khái thần công thiên đạo mạnh mẽ, liền nghe có người gọi mình, tiếp theo có bàn tay chạm vào thân thể mình. Há, Lục Trầm đại sư. Phục hồi tinh thần, nóng nảy quay người lại, vai vô ý đụng vào người sau một cái. Oanh! Một tiếng vang trầm thấp, trong nháy mắt tiếp theo Lục Trầm đại sư bay ngược ra ngoài, lưng đụng vào một loạt giá sách, ào ào ào, thư tịch bay tán loạn khắp nơi. Chương 52, Lục Trầm đại sư sắp khóc.
A. À, Trương Huyền sợ hết hồn. Hắn vừa nãy xoay người tốc độ không nhanh, cũng không dùng khí lực gì, tại sao Lục Trầm đại sư liền bay ra ngoài? Chẳng lẽ là hắn chơi nhảy sao? Đại sư, vội vàng đi tới, hắn muốn dìu đối phương, bàn tay nhắc lưng hắn lên. Ta không sao. Vèo. Lời còn chưa nói hết, Lục Trầm đại sư cảm thấy cả người nhẹ đi, hắn nhào thẳng về phía trước, va đầu vào một loạt giá sách, mặt dính đầy thư tịch. Ta. Đại sư khóc không ra nước mắt. Ngươi chơi ta sao, dìu ta thôi mà, cần dùng sức như vậy sao? Đại sư. Thấy dáng vẻ của hắn như vậy, Trương Huyền muốn xông tới, tiếp tục dìu một cái, liền nhìn thấy Lục Trầm đại sư vội vã giãy giụa đứng lên. Ngươi, đừng tới đây, ta có thể làm được. Ây. Trương Huyền không thể làm gì khác hơn là ngừng lại, chớp mắt, hắn cảm thấy kỳ quái, nghi ngờ nhìn lão giả trước mặt, hắn không nhịn được hỏi ra nghi vấn trong lòng. Đại sư, người đang chơi nhảy sao? Chơi nhảy. Lục Trầm đại sư thiếu chút khóc thét lên. Em gái ngươi, ngươi mới chơi nhảy, cả nhà ngươi đều chơi nhảy. Ta đường đường là thư họa đại sư, là một người văn nhã, làm gì rảnh rỗi đi chơi nhảy. Lại nói, cho dù chơi nhảy cũng không thể ở nơi này. Nơi này là tàng thư của ta, bảo bối của ta. Lục Trầm đại sư cảm thấy ngực khó chịu, có chút khó thở. Ngươi thế nào, ngực không thoải mái sao? Trương Huyền đi tới trước mặt, muốn đấm lưng cho hắn. Không. Oanh. Nắm đấm vừa mới chạm vào lưng đối phương, Lục Trầm đại sư còn chưa kịp nói hết lời, con người co rút lại, vèo. Bay về phía trước, va đầu vào vách tường phía trước, bụi bặm đầy mặt, cũng đâm thủng một lỗ lớn trên tường. Đại sư, thấy hắn lại xông ra ngoài, Trương Huyền liên tục vò đầu, nội tâm đầy nghi hoặc. Vị đại sư này muốn làm gì? Khi thì nhảy về phía sau, khi thì lao lên phía trước, phát điên cái gì thế? Nếu như bị điên, cũng không thể mặc kệ a. Lúc này hắn đi hai bước đuổi theo, đi tới trước mặt, muốn nâng hắn dậy lần thứ hai. Ngươi đừng tới đây. Lục Trầm đại sư lau lau máu tươi trên khóe miệng, liên tiếp lui về phía sau. Nhìn thiếu niên trước mặt như nhìn một con quái vật, hắn suýt khóc thét lên. Ta chẳng qua cảm thấy khó thở, không phải tìm chết, người đấm một quyền như vậy. Ai yêu, cánh tay già của ta, cái chân già của ta. Đại sư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy dáng vẻ của hắn như thế, Trương Huyền không nhịn được nữa. Trước khi gặp đã nghe nói người này trầm ổn, tại sao hiện tại nhảy tới nhảy lui, hắn muốn làm gì? Xảy ra chuyện gì? Lục Trầm đại sư nhìn sang hắn như nhìn quái vật, sắp khóc. Xảy ra chuyện gì chính ngươi còn không biết sao? Ta sợ ngươi tẩu hỏa nhập ma, hảo tâm đi qua nhắc nhở, kết quả ngươi xoay người tát ta bay đi, sau đó chạy tới ném ta, một lần cuối cùng còn ác hơn, một quyền kia, nếu không phải ta còn có chút tu vi, sợ rằng cái mạng này cũng mất. Ngươi lại hỏi ta xảy ra chuyện gì? Đang muốn nổi giận, lập tức nhìn thấy vẻ mặt thiếu niên vô cùng nghi hoặc, không giống giả vờ giả vịt, trong lòng hơi động. Nhớ tới một chuyện, trong mắt hắn mang theo không dám tin. Ngươi, lẽ nào vừa nãy có đột phá? Đúng vậy à. Trương Huyền gật đầu. Tu luyện thiên đạo kim thân, cũng nên tính là đột phá một ít. Nhưng mà, cho dù đột phá, cũng không tiến bộ nhanh như vậy được. Lục Trầm đại sư cuối cùng đã hiểu xảy ra chuyện gì nhưng vẫn không dám tin tưởng. Mấy người sử dụng phương pháp đặc thù nào đó, sẽ làm tu vi tăng nhiều trong nháy mắt. Thân thể không thích ứng với việc lực lượng đột nhiên tăng lên tạo thành hiện tượng không thể khống chế được, dưới cái nhìn của hắn là dùng sức bình thường, ở trong mắt người khác biến thành vận dụng toàn lực. Giống như một người ban đầu nắm giữ lực lượng 100 cân, dùng 1 phần 10 chỉ có 10 cân, cầm lấy một cái bát không tính là gì, nhưng đột nhiên tăng lên 1 vạn cân khủng bố, cho dù dùng 1 phần 10 lực lượng chính là sức mạnh 1.000 cân, sẽ làm cái bát không chịu nổi và tan vỡ. Hiện tại Trương Huyền vô cùng có khả năng chính là như vậy. Lực lượng đột nhiên tăng lên dữ dội, thậm chí ngay cả hắn cũng không biết gia tăng bao nhiêu, vẫn dùng sức như cũ, đương nhiên mình không chịu nổi. Tình huống như thế đã ghi lại trong thư tịch, chuyện thích ứng lực lượng cần thời gian dài mới được. Vốn tưởng rằng là truyền thuyết, không nghĩ tới, thật sự có chuyện như vậy. Nhưng lão làm sao cũng không tin được, cái tên này đứng bên giá sách, xem sách một hồi và ngẩn người, tại sao đột nhiên nắm giữ lực lượng lớn như vậy? Lẽ nào là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, vừa vặn xem sách một hồi liền khai khiếu đốn ngộ, trực tiếp đột phá. Nếu thật sự là như vậy, bản thân mình khó tránh khỏi quá mức xui xẻo rồi. Đi với ta tới phòng khách. Trong lòng nghi hoặc,
Lục Trầm đại sư không nói thêm lời nào, cứ đi về phía trước. Muốn biết có phải như thế hay không cũng rất đơn giản, chỉ cần tìm trụ đá đo lực là đủ. Nếu thiếu niên tìm công pháp võ giả lục trọng, khẳng định sẽ không đột phá, không đạt đến võ giả lục trọng, ngũ trọng đỉnh cao mạnh nhất cũng chỉ nắm giữ lực lượng tứ đỉnh mà thôi. Nếu như sức mạnh vượt qua điểm này, vậy thì cho thấy hắn thật sự tiến bộ rất nhiều. Tình huống vừa rồi cũng dễ hiểu. Bên trong phòng khách, hai người Hoàng Ngữ, Bạch Tốn chưa rời đi, vẫn ngồi trong phòng, nhìn về hướng thư phòng và đầy sốt ruột. Bọn họ chạy tới có việc, kết quả Lục Trầm đại sư kiểm tra Trương Huyền xong liền dẫn hắn rời đi, cũng không có cơ hội nói chuyện, tự nhiên cũng đi không được, chỉ có thể chờ. Tiểu Ngữ, chuyện vừa nãy, Trương Huyền đại sư thật sự cũng đạt tới võ giả ngũ trọng đỉnh cao. Bạch Tốn lúc này không còn căm thù Trương Huyền như trước, mà hơi hơi hưng phấn. Hắn không có hứng thú lớn về thư họa, nếu không phải cha ép buộc, chắc chắn sẽ không tới đây. Đối với hắn mà nói, thứ làm hắn cảm thấy thật sự hứng thú là tu vi. Gặp phải cường giả, hắn mới cảm thấy hưng phấn. Hắn luôn luôn cảm thấy mình là thiên tài, năm nay 18 tuổi, đạt đến võ giả ngũ trọng đỉnh cao được cho là tu luyện cực nhanh, toàn bộ vương thành không có bao nhiêu người so được với hắn. Không nghĩ đến thiếu niên không lớn hơn mình bao nhiêu, bất hiển sơn bất lộ thủy, cũng đạt đến loại cảnh giới này. Hắn làm sao không hưng phấn? Ta cũng không biết, đã nói với ngươi, hắn chỉ đến cửa hàng của ta mua sách. Ta không hề quen biết hắn, nhưng nếu hắn đi tìm công pháp võ giả lục trọng khắp nơi, hiển nhiên cũng đã đạt đến ngũ trọng đỉnh cao. Hoàng Ngữ nói, Trương Huyền có thực lực thế nào, bởi vì không ra tay, bọn họ không hề rõ ràng, nhưng nếu tìm bí tịch lục trọng, dĩ nhiên đã đạt đến ngũ trọng đỉnh cao. Bằng không, cho dù tìm được bí tịch cao hơn cũng vô dụng. Từng tuổi này đã có cấp bậc như thế, chỉ không biết sức chiến đấu ra sao, chờ một lúc nữa ta đi lãnh giáo mới được. Bạch Tốn cười hì hì. Hắn mê võ nghệ, có thể tìm được người tỉ thí, nhất là người cùng cấp bậc, tuổi tác không kém bao nhiêu, trong lòng từ lâu không nhẫn nại được. Cộc cộc cộc. Hai người đang nói chuyện, liền thấy có người đi vào, nhìn về phía người tới, hai người lập tức đứng lặng tại chỗ. Lục Trầm đại sư vừa rồi còn cực kỳ tao nhã, vào lúc này mặt mày xám xịt, mặt mũi đầy máu tươi, dáng vẻ vô cùng chật vật đi tới. Chương 53, Bạch Tốn sụp đổ. Chuyện này, mọi người nhìn nhau, đều có phần bối rối. Đây chính là Lục Trầm đại sư, đường đường đế sư, ai dám động thủ với lão? Đánh lão thành như vậy. Lại nói, hai người họ không phải đến thư phòng à? Tại sao lúc đi ra thành, dáng vẻ này? Lẽ nào không phải bọn họ tới thư phòng đọc sách, mà là đi đánh nhau? Lục Trầm đại sư nho nhã lại có sở thích như vậy sao? Ta không sao. Lục Trầm đại sư lúng túng xua tay. Lão cũng không thể nói, là Trương Huyền đột phá, không thể khống chế khí lực, trong lúc vô tình đánh lão thành như thế này. Biết rằng có giải thích cũng nói không thông, Lục Trầm đại sư đi vài bước tới ghế chủ vị, quay đầu nhìn về phía Thành Bá. A Thành, người đi lấy một cây trụ đá đo lực đến đây. Hắn là thư họa đại sư, không phải võ phu, phòng khách không thể đặt trụ đá đo lực, nhưng vật này có quan hệ tới tu luyện, trong nhà vẫn phải có, mang một cây tới là đủ. Rõ. Thành Bá không biết chủ nhân muốn làm gì, nhưng vẫn gật đầu, lui ra. Trương đại sư, thực lực của ngươi thật sự đã đạt đến võ giả ngũ trọng đỉnh cao. Nhìn thấy gian phòng yên tĩnh lại, Bạch Tốn không nhịn được đi lên phía trước, vẻ mặt đầy hưng phấn. Ừ, ở trong học viện không tiện nói, nhưng ở đây lại không phải là bí mật gì, Trương Huyền không cần phải giấu giếm. Ta cũng có thực lực như vậy, có thể lĩnh giáo ngươi vài chiêu hay không? Thấy thiếu niên xác nhận, hai mắt Bạch Tốn ánh lên vẻ hưng phấn. Bạch Tốn, ngươi làm gì đó, cũng không xem đây là nơi nào. Hoàng Ngữ không còn gì để nói, vội vàng ngăn cản. Lục Trầm đại sư là người phong nhã, ghét nhất chính là cãi vã chiến đấu, khiêu chiến trong phòng khách của hắn, không phải đang nói đùa hay sao? Đúng như Hoàng Ngữ nói, Lục Trầm thật sự không thích người khác ra tay đánh nhau, múa đao lộng thương trước mặt mình, nhưng hiện tại trụ đá đo lực còn chưa lấy tới, muốn đo lường xem Trương Huyền có đột phá thật hay không, Bạch Tốn chính là phương pháp tốt nhất. Lão biết, người này đã đạt đến võ giả ngũ trọng đỉnh cao. Tu vi giống nhau, hẳn là cũng có thể nhìn ra sức mạnh của Trương Huyền có tăng lên dữ dội hay không. Nghĩ tới đây, lão liền ngẩng đầu lên, nhắc nhở một câu. Luận bàn bình thường thì ta không ý kiến, nhưng phải biết dừng đúng chừng mực.
Được rồi. Vốn tưởng rằng Lục Trầm đại sư sẽ từ chối, không nghĩ tới lão lại đồng ý, Bạch Tốn hưng phấn suýt nhảy cẫng lên, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, đi hai bước vào giữa phòng khách, hắn vẫy tay với Trương Huyền, làm ra một tư thế tự cho rằng rất đẹp trai. Xin mời. Được thôi. Trương Huyền vừa luyện xong thiên đạo kim thân, hắn cũng muốn biết sức mạnh tăng lên như thế nào, đối phương khiêu chiến, hắn không cự tuyệt, đi tới giữa phòng. Nắm đấm của ta có lực rất lớn, cẩn thận đấy. Hai mắt híp lại, Bạch Tốn không còn dáng dấp công tử lúc trước, thay vào đó là khí tức vô cùng cường đại. Đều là võ giả ngũ trọng đỉnh cao, riêng về thực lực, hắn còn cao hơn Thượng Bân một bậc. Dầm. Khí thế ngưng tụ xong, Bạch Tốn tiến một bước về phía trước, quyền phong như đao, sức mạnh như kiếm, chém thẳng về phía Trương Huyền. Vì để kiểm tra tu vi, Trương Huyền cũng không nhìn thiếu hụt xuất hiện bên trong thiên đạo đồ thư quanh thiên đạo đồ thư quán, lật tay đánh ra một quyền. Hô! Hai nắm đấm tiếp xúc với nhau, Trương Huyền hơi cau mày. Vì sao lực lượng nắm đấm của hắn yếu như vậy? Chẳng lẽ hắn không phải võ giả ngũ trọng đỉnh cao? Chạm vào nắm đấm của đối phương, sức mạnh của Trương Huyền không giảm bớt chút nào, còn không ngừng nghiền ép về phía trước giống như tảng đá đâm vào bọt biển, không có gì cản trở. Thấy tình huống như thế, Trương Huyền còn tưởng rằng đối phương chưa chuẩn bị xong, sức mạnh không phát huy đến cực hạn, vội vàng thu hơn một nửa lực lượng. Dù vậy, Bạch Tốn vẫn biến sắc, bị đánh bay đi như bóng cao su, vèo. Một cái, bay ra ngoài, lưng va vào cây cột mới dừng lại. Sao ngươi không dùng hết toàn lực? Trương Huyền thu quyền, đi tới đưa tay kéo Bạch Tốn. Ấy đừng! Thấy cảnh này, con người của Lục Trầm đại sư co rụt lại, muốn ngăn cản nhưng không kịp. Vèo! Bạch Tốn bị thiếu niên kéo một cái giống như đang thả diều, hắn gào một tiếng và bay ra ngoài. U vút! Bạch Tốn bay ra xa mấy chục mét, dính sát vào một vách tường, máu tươi từ miệng mũi chảy ra ngoài. Ô ô ô! Hắn suýt khóc. Đại ca, ta biết ta đánh không lại ngươi, ngươi cũng không cần phải ác như thế, dung mạo anh Tuấn của ta, mặt của ta. Ngươi làm sao lại, thấy Bạch Tốn bị kéo nhẹ một cái cũng bay ra ngoài, Trương Huyền vò đầu, một mặt vô tội. Làm cái gì thế? Lục Trầm đại sư đã thế, lại thêm cả Bạch Tốn, hai người nhảy tới nhảy lui. Vui lắm hay sao? Nếu như cho hai người biết những ý nghĩ trong lòng hắn, nhất định sẽ buồn bực thổ huyết tại chỗ. Ngươi mới nhảy tới nhảy lui, chúng ta bị ngươi ném đi thì có. Cái tên này, Hoàng Ngữ đứng bên cạnh cũng nhíu mi, thấy như sắp điên mất. Trong lứa trẻ bọn họ, Bạch Tốn tuyệt đối đứng đầu, ngoại trừ mấy vị kia, gần như không ai có thể địch lại hắn. Chính vì như thế, hắn mới có tính ưa thích tranh đấu và không chịu thua. Vốn tưởng rằng giao đấu với Trương Huyền khẳng định cũng không đỡ nổi, có nằm mơ nàng cũng không nghĩ tới Bạch Tốn bị thiếu niên đó dùng một quyền đánh bay. Thua hoàn toàn triệt để. Xem ra tên này luôn ẩn tàng dưới con mắt người đời, tại sao hắn có lực lượng lớn như thế? Ngươi không sao chứ? Không biết đến những suy nghĩ trong lòng xung quanh nhỉ, Trương Huyền vô cùng áy náy đi tới trước mặt Bạch Tốn. Không có việc gì. Dẫy dụa đứng dậy, Bạch Tốn phủi bụi bụi trên người. Võ giả ngũ trọng trải qua bì cốt cảnh, được gột rửa, vết thương nhỏ bình thường không hề hấn gì. Vậy thì tốt, ta thấy ngươi vừa nãy không dùng hết sức, như vậy đi, dùng toàn lực đánh với ta một lần. Sắc mặt Trương Huyền rất nghiêm túc. Còn đánh nữa sao? Gương mặt Bạch Tốn như căng ra, kém chút khóc thét, lại đánh nữa chỉ sợ ta sẽ chết ở nơi này. Lúc này liên tục xua tay. Không cần, thực lực đại sư mạnh hơn ta thấy không cần đánh nữa. Đừng khách khí, mọi người chỉ luận bàn thôi mà, ngươi cũng không cần câu nệ thế, mà ngươi cũng đừng gọi đại sư gì đó, nghe thật xa lạ. Trương Huyền còn tưởng rằng đối phương sợ hãi thân phận ngang hàng luận giao với Lục Trầm đại sư, có điểm kiêng kỵ nên không dám buông tay, mới có vẻ suy yếu như thế, vội vàng giải thích. Thời điểm tu vi của hắn đạt tới ngũ trọng đỉnh cao, hắn từng giao thủ với Diêu Hàn, tuy rằng thực lực đối phương cao hơn Bạch Tốn một ít, nhưng lại mang cho hắn áp lực rất lớn, sức mạnh rất mạnh. Nếu Bạch Tốn đã cùng là ngũ trọng đỉnh cao, khẳng định cũng sẽ gần như thế, nay thấy hắn bị một quyền đánh bay, vẫn cho rằng đối phương không phát huy toàn lực. Không phải vậy, bản thân Trương Huyền chỉ có lực lượng 8 đỉnh, cho dù có ý nhường cũng không thể một quyền đánh bay võ giả ngũ trọng đỉnh cao. Luận bàn. Bạch Tốn giật mình, mẹ nó đây cũng gọi là luận bàn. Ngươi có biết một quyền của ngươi suýt đánh chết ta hay không? Còn nữa, ngươi ngang hàng luận giao với Lục Trầm gia gia. Không gọi ngươi là đại sư thì gọi là gì?
gương mặt như căng ra, dường như nhớ tới cái gì, hắn như khóc thét lên. Gọi đại sư ngươi nói xa lạ, chỉ bằng ta gọi ngươi là Gia Gia đi, Trương Gia Gia, ta sai rồi còn không được sao. Vừa nãy không nên nhắm vào ngươi, van ngươi, đừng tìm ta so tài. Trụ đá đo lực tới rồi. Vào lúc này có tiếng la vang lên, Thành Bá đi vào, lập tức nhìn thấy hình ảnh trước mắt, nghe được tiếng la của Bạch Tốn, hắn sững sờ tại chỗ, dường như hóa đá. Ực! Chương 54, Hồng Kim Châu Quả. Vị này là ai? Là con trai duy nhất của đệ nhất quyền thần Trấn Nam Vương của Vương quốc Thiên Huyền. Hắn lại khóc trời đập đất gọi Trương Huyền là Gia Gia. Ta không nghe lầm chứ? Thành Bá cảm thấy trước mặt xuất hiện thiên lôi đầy trời, sắp té xỉu nằm xuống đất. Lúc hắn đi lấy trụ đá đo lực, đã xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho ta biết không? Khụ khụ, được rồi, Trương tiểu huynh đệ, sau này sẽ có cơ hội luận bàn, Bạch Tốn bị thương, cũng cần điều chỉnh một chút. Trụ đá đo lực đã được mang tới, ta thấy ngươi nên thử lực lượng một chút đi. Thấy tình cảnh lúng túng, Lục Trầm đại sư vội vã chen ngang. Được rồi. Thấy Bạch Tốn cũng không muốn so tài, Trương Huyền có phần tiếc nuối lắc đầu, nhìn vào rãnh của trụ đá đo lực vừa được mang ra, đi vài bước tới trước mặt, khẽ cười nói. Kỳ thực, ngày hôm qua ta mới đo xong, chỉ có lực lượng 4 đỉnh, ngày hôm nay đo lại, khác biệt không lớn. Lúc đánh Diêu Hàn Thành đầu heo, đó là chuyện rạng sáng ngày hôm nay, trước đó đã đo lực lượng rồi, 8 đỉnh. Hôm nay bận bịu rối tinh rối mù, hơn nữa không có công pháp, huyệt đạo chưa mở ra cái nào, sức mạnh sẽ không tăng trưởng, tuy vừa tu thành thiên đạo kim thân, nhưng theo Trương Huyền thấy, cho dù thân thể có tiến bộ cũng không thể mạnh hơn chân khí. Còn vì sao nói là 4 đỉnh, không nói thật, rất đơn giản, đỉnh cao của đỉnh lực cảnh đều là lực lượng này, hắn không muốn bại lộ quá nhiều, cùng lắm lúc thử nghiệm lực lượng, lưu một nửa khí lực là tốt rồi. Nếu như đã mang tới thì cứ thử một hồi. Lục Trầm đại sư nói. Được. Không từ chối nữa, Trương Huyền nở nụ cười nhẹ nhõm, quyết định chỉ dùng một nửa khí lực dự định, hắn đấm một quyền vào trụ đá đo lực. Quyền phong gào thét, sức mạnh như sấm. Oanh! Hào quang lóe sáng, chữ viết chậm rãi xuất hiện. Ngươi nhìn kìa, là 4 đỉnh. Nhìn thấy chữ viết hiện lên phía trên, Trương Huyền tươi cười xua tay, quay đầu cười nói, hắn còn chưa nói hết lời, lại nhìn thấy đám người Bạch Tốn, Lục Trầm đại sư, Hoàng Ngữ nhìn mình như nhìn thấy quái vật. Con người của từng người như rơi xuống đất. Thế nào? Trương Huyền cau mày, cúi đầu nhìn mình một chút, chẳng lẽ có gì không đúng sao? Ngươi xem lại một chút, trụ đá đo lực. Hoàng Ngữ không nhịn được nói. Trụ đá đo lực thế nào? Không phải là 4 đỉnh sao? Cần phải kinh ngạc như vậy. Quay đầu nhìn sang, vừa nhìn xuống dưới, thân thể Trương Huyền suýt nữa đã ngã xuống đất. Lúc nãy hắn chỉ nhìn thấy chữ 4, nhưng lúc này có thêm hai chữ 19. Chính là 49. Một quyền của ta vừa rồi là 49 đỉnh. Bản thân Trương Huyền cũng sợ hết hồn. Sáng sớm nay mới đo lực lượng là 8 đỉnh. Vừa nãy lại cố ý để lại một nửa sức mạnh, làm sao có khả năng đạt đến 49 đỉnh sức mạnh. Nếu như không lưu một nửa sức mạnh, chẳng phải biểu thị một quyền xuống dĩ nhiên tiếp cận trăm đỉnh cự lực. Võ giả ngũ trọng đỉnh lực cảnh đỉnh cao là 4 đỉnh lực lượng, viên mãn cũng sẽ không vượt qua 80 đỉnh, một quyền trăm đỉnh, chẳng phải biểu thị có thể sánh ngang võ giả lục trọng ích huyệt cảnh, thậm chí còn vượt qua. Chuyện này, có phải là, trụ đá đo lực này bị hỏng rồi? Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, Trương Huyền không nhịn được nói một câu. Trụ đá không hỏng, không phải ngươi vừa đột phá trong thư phòng hay sao? Tu vi đột phá, sức mạnh tăng mạnh, điểm mấu chốt nhất chính là, ngươi không thích ứng loại sức mạnh này, không hề cảm giác được, cho nên mới đánh Bạch Tốn thảm như thế. Lục Trầm đại sư thấy ý nghĩ của mình được xác minh, lão liền giải thích. Ban đầu lão vốn muốn nói lão cũng bị đánh thảm như vậy, thời khắc mấu chốt ngừng lại, bất kể nói như thế nào. Chính lão cũng là đại sư, phải chú ý danh tiếng. Đột phá tu vi, từ 4 đỉnh tăng lên 49 đỉnh, lẽ nào đi một lúc mở ra 45 cái huyệt đạo. Không nghe giải thích còn đỡ, vừa nghe xong, Bạch Tốn, Hoàng Ngữ suýt ngất đi tại chỗ. Không có nói đùa chứ. Võ giả lục trọng ích huyệt cảnh, mở ra huyệt đạo trong thân thể, tăng cường tu vi, mỗi khi mở một nơi, tăng cường lực lượng một đỉnh. Truyền thuyết. Thân thể tổng cộng có 108 huyệt đạo, nhưng có thể mở ra 72 cái mà thôi, hơn nữa những huyệt đạo này đều phải mở theo trình tự, thể chất mỗi người không giống nhau,
cần trình tự không giống nhau mới có thể đạt đến hiệu quả tốt nhất, không tìm được phương pháp, cả đời cũng chỉ có thể mở ra 3, 40 cái huyệt đạo, từ đó sẽ không còn tiến bộ thêm nữa. Bình thường đều là mở ra từng cái, lực lượng sẽ dần dần tăng cường, chỉ một lúc đã tăng 45 đỉnh. Đại ca, người quá nghịch thiên rồi. Đã từng thấy người thường đột phá, chưa từng thấy ai lại đột phá như thế. Kỳ thực không riêng mọi người choáng váng hoa mắt, khó mà tin nổi, ngay cả Trương Huyền cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ tu luyện thiên đạo kim thân, liền có thể tiến bộ như thế. Lực lượng gia tăng tới 90 đỉnh. Dựa theo tình huống bình thường, vừa nãy tiện tay ném Lục Trầm đại sư bay đi, đánh bại Bạch Tốn, hắn rõ ràng có thể tiến từng bước, lực lượng dần tăng lên, chứ không phải không biết gì cả. Nhưng hắn làm người xuyên Việt, chỉ mới tu luyện ngày một ngày hai, có thể khống chế tu vi phát huy ra bao nhiêu lực lượng đã là không tệ rồi, bảo hắn khống chế tỉ mỉ, nắm giữ sức mạnh như ý viên mãn, việc này quả làm khó hắn rồi. Giống như một người bình thường tự nhiên có được sức mạnh siêu nhân, mới bắt đầu khẳng định cũng không thích ứng được, thậm chí không thể hiểu được. Trương Huyền giờ đang rơi vào tình huống đúng như thế, ban đầu chỉ có lực lượng 8 đỉnh, một hồi tăng lên dữ dội thành 90 đỉnh, gia tăng hơn 10 lần. Điểm then chốt chính là thân thể Chí Anh hắn không cảm thấy cái gì, hắn có thể mà biết trước mới là chuyện lạ. Còn chưa đánh Bạch Tốn thành bánh thịt đã là chuyện đáng mừng rồi. Trương tiểu huynh đệ, người vừa nãy, thật sự mở ra 45 huyệt đạo sao? Thấy hắn nở ra, Lục Trầm đại sư không nhịn được hỏi thăm. Một hồi mở ra 45 huyệt đạo, chưa từng nghe qua chuyện này. Nếu không phải như vậy, làm sao giải thích việc lực lượng bạo tăng dữ dội? Ta vẫn là đỉnh lực cảnh đỉnh cao, tu vi vẫn chưa tiến bộ, nhưng mà, sức mạnh thân thể gia tăng một ít. Trương Huyền nói, thân thể, Lục Trầm đại sư kinh ngạc, hắn không thể tin được. Ta nghe nói, trong thiên địa có một ít thiên tài địa bảo, chỉ cần dùng là có thể giúp thân thể sánh ngang sắt thép, nắm giữ lực lượng có thể mạnh bằng ít huyệt cảnh đỉnh cao, lẽ nào tu luyện cũng có thể. Ây, hình như ngày hôm nay ta ăn phải trái cây gì đó không biết tên. Mới bắt đầu cảm thấy toàn thân nóng bừng, vẫn không để ý, có lẽ khi đó lực lượng thân thể gia tăng dữ dội. Trương Huyền nói, làm người hiện đại, đương nhiên hiểu rằng, thất phu vô tội hoài bích có tội, một nếu quả thật nói mình tu luyện một hồi liền đạt đến mức độ này, nhất định sẽ có vô số người điên cuồng đòi lấy công pháp của mình. Thậm chí còn có người bắt mình đi làm nghiên cứu. Nếu Lục Trầm đại sư nói có thiên tài địa bảo giúp thân thể người ta tiến nhanh, vừa vặn có thể vin vào đó làm cớ. Thật may mắn, ngươi thực sự gặp được cơ duyên, hai to lớn. Lục Trầm đại sư không nghi ngờ gì. Kỳ thực không phải hắn không nghi ngờ, mà là cho dù hắn không muốn tin cũng phải tin tưởng cho được. Tu luyện một canh giờ liền có thể giúp sức mạnh trong cơ thể tăng lên mấy chục đỉnh. Đây không phải chuyện nằm mơ giữa ban ngày sao. Cũng giống như nghe được chuyện heo nái biết leo cây vậy. Tin vào mấy chuyện này, còn không bằng tin rằng hắn đã ăn được thiên tài địa bảo gì đó. Không biết tiểu huynh đệ ăn trái cây có hình dáng như thế nào? Lục Trầm đại sư hỏi tiếp. Hình dáng gì? Trương Huyền vào đầu, hắn thuận miệng nói bậy, nào có biết hình dáng gì? Nhưng nếu đã bị bước đến nước này, không nói, nhất định sẽ bị hoài nghi, liền nói ngay. Là trái cây màu đỏ. Thời điểm đọc sách trong tàng thư các lúc trước, hình như hắn cũng đọc qua ghi chép nào đó tương tự, có vẻ là truyền thuyết du ký, ăn một loại trái cây màu đỏ. Đột nhiên lực lượng tăng mạnh, đành nói bừa thử xem sao. Màu đỏ, có phải là màu đỏ thắm không? Quả nhiên là thứ kia. Lục Trầm đại sư như nghĩ tới đó, hô hấp dồn dập. Đại sư biết, là hồng kim châu quả. Truyền thuyết kể rằng chỉ cần ăn nó, có thể gia tăng lực lượng thân thể, dù là người có ít huyệt cảnh đỉnh cao cũng khó chống lại. Lục Trầm đại sư hưng phấn nói. Hồng kim châu quả. Vẻ mặt Trương Huyền biến thành kỳ quái. Lẽ nào, thật sự có vật này? Sao lại vừa khéo đến thế chứ? Thất phu vô tội, hoài bích có tội, người thường không sao, kẻ cất giữ đồ quý giá sẽ bị người khác ganh ghét thù hằn. Cơ duyên, vận may. Chương 55, bị bao vây thượng. Lại nói chuyện một hồi, sau khi hỏi hắn có được hồng kim châu quả từ chỗ nào, Trương Huyền thuận miệng nói tìm được ở chợ, khiến đám người Lục Trầm đại sư cũng phải gào thét lên rằng hắn quá may mắn. Đúng rồi, Trương Huyền huynh đệ. Không biết ngươi là người địa phương hay là... Lục Trầm hỏi. Ta là lão sư ở Hồng Thiên Học Viện. Trương Huyền nói. Thì ra là như vậy, chẳng trách thực lực như thế, có lý giải cao thâm về thư họa cũng không kỳ quái.
Lục Trầm đại sư tán dương một tiếng, không nhịn được quay đầu nhìn về phía Hoàng Ngữ, Bạch Tốn. Thư họa có thể hun đúc tình cảm một người, tôi luyện tâm tính, đừng cả ngày suy nghĩ đánh đánh giết giết. Nếu Trương Huyền huynh đệ là lão sư học viện, các người bình thường rảnh rỗi, cũng phải thường đi lĩnh giáo, ai học được bản lãnh thật sự, ta tự nhiên sẽ cân nhắc cho người đó thông qua sát hạch, cho người đó thứ họ muốn. Rõ. Vẻ mặt Hoàng Ngữ đầy đau khổ, ánh mắt Bạch Tốn lại sinh ra hưng phấn. Vừa rồi giao thủ, hắn đã biết thực lực Trương Huyền vượt xa hắn, có thể lĩnh giáo cường giả như vậy, còn hiệu quả hơn nhiều so với học tập khô khan. Chí ít lĩnh giáo hắn còn thả lỏng hơn đi tìm Lục Trầm đại sư. Hôm nay quấy rầy rồi, trời cũng không sớm, cáo từ đại sư, hôm khác lại tới bái phỏng. Thấy chuyện cần làm đã làm xong, Trương Huyền cũng không nói nhiều, ôm quyền nói. Lần này ngươi muốn tìm công pháp võ giả Lục Trọng, chỗ của ta không có, đợi mấy hôm nữa ta nói với Trầm Truy một tiếng, dẫn ngươi đi tàng thư các của Vương quốc tìm một hồi. Dường như mấy ngày nay hắn sẽ đi ra ngoài săn bắn, không có ở nhà. Lục Trầm đại sư nói. Vậy thì đa tạ đại sư. Nghe nói như thế, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Công pháp võ giả Lục Trọng, những chỗ bình thường khẳng định không tìm được mấy quyển. Nhưng tàng thư các của Vương quốc được xưng là nơi có thư tịch đầy đủ nhất trong toàn bộ Vương quốc Thiên Huyền, nhất định có thể tìm được không ít. Nếu thật sự có thể vào đó một chuyến, công pháp võ giả Lục Trọng có thể hình thành thiên đạo thần công, tu vi sẽ đột phá thuận lợi. Khách khí. Lục Trầm cười gật đầu. Rời khỏi phủ đệ của đại sư, Trương Huyền đi về hướng học viện. Lúc ăn cơm với Trầm Bích Như thì trời đã tối rồi, hiện tại mặt trăng đã lên cao, ánh trăng chiếu xuống mặt đất như dòng nước bạc. Dựa theo thời gian kiếp trước thì lúc này đã sắp 12 giờ khuya. Tuy rằng đã trễ như thế nhưng hắn không có một chút mệt mỏi nào, trái lại còn hưng phấn, đôi mắt tỏa sáng. Không thể không nói, chuyến đi tới phủ đệ của đại sư rất đáng giá. Công pháp ngưng tụ ra thiên đạo kim thân giúp thân thể của hắn tiến nhanh, thực lực tăng mạnh, dựa vào tu vi hiện giờ, cho dù gặp cường giả ích huyệt cảnh đỉnh cao cũng có thể nghênh ngang rời đi. Lại nói chỉ cần tìm được mười mấy bản công pháp của võ giả Lục Trọng. Cho dù không cách nào hình thành thiên đạo thần công hoàn chỉnh, nó cũng có tác dụng nhất định trên con đường tu luyện của mình. Thân thể đã có lực lượng 90 đỉnh, nếu như tìm được phương pháp tu luyện thân thể cấp bậc cao hơn, có phải sẽ càng lợi hại hơn hay không? Mặc dù trong thư phòng của Lục Trầm đại sư có nhiều bí kỹ tu luyện thân thể, nhưng đều là thứ đơn giản nhất, pháp quyết tu luyện trụ cột nhất, thứ này dùng thiên đạo đồ thư quán sửa sang lại đều có thể có công hiệu như thế, sau này sửa lại những pháp quyết tu luyện thân thể cao thâm hơn nữa. Chẳng phải càng lợi hại hơn. Nếu thật sự là như vậy, chỉ sợ thân thể sẽ trở thành một trong những lợi khí chiến đấu của mình. Vào lúc hắn âm thầm cao hứng, đột nhiên tai hơi rung động. Lực lượng thân thể tăng nhiều, tai mắt cũng linh mẫn hơn trước, hắn phát hiện phía sau có người đang theo dõi. Bước chân ngừng lại. Bạn hữu phía sau, đi ra đi. Kha kha, không nghĩ tới người rất cảnh giác. Cảnh giác có tác dụng chó gì? Tiểu tử. Ngươi làm hại chúng ta không kiếm được tiền lời, ngày hôm nay ngươi đừng hòng đi. Ao ao ao, vừa dứt lời, mấy bóng người bước ra khỏi bóng tối, vây quanh, lạnh lùng nhìn về phía Trương Huyền, ánh mắt như nhìn người chết. Là các ngươi. Trương Huyền nhận ra đám người này. Chính là mấy tên lừa đảo Mặc Dương đại sư cùng chủ sạp ở chợ. Mấy tên còn lại chính là đám, cò mồi, lẫn trong đám đông. Lúc này gương mặt, Mặc Dương đại sư, sưng đỏ, vành mắt đen thui. Quần áo bị xé toang thành từng khối, không còn khí chất như mây bay, sung sướng đê mê như lúc trước, ném trên đường nói là tên ăn mày cũng sẽ có người tin. Xem ra bị vạch trần thân phận, những người bị hại kia không cho phép hắn được yên. Thế cũng đúng, có thể trả giá cao cược bảo, người nào không phải ra thế bất phàm. Biết bị người lừa dối, không đánh chết hắn tại chỗ đã là tốt lắm rồi. Chủ sạp cược bảo cũng giống như vậy, hai mắt tối tăm, môi nở to như lạp xưởng. Sưng đến mức nói không rõ ràng. Ánh mắt hai người nhìn về phía Trương Huyền mang theo thù hận không chút che giấu. Bọn họ trả giá cao bố trí tốt tất cả, cuối cùng bị thiếu niên này phá hoại, không nói tới món nợ, miếng thịt ngon vào trong miệng phải phun ra ngoài, riêng chuyện suýt nữa bị đánh chết cũng đủ gây thù hận chất đống. Tiểu súc sinh, chạy nhanh thật đấy, giờ ta xem ngươi trốn đi đâu. Hai mắt tên chủ sạp mang theo lửa giận dữ tợn. Các ngươi muốn giết ta. Cảm nhận được khí tức âm hàn khắp bốn phía, Trương Huyền hơi cau mày. Muốn trách thì trách ngươi nhiều chuyện, nói ra lời không nên nói, kiếp sau đầu thai phải giữ mồm miệng của mình thật tốt.
Mạc Dương đại sư cũng cười gần một tiếng, nắm đấm siết chặt phát ra âm thanh ken két. Nguyên nhân bọn họ lừa gạt thất bại là vì tên này, phải mất rất lâu mới tìm được hắn, đương nhiên không thể bỏ qua. Thật không tiện, tạm thời ta không muốn chết, cũng không muốn giữ mồm giữ miệng của mình. Trương Huyền nói, không muốn chết. Trong mắt Mạc Dương đại sư lộ ra một tia tàn khốc. Chuyện này không như ngươi mong muốn, các huynh đệ, giết hắn, chặt thành thịt nát cho chó ăn. Rõ. Một tiếng kêu hưng phấn vang lên, một tên, cò, lao tới vung trưởng tấn công Trương Huyền. Tu vi kẻ vừa ra tay là võ giả ngũ trọng đỉnh cao. Chẳng trách bị Lưu Chu Vương quốc truy nã còn có thể chạy đến Vương quốc Thiên Huyền lừa gạt, quả nhiên có chút thực lực. Đổi lại trước tới nay, cho dù Trương Huyền có thể vượt qua tên này cũng phải dựa vào thiên đạo đồ thư quán tra xét khuyết điểm, nhưng bây giờ thân thể tiến xa, nắm giữ lực lượng gần trăm đỉnh, một đỉnh lực cảnh đỉnh cao không đáng kể chút nào. Khẽ nở nụ cười, hắn tát một cái. Điếc không sợ súng. Lão tứ được xưng thiết trưởng, một đôi tay có thể vỡ bia nứt đá, lúc trước có một ít huyệt cảnh sơ kỳ của Lưu Chu Vương quốc bị một trưởng đánh chết tươi, tiểu tử này không có chuẩn bị gì còn dám ra tay ngăn cản. Thực sự là người không biết không sợ. Chúng ta bị tên này hại thảm như thế, thực sự xúi quẩy. Thấy tên này không tránh né còn dám nghênh đón trực tiếp, đám người Mạc Dương đại sư đều lên tiếng cười nhạo. Tên, cò, này tuy có vẻ ngoài bình thường nhưng thực lực không thể nói chơi, đặc biệt là đôi tay có thể đánh nát sắt thép, một tên thiếu niên mười mấy tuổi, tay không nghênh đón, không phải muốn chết là cái gì. Ngay vào lúc bọn họ cho rằng Trương Huyền nhất định sẽ bị đánh gãy tay tàn phế, lúc này bọn họ nhìn thấy bàn tay thép của lão tứ lại mềm yếu như đậu hũ, không thể đỡ lại, bị một tát đánh vỡ vụn, xương ngực lõm xuống và bay ngược về phía sau, đầu cắm vào đất như cây hành mọc hoang. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 56, bị bao vây hạ. Thì ra thực lực cũng không yếu, chẳng trách lớn lối như thế. Nhìn thấy lão tứ bị một cái tát đánh bay, Mạc Dương đại sư đầu tiên là sững sờ. Sau đó sắc mặt biến thành dữ tợn, vung tay lên, mang theo khí thế khống chế toàn cục, quát. Nhưng vận may của ngươi đến đây là kết thúc. Nói xong quay đầu nhìn về phía chủ sạp đứng cạnh. Tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng giải quyết đi, còn có chính sự cần làm. Ừ, chủ sạp gật gù, bước lên trước. Ầm ầm, còn chưa ra tay, khí tức trên người đã thả ra ngoài như núi như biển, không biết sâu cạn, nhắm mắt lại cảm ngộ, có thể thấy rõ. Mười mấy huyệt đạo trên người đối phương đang phun ra nuốt vào linh khí, chói mắt như sao trời. Cường giả ích huyệt cảnh. Trương Huyền sững sờ. Võ giả lục trọng ích huyệt cảnh mở ra huyệt đạo trên thân thể, chủ động hấp thu thiên địa linh khí, rèn luyện cho mình sử dụng, đạt đến loại tu vi này, bất cứ lực lượng nào phản ứng cũng sẽ tăng nhiều, trong Hồng Thiên Học Viện cũng là cấp bậc trưởng lão. Một tên lừa đảo lại có cấp bậc như thế, có phần nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Sợ chưa? Sợ liền quỳ xuống xin lỗi, đền bù tổn thất hư hao mà ngươi mang đến cho huynh đệ chúng ta. Bằng không, chỉ có một con đường chết. Thấy hắn kinh ngạc, còn tưởng rằng hắn sợ thực lực của mình, chủ sạp thét lên một bước, hắn cất bước đi tới giống như tử thần chúa tể sinh tử. Quỳ xuống xin lỗi, đền bù tổn thất của các ngươi. Trương Huyền lắc đầu. Ta còn không rảnh rỗi như vậy, đi xin lỗi một tên lừa đảo, đền tiền, nếu như các ngươi có đam mê này, như vậy có thể quỳ trước mặt ta. Sau đó bù đắp tổn thất do đánh lén ta ngày hôm nay, như vậy ta sẽ suy nghĩ buông tha các ngươi. Ngươi nói cái gì? Không phải tiểu tử này bị điên đấy chứ? Đám người Mạc Dương đại sư, chủ sạp đều cảm thấy tiểu tử này bị điên rồi. Bên phía chúng ta nhiều người như vậy, còn có cường giả ích huyệt cảnh, ngươi chỉ là một thiếu niên, lại muốn chúng ta quỳ xuống. Giả vờ trâu bò. Lại còn, bù đắp tổn thất đánh lén. Ngươi có tổn thất cộng lông gì? Hiện tại lão tứ của chúng ta đang cắm đầu xuống đất không dậy được, muốn nói tổn thất, cũng là chúng ta có tổn thất đấy biết không? Đừng phí lời với hắn, giết luôn là được. Mạc Dương đại sư vẫy tay. Ừ, chủ sạp gật gù, không có phí lời thêm nữa, chân đạp xuống, năm ngón tay mở ra và tấn công Trương Huyền. Vù vù, người còn chưa tới gần, cuồng phong đã ập tới trước giống như hùng ưng vồ thỏ, cho người ta cảm giác nhìn từ trên cao xuống, một ngạt không cách nào ngăn cản. Là võ kỹ hùng ưng vạn lý của lão nhị. Bộ võ kỹ này cũng được tính là lợi hại trong võ kỹ phàm cấp trung phẩm, dùng đối phó tiểu tử này có phải đại tài tiểu dụng hay không? Kha kha, không có gì là đại tài tiểu dụng, tiểu tử này có thể tát bay lão tứ, thuyết minh hắn có chút thực lực,
nhưng gặp phải hùng ưng vạn lý của lão nhị, vận may cũng kết thúc. Nhìn thấy chủ sạp trực tiếp sử dụng chiêu số lợi hại như vậy, tất cả mọi người âm thầm gật đầu. Hùng ưng vạn lý, trong võ kỹ phàm cấp trung phẩm cũng tính là khá cao, một khi sử dụng oai phong lẫm liệt, khác nào chim ưng vồ thỏ, cho người ta cảm giác khí thế nuốt trọn núi sông, không thể nào phản kích. Cho dù, Mạc Dương Đại Sư, là thủ lĩnh của bọn họ gặp phải cũng phải tạm lánh đi, không dám nghênh chiến trực tiếp. Hùng ưng vạn lý. Đối phương sử dụng võ kỹ, đột nhiên một quyển sách xuất hiện trong đầu Trương Huyền, mặt trên lít nha lít nhít ghi chép khuyết điểm và cuộc đời của chủ sạp. Tinh thần quét qua, hắn lập tức ghi nhớ rõ ràng, đột nhiên gương mặt Trương Huyền biến thành quái lạ. Hô! Thời gian không cho phép suy nghĩ nhiều, chủ sạp thi triển võ kỹ đã tới trước mặt. Võ kỹ, có thể giúp người ta phát huy lực lượng thân thể tốt hơn, đạt đến trình độ cao cấp hơn. Chủ sạp thân là cường giả ích huyệt cảnh, mở ra mười mấy huyệt đạo, bản thân hắn không yếu, lúc sử dụng võ kỹ phàm cấp trung phẩm liền sinh ra uy thế khinh người, khí tức ngập trời. Chết đi cho ta! Trên mặt lộ ra nụ cười hung ác, không khác nào đóa hoa tươi óng ánh, nhưng đóa hoa tươi này vẫn chưa nở ra hoàn toàn, đột nhiên đôi mắt co rút lại và kêu lên đầy quỷ dị. A! Tiếng kêu thảm thiết xé nát bầu trời đêm, giống như con chó bị đạp phải đuôi và phát ra tiếng kêu đau đớn. Thế nào? Đám người, Mạc Dương Đại Sư, vốn cho rằng Trương Huyền sẽ bị một chiêu uy vũ của lão nhị đánh chết, không nghĩ tới người sau hét lên thảm như vậy, vội vàng nhìn sang, vừa nhìn thấy, lưng của bọn họ liền bị co giật, thiếu chút lâm vào hôn mê. Chỉ thấy thiếu niên kia không quan tâm uy thế của chủ sạp lao tới lớn bao nhiêu, nhấc chân đá vào bộ mặt tôn nghiêm của nam nhân, một tiếng, răng rắc. Vang lên, âm thanh trứng gà tan vỡ làm người ta rùng mình. Vèo. Sau một khắc, không dừng lại chút nào, chủ sạp bay ra ngoài như quả bóng cao su, dán sát vào vách tường cách đó không xa, đã biến thành chữ đại, vốn có thể thành chữ thái, một hiện tại xem ra đã không còn cơ hội. Lợi hại. Nhìn thấy một cước nhẹ nhàng đá bay chủ sạp thực lực ích huyệt cảnh đang thi triển võ kỹ, Trương Huyền không ngừng gật đầu. Hắn dựa vào thân thể cường đại hơn đối phương không ít. Nhưng đối phương tinh thông võ kỹ, tốc độ lại nhanh, nếu muốn đánh tàn phế lại cần không ít thủ đoạn, ít nhất cũng phải hơn 10 chiêu mới được. Nhưng có thiên đạo đồ thư quán, hắn nhìn rõ khuyết điểm của đối phương càng thêm vô cùng đơn giản, đá ra một cước. Gà bay trứng vỡ, đường đường cường giả ích huyệt cảnh, cho dù không chết cũng không khác bao nhiêu. Tiểu tử này quái lạ, cùng tiến lên. Thấy Trương Huyền một cái tát quất bay lão tứ, đá lão nhị không còn, lão nhị bé con. Mạc Dương Đại Sư, có ngốc cũng biết hắn không đơn giản, vẻ xem thường lúc trước đã biến thành nghiêm túc. Ao ao ao. Nghe mệnh lệnh của hắn, tuy mấy người còn lại đổ mồ hôi lạnh, dưới khố mềm yếu nhưng vẫn không dám vi phạm, tất cả tiến lên bao vây. Ra tay. Rít lên một tiếng, mấy người còn lại đi tới trước mặt Trương Huyền, các loại công kích mạnh mẽ giáng xuống như không cần tiền. Chân khí nhúc nhích, kinh khí bắn ra bốn phía. Những người này cũng giống lão tứ lúc trước. Đều là cường giả võ giả ngũ trọng đỉnh lực cảnh đỉnh cao. Tuy bọn họ người đông thế mạnh nhưng đối với Trương Huyền có thể nhìn thấu khuyết điểm của người khác, lại có sức chiến đấu ích huyệt cảnh đỉnh cao lại không đáng kể chút nào. Không đúng, tại sao lại tên kia không công kích? Ngăn cản công kích của mọi người, đột nhiên Trương Huyền sững sờ. Trong đám người bọn họ, chủ sạp chỉ là lão nhị đã có thực lực ích huyệt cảnh, Mạc Dương Đại Sư, giả khẳng định mạnh hơn, tại sao hắn không cùng công kích với mọi người? Nếu như công kích, bản thân mình cũng không thể ngăn cản dễ dàng. Vào lúc đang cảm thấy kỳ quái, lúc này đã thấy bóng lưng đã xuất hiện cách đó mười mấy mét, vừa đi vừa hô. Các ngươi giết hắn, ta đi một lát sẽ trở lại. A, nghe nói như thế, đám người đang vây công cũng bỏ chạy. Không cần đoán cũng biết, lão đại, nhìn thấy tình hình không ổn, bỏ qua bọn họ chạy trốn trước rồi. Vô liêm sỉ. Trương Huyền và mấy tên kia đều nói thầm. Một khắc trước còn chính nghĩa ngập trời, sau một khắc xoay người bỏ chạy, cũng không quản thủ hạ của mình, chẳng trách lệnh truy nã của Lưu Chu Vương quốc không thể bắt lấy hắn, đúng là quá vô sỉ. Một chữ, đại, và, thái, trong tiếng Trung được viết là, ra, và, tai, chữ, thái, có dấu chấm ở dưới. Chương 57, nhẫn chữ vật 1. Muốn chạy cũng không dễ thế đâu. Tên ôn dịch này vây công mình, còn muốn mình quỳ xuống. Bồi thường tiền, đương nhiên không thể dễ dàng buông tha, hắn thuần thục giải quyết mấy tên, cò, võ giả ngũ trọng đỉnh lực cảnh đỉnh phong, lao người đuổi theo, Mạc Dương Đại Sư. Lực lượng thân thể tăng nhiều, toàn thân Trương Huyền giống như con ếch xanh,
mỗi một lần bàn chân chạm đất đều nhảy xa mấy chục mét, mặc dù không có võ kỹ khinh thân nhưng lại giống như chim đại bàng, tốc độ cực nhanh. Chửi thề một tiếng. Mạc Dương đại sư, đang ở phi nước đại chạy trốn quay đầu nhìn thấy đối phương giống như tiên nhân đang đuổi theo rất nhanh, hắn sợ hãi suýt nữa nghẹt thở mà chết. Vốn cho rằng Trương Huyền chỉ là một con cừu non, tiện tay là có thể bóp chết, có thể tùy ý lăng nhục, nằm mơ cũng không nghĩ tới bản thân mình đụng phải một con hùng sư. Sớm biết Trương Huyền mạnh như vậy, đánh chết gã cũng không tới đây. Thằng nhãi này trẻ tuổi như vậy, cho dù tu hành từ trong bụng mẹ cũng không thể tiến bộ nhanh thế. Lòng, Mạc Dương đại sư, nội thương vô hạn, thậm chí muốn tự tử. Lúc gạt người tại cửa hàng, nếu như hắn không miệng tiện chọn chúng tên ôn dịch này, đối phương cũng sẽ không vạch trần hành vi của hắn, có thể lừa tiền còn được người ta đưa tiễn, bị vạch trần âm mưu, xám xịt chạy trốn không nói, tại sao hắn còn có tâm tư nhất định phải báo thù. Lần này tốt rồi, không thể báo thù, ngược lại còn bị người ta đuổi theo như ma, giờ phải làm sao? Thực sự không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ôi tim của ta! Bản thân Trương Huyền chỉ mới 19 tuổi, sau khi tu luyện xong thiên đạo thần công, thiên đạo kim thân, thân thể đạt được chân khí uẩn dưỡng, tẩy cân phạt tủy, thoát thai hoán cốt hai, nên càng trẻ tuổi, nhìn dáng vẻ mới 17-18 tuổi. Bằng chừng ấy tuổi, dựa theo thường thức, có thể trở thành võ giả nhất trọng, nhị trọng đã không tồi, kết quả vừa ra tay, tất cả mọi người không phải đối thủ, không chạy mới là lạ. Dừng lại cho ta! Trong lòng hối hận không đến một giây, ngay sau đó nghe được một giọng nói nhàn nhạt vang lên sau lưng. Còn chưa kịp quay người công kích, hậu tâm tê dần, lảo đảo ngã nhào xuống bãi cát, khuôn mặt giống như cây cuốc cày qua mặt đất, một rãnh sâu xuất hiện trên cát. Mặt của ta, Mạc Dương đại sư, khóc không ra nước mắt. Không cần nhìn cũng biết, xem như khuôn mặt của hắn đã bị phế. Răng rắc, không có thời gian cho hắn cảm thấy khổ sở. Một bàn chân dẫm lên đầu hắn. Muốn giết ta thì phải nghĩ tới kết quả này. Trương Huyền dẫm lên đầu đối phương, vẻ mặt lãnh đạm. Mặc dù kiếp trước hắn chỉ là nhân viên quản lý thư viện bình thường, nhưng nếu đã dung nhập vào thế giới này liền biết quả đấm lớn mới là đạo lý. Nếu hôm nay thực lực của mình không mạnh, hắn chắc chắn đã chết. Đừng giết ta, chỉ cần đại nhân không giết ta, ta nguyện ý giao tất cả của cải tích lũy trong những năm qua cho đại nhân. Cảm nhận được bàn chân đối phương đạp lên đầu mình, một cước đơn giản liền có thể bị giết chết, Mạc Dương đại sư, sợ hãi, không ngừng run rẩy. So sánh giữa tiền tài và tính mạng, cái sau quan trọng hơn nhiều. Ồ, lấy ra cho ta xem có đủ mua cái mạng của ngươi hay không? Trương Huyền thản nhiên nói. Đúng, đúng. Nghe được khẩu khí đối phương có thể thương lượng, Mạc Dương đại sư, vội vàng run run gỡ chiếc nhẫn trong tay xuống, đưa tới. Đồ vật đều ở bên trong, xin, đại nhân xem qua. Bên trong, Trương Huyền cau mày. Một chiếc nhẫn có thể chứa cái gì? Nhưng mình là cao nhân, đương nhiên không có khả năng hỏi thăm đối phương, tinh thần hơi động, một quyển sách xuất hiện trong đầu. Nhẫn chữ vật cấp thấp, bên trong có không gian 3 mét vuông, khuyết điểm thủ pháp luyện chế quá yếu. Trên quyển sách ghi chép tỉ mỉ về chiếc nhẫn này. Nhẫn chữ vật. Không có nghĩ tới tên lừa gạt này lại có đồ tốt như thế, lần này xem như kiếm lợi lớn. Thời điểm đọc sách trong tàng thư các của thư viện, hắn được biết trên thế giới này có pháp bảo gọi là nhẫn chữ vật, vốn cho rằng cách mình rất xa xôi, không có nghĩ tới tên này lại có. Mặc dù chỉ là nhẫn chữ vật cấp thấp, dựa theo giá cả cũng không dưới 50 vạn kim tệ. Ngay cả trưởng lão trong học viện chưa hẳn có thể mua được. Một tên giang hồ lừa gạt có thể có thứ này, hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ lại cũng giật mình, nếu như không có thứ này, tiền tài lừa gạt được chứa ở nơi nào? Nếu vẫn cõng theo trên lưng, khẳng định đã sớm bị phát hiện và chém giết. Xem ra vì mua sắm thứ này, tên ôn này nhất định tốn hao không nhỏ. Quả nhiên, nhìn đối phương giao thứ này ra, trên mặt mang theo đau lòng khôn xiết. Dựa theo thư tịch lúc trước ghi chép về nhẫn chữ vật, hắn nhỏ một giọt máu tươi vào chiếc nhẫn. Ông! Tinh thần khẽ động. Một không gian 3 mét vuông xuất hiện trong đầu, bên trong chất đầy kim tệ, có hơn 10 vạn. Tên ôn này làm người không được tốt lắm, của cải tích lũy được lại không ít. Đại nhân, người đã thu được đồ vật, tạm tha ta một mạng. Thấy thiếu niên luyện hóa giới chỉ, Mạc Dương đại sư cuống cuồng nói. Thả ngươi, cũng không phải là không thể được, chỉ cần ngươi giao những kim phiếu giấu trong người ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Trương Huyền cười khanh khách nhìn sang. Ngươi,
Con người co rụt lại, Mạc Dương đại sư cảm thấy khó tin giống như gặp quỷ. Thỏ khôn có ba hang, hắn là kẻ lừa đảo, nếu đi lừa gạt khẳng định cũng sớm nghĩ kỹ tình cảnh bị bắt, vừa rồi lúc trốn đi, vì phòng ngừa bị bắt, hắn lặng lẽ giấu kim phiếu trên người của mình, chính vì vậy mới thoải mái giao nhẫn chữ vật ra, mục đích chính là vì tê liệt đối phương, tránh bị soát người. Chỉ cần thoát được lần này, cho dù mất đi nhẫn chữ vật và một chút kim tệ, dựa vào kim phiếu trong tay vẫn có thể làm phú ông không buồn không lo, đông sơn tái khởi. Vốn gã cho rằng mình rất cẩn thận, có nằm mơ cũng không nghĩ ra tiểu tử tuổi danh kia đã biết từ lâu. Hắn, làm sao biết được? Cho dù thực lực mạnh cũng không thể nhìn thấu quần áo, phát hiện kim phiếu gã giấu trong người. Soạt! Không muốn thừa hơi, tay Trương Huyền vồ lấy, hắn xé quần áo đối phương, quả nhiên bên trong có mười mấy tấm kim phiếu, mỗi một tấm có mệnh giá 10 vạn, cộng lại có hơn 100 vạn. Đúng là thu hoạch lớn. Nhìn thấy nhiều tiền như vậy, tâm tình Trương Huyền thật tốt, hai mắt tỏa sáng. Tiền của ta đều cho ngươi, lần này thả ta đi đi. Thấy đối phương biết cả tiền mình giấu ở nơi nào, Mạc Dương đại sư, như cha mẹ chết, đã không còn hăng hái như trước, cũng sắp khóc thành tiếng. Ha ha, Dương Mặc, học đồ giám bảo, ba, nghề nghiệp lừa đảo tại Lưu Chu Vương Quốc, thường lấy danh giám bảo sư, lừa tiền lừa sắc, tinh thông võ kỹ hoặc âm thuật, lời nói có thể mê hoặc nhân tâm, làm cho người ta tin phục một cách tự nhiên. Trương Huyền không lấy chân ra, cười khanh khách nói ra những giới thiệu về vị đại sư này được ghi trong sách. Ngươi, làm sao biết, rốt cuộc ngươi là ai? Hai mắt, Mạc Dương đại sư, Dương Mặc co rụt lại, toàn thân run rẩy, mặt mũi đầy hoảng sợ. Một nhẫn chữ vật, chiếc nhẫn có thể chứa được đồ vật. Hai tẩy cân phạt tủy, thoát thai hoán cốt, rửa sạch gân cốt, thay da đổi thịt. Ba, giám bảo, giám định những đồ vật quý giá. Chương 58, hắn làm sao làm được? Mới vừa rồi bị lấy đống kim phiếu đã làm gã kinh hoàng, nhưng vẫn giả vờ hoảng sợ, hiện tại mới thật sự là hoảng sợ, gã cảm thấy hàn khí tự ót chạy khắp toàn thân, giống như muốn đông cứng thành người băng. Một câu đã đọc rõ tên của gã cũng không kỳ lạ, dù sao gã cũng là tội phạm, bị người ta truy nã, người hơi lưu tâm một chút sẽ biết tên. Còn việc tu luyện hoặc âm thuật, ngay cả đám người lão nhị cũng không rõ ràng, bản thân gã không nói với ai, làm sao có thể bị người ta biết rõ ràng như thế. Đây là bí tích gã tìm được trong một lần gặp kỳ ngộ, vẫn giấu trong đáy lòng, tự phụ thiên hạ không có người thứ hai biết tới, đối phương vừa nói ra, gã chấn kinh suýt bị dọa chết tại chỗ. Bí tịch có rất nhiều loại, có thân thể, võ kỹ, công pháp. Nhưng những thứ này dễ dàng tìm được, trong cả vương quốc, thứ chân quý nhất sợ rằng chính là bí thuật liên quan tới tinh thần. Hoặc âm thuật chính là bí thuật tinh thần cấp thấp, cho dù là cấp thấp nhưng cũng là tuyệt chiêu công kích tinh thần, một khi thi triển, người mạnh hơn nữa cũng không thể phòng bị, sẽ trúng chiêu, lúc trước gã từng bị một tên võ giả thất trọng bắt lấy, chính bởi nhờ tuyệt chiêu này, miệng phun hoa sen nên mới có thể cầu đối phương tha mạng. Vừa rồi cố ý cầu xin tha thứ, trên thực tế gã định dùng thủ đoạn này làm tê liệt đối phương. Nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương còn chưa bị tê liệt, lại giống như kẻ toàn trí toàn năng, dường như biết tất cả mọi chuyện về gã. Trước mặt đối phương, gã như bị lột bỏ tất cả ngụy trang, toàn thân trần trụi không có một chút che giấu nào, làm sao không cảm thấy hoảng hốt. Trước đó sợ bị hại, hiện tại gã đã sợ hãi. Không cần phải để ý vì sao ta biết. Không chỉ biết những việc này của ngươi, ngươi tu luyện loại hình mệnh môn, ta cũng biết rõ ràng. Ta có thể không giết ngươi, nhưng từ hôm nay trở đi, nếu như cho ta biết ngươi tiếp tục gạt người, làm sằng làm bậy, chờ chết là được rồi. Không nói nhảm, Trương Huyền một cước đá vào người đối phương. Răng rắc, tiếng trứng gà vỡ vang lên, Dương Mặc lừa đảo cảm thấy đan điền nổ vang, lực lượng tu luyện nhiều năm hóa thành nước chảy. Không có thực lực, cho dù gã muốn gạt người cũng không dám. Tu vi của ta, cảm nhận được thực lực biến mất, nội tâm Dương Mặc tràn đầy hận ý, cũng không nói nhảm dám mảy may. Đối phương quá kinh khủng, đã không phải là người, mà là yêu quái. Yêu quái phá đan điền của hắn, phế đi tu vi của hắn, làm sao dám phản kháng. Cút đi, đã đạt được chỗ tốt, xử lý xong lừa đảo, Trương Huyền nhanh chân đi về hướng học viện. Chỉ là một tên lừa đảo mà thôi, còn không đáng đến hắn hạ tử thủ. Trở lại chỗ ở đã là một giờ đêm. Nhưng Trương Huyền không cảm thấy bối rối chút nào. Tối nay thực sự đã xảy ra rất nhiều chuyện, nếu không có thiên đạo thư đồ quán là thần khí gian lận, thật không biết ứng phó như thế nào.
Xem qua mười mấy bản công pháp võ giả tầng 6 tại phủ đệ của Lục Trầm đại sư, ta xem có thể sửa sang một chút hay không. Trước đó tu luyện thiên đạo kim thân, không có nhìn kỹ công pháp võ giả lục trọng, hiện tại có thời gian, vừa vặn có thể nghiên cứu kỹ càng. Rất nhanh, phương thức tu luyện chính xác của mười mấy bản bí tịch đã bị hắn chắt lọc ra, sau khi nhìn thoáng qua, Trương Huyền đau cả đầu. Những thứ này không liền với nhau, tu luyện dựa vào thứ này nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma, luyện chết người. Lắc đầu, Trương Huyền bất đắc dĩ. Mặc dù có mười mấy bản bí tịch, khuyết điểm vẫn còn quá nhiều, cho dù có thể chắt lọc ra ưu điểm cũng không có biện pháp tạo thành một bộ công pháp, ngược lại xuất hiện trăm ngàn sơ hở, căn bản không cách nào tu luyện. Được rồi, vẫn nghĩ cách tìm nhiều thư tịch hơn rồi nói sau. Biết không thể sử dụng, Trương Huyền cũng không sốt ruột, hắn cho thiên đạo đồ thư quán xử lý công pháp trước tam trọng, lại tu luyện qua một lần, xác định dung hợp hoàn mỹ với tu vi trong người, lúc này mới từ từ thiếp đi. Trương Huyền không biết, thời điểm hắn chạy tới cửa hàng mua đồ, trong học viện, thượng thần trưởng lão đã sắp bùng nổ. Ra ra, người phải làm chủ cho ta a. Nước mắt Thượng Bân chảy xuống như mưa, khóc kinh thiên động địa. Đường đường cháu ruột của trưởng lão, từ nhỏ ngậm chìa khóa vàng lớn lên, tăng thêm thiên phú không tồi, vẫn được người ta tôn trọng, hôm nay gặp trắc trở lớn như thế, hắn không bị điên đã là không tệ. Đi tìm phiền phức, kết quả chọc phải người điên đánh hắn thành đầu heo, ban đêm đi ăn cơm, kết quả nhìn thấy nữ thần ăn uống với tiểu tử kia, cười cười nói nói. Hãm hại không như ý, mất mặt xấu hổ thì cũng thôi, mấu chốt là. Ra ra, người không nói đầu bạo thiên sư kia rất nghe lời sao. Ta bảo nó giáo huấn phế vật Trương Huyền kia, vì cái gì nó không những bất động, ngược lại còn đánh ta một trận. Càng nghĩ càng giận, Thượng Bân cảm thấy uất ức không chịu nổi. Đầu bạo thiên sư này ăn của nhà mình, uống của nhà mình, thời khắc mấu chốt không nghe lời thì cũng thôi, ngược lại còn giúp người ngoài đánh hắn, vừa nghĩ như vậy hắn suýt điên lên. Nó bình thường rất nghe lời, Thượng Thần cảm thấy xấu hổ, nhìn về phía bạo thiên sư trước mắt, trên mặt mang theo kỳ quái. Hắn chỉ là tuần thú sư thông thường, cấp bậc không phải quá cao, cho dù có thể thu phục man thú cũng chỉ giao lưu bình đẳng, cũng không thể đối đãi như người hầu. Chính vì vậy, bạo thiên sư muốn làm gì đều là chủ ý của nó, có thể không cần nhìn sắc mặt của mình, suy đoán ý nghĩ của mình. Nhưng, bất kể nói như thế nào, hai bên đều có quan hệ khế ước, bảo nó bảo hộ cháu của mình, tại sao lại đi nghe lời kẻ khác ra tay đánh Thượng Bân? Giống, thấy đối phương nhìn sang. Vẻ mặt bạo thiên sư kiêu ngạo, ngẩng đầu cao cao, cũng không thèm quan tâm chút nào. Nhìn thấy dáng vẻ của nó, Thượng Bân cảm thấy nội tâm tổn thương cả vạn lần. Thời điểm nhìn thấy Trương Huyền, đầu lưỡi liếm láp tay của người ta, vẻ mặt cung kính giống như chó sù, bây giờ lại cao ngạo như quốc vương. Mẹ nó, rốt cuộc hắn là chủ nhân của ngươi hay là gia gia ta là chủ nhân của ngươi? Khụ khụ, ta sẽ khuyên nhủ bạo thiên sư. Nhìn thấy sủng thú của mình như thế. Rõ ràng cự tuyệt hợp tác, sắc mặt thượng thần trưởng lão đỏ lên, khoát tay áo. Ra ra, lần này ngươi nhất định phải thay con dạy dỗ triệt để Trương Huyền kia, tốt nhất hủy bỏ tư cách lão sư của hắn, đuổi ra khỏi học viện. Biết ra ra với bạo thiên sư chỉ có quan hệ bình đẳng, không có khả năng giáo huấn bạo thiên sư, Thượng Bân không tiếp tục dây dưa vấn đề này, cắn răng nói ra. Một lão sư phế vật khảo hạch không điểm lại làm hắn mất mặt như thế, còn mình đầy thương tích, kém chút chết đi. Loại thì hận này dốc hết nước sông cũng khó rửa sạch. Yên tâm đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Nhưng không biết Trương Huyền đạp phải cứt chó gì, không ngờ nhận được 5 học viên, không có lý do thích hợp, cho dù là ta cũng không thể khai trừ tư cách lão sư của hắn, sẽ có rất nhiều phiền toái. Thượng thần trưởng lão nói, Trương Huyền là lão sư đăng ký qua sư giả công hội trên đại lục, thuộc về nghề nghiệp lão sư chính thức, cho dù hắn là trưởng lão học viện, chủ nhiệm phòng giáo dục. Chỉ cần đối phương không phạm sai lầm lớn cũng không có tư cách khai trừ. Hắn vừa lắc đầu, ánh mắt vừa mang theo khó hiểu. Một thằng nhãi khảo hạch lão sư không điểm, ai cũng nghĩ hắn không thể chiêu thêm học viên, nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn chẳng những nhận được, lại còn nhận tới 5 người, trong đó có không ít người đạt tới thành tích nhóm trăm người đứng đầu trong kỳ khảo hạch. Không phải tận mắt nhìn thấy, thật cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí... cho dù hắn xem qua kết quả tại phòng giáo dục vẫn cảm thấy khó tin như trước. Thằng nhãi này, đã làm thế nào? Hoàn toàn vượt ra khỏi thường thức hay sao? Chương 59, các học viên phát rồ. Có, ra ra kiểm tra giúp con, Tào Hùng lão sư có một học viên tên là Lưu Dương, bị Trương Huyền cưỡng bức mới làm học viên của hắn,
Tào Hùng lão sư đã xin ngày mai tra xét học tâm, đến thời điểm đó, chỉ cần Gia Gia đứng ra khai trừ tư cách của hắn sẽ vô cùng đơn giản. Thượng Bân cắn răng nói. Tào Hùng nói với hắn là dụ dỗ, hắn lại đổi thành cưỡng bức, chỉ khác hai chữ nhưng ý nghĩa chênh lệch một trời một vực. Dụ dỗ chỉ có thể nói tính cách lão sư này có vấn đề, nhưng biến thành cưỡng bức chính là ảnh hưởng đạo đức. Cưỡng bức, ngươi chắc chắn chứ? Thượng thần trưởng lão sững sờ. Con chắc chắn. Thượng Bân gật đầu. Nếu như là như vậy đi, ngày mai ta sẽ mời sư giả công hội Mạc trưởng lão tới đây, bảo hắn làm chứng. Nếu như tra xét học tâm Lưu Dương không phải chân tâm thật ý làm học viên của hắn, khai trừ tư cách lão sư của hắn là đương nhiên. Do dự một chút, thượng thần trưởng lão nói. Đa tạ Gia Gia. Ánh mắt Thượng Bân mang theo hưng phấn. Có lão sư, tự nhiên có những kỳ sát hạch, tổ chức bảo vệ thân phận lão sư chính là sư giả công hội. Nơi này có thể xét duyệt tư cách lão sư, cũng có thể hủy bỏ tư cách của bọn họ, như đánh giá kiếp trước của Trương Huyền thì công năng của nó giống như bộ giáo dục. Lão sư là thầy của người ta, truyền thụ tri thức cho học viên, phải làm đối phương cam tâm tình nguyện mới được, nếu như cưỡng bức sẽ làm học viên bất mãn, có thể khai trừ tư cách. Làm sao phán định học viên có thật tâm thật ý làm học viên của hắn hay không, tra xét học tâm chính là phương pháp công bằng nhất. Tiểu tử thúi, hiện tại cho ngươi đắc ý, ngày mai chờ ngươi mất đi tư cách lão sư, ta xem ngươi còn hung hăng thế nào. Nghĩ đến ngày mai sẽ có thể báo mối thù được trả. Nắm đấm của Thượng Bân không tự chủ siết chặt, có cảm giác thoải mái khắp toàn thân. Trương Huyền không biết đã có người định ra kế sách, qua một đêm nghỉ ngơi, tinh lực dồi dào, hắn nhìn vào trong gương, trải qua thiên đạo kim thân rèn luyện thân thể, da rẻ bóng loáng trắng nõn giống như trẻ con, không có một chút vết tích nào lưu lại, cả người như trẻ lại không ít, không biết còn cho rằng hắn là học viên. Không tồi. Cảm khái một tiếng, nhanh chân đi về hướng lớp học. Vừa đến nơi liền thấy năm học viên đã quét dọn phòng học sạch sẽ từ trong ra ngoài, thậm chí ngay cả nước uống cũng được đun sôi. Đám người Vương Dĩnh, Lưu Dương, Trịnh Dương, Triệu Nhã, Viên Đào tinh thần phấn chấn, lần thứ hai nhìn về phía Trương Huyền với ánh mắt sùng bái và hưng phấn. Mấy học viên này mới bắt đầu còn cảm thấy bị lừa gạt, nhận một gia hỏa đứng thứ nhất đếm ngược trong sát hạch làm sư, nhưng trải qua giảng giải qua ngày hôm qua, liền biết người trước mặt tiếng tăm không tốt nhưng lại là nhân vật thật sự lợi hại. Đặc biệt là Vương Dĩnh, nàng đã nói một số lý luận của lão sư với phụ thân và trưởng lão trong gia tộc, đến cả bọn họ đều khen không dứt miệng, có chút kiến giải mới, thậm chí nhất định muốn nàng phải dẫn theo Vương Đào đến bái sư. Bởi vậy có thể thấy được trình độ cao cỡ nào. Bái người như vậy làm sư, làm sao không hưng phấn cho được. Hừm, hôm nay đến rất đông đủ, Triệu Nhã, cầm khóm dược liệu này ép thành bột dùng với nước, mặt khác, đây là công pháp do ta viết. Người tu luyện theo đó, 3 ngày sau sẽ khỏi hẳn. Nhìn thấy ánh mắt mọi người, Trương Huyền làm sao không biết bọn họ nghĩ cái gì, gật gật đầu, cũng đưa gốc Hàn Dương mẫu thảo mua được tối hôm qua cùng một quyển sách tới phía trước. Nguyên nhân bệnh tình của Triệu Nhã là bởi vì tu luyện công pháp thuộc tính thuần âm gây ra, hôm qua lật xem toàn bộ sách trong tàng thư các của thiên tướng lão sư, thông qua thiên đạo thư đồ quán đã tìm ra phương pháp giải quyết. Bộ công pháp này còn kém xa thiên đạo thần công nhưng cũng do hắn sửa sang mấy chục bản bí tịch mới có được, vô cùng quý giá. Trong đó vẫn có khuyết điểm nhưng không ảnh hưởng đại cục. Rõ. Triệu Nhã cất dược liệu vào trong lòng và tiện tay mở sách ra xem, chỉ thấy nét mực trong đó vẫn mới mẻ, rất rõ ràng là vừa viết ra. Sau khi xem một lúc, con người của nàng co rụt lại, dùng ánh mắt khó tin nhìn sang. Trương lão sư, tuy rằng ta mới đến học viện. Nhưng ta đã từng nghe nói qua bí tịch danh tiếng trong học viện, quyển sách này còn lợi hại gấp mấy lần Bạch Ngọc Tố Nữ Công, tại sao? Ta chưa từng nghe qua. Hơn nữa, tại sao sách này không có tên? Triệu Nhã thân là con gái thành chủ, trong nhà có vô số tàng thư, đã xem qua không ít bí tịch, nhãn lực của nàng không kém, quyển sách trong tay còn lợi hại hơn Bạch Ngọc Tố Nữ Công không biết bao nhiêu lần, tại sao mình chưa từng nghe qua tên của nó? Chỉ cần là công pháp, bất kể sao chép như thế nào. Người cũng nên viết tên của người sáng lập ra, nhưng quyển sách này lại trống không, cũng không có ghi cái gì, đây là điểm làm người ta khó hiểu. Hả, quyển sách này là ta ngày hôm qua căn cứ vào thể chất của ngươi và tổng kết một hồi, vừa viết ra, vốn không có tên, nếu như ngươi cảm thấy không có tên không tốt, có thể tùy tiện đặt một cái tên đi. Trương Huyền nói, bí tịch do thiên đạo thư đồ quán tổng kết ra rất chính xác, hình thành thư tịch vốn không có tên, hắn cũng lười đặt tên, tiện tay viết ra là xong. Không nghĩ tới Triệu Nhã lại hỏi, hắn cũng tùy ý giải thích.
Cái gì? Lão sư, tự mình viết, đây là công pháp lão sư sáng tạo ra. Không riêng Triệu Nhã sợ hết hồn, đôi mắt những người khác như co rút lại, thiếu chút nữa ngất xỉu. Có thể sáng tạo công pháp, người nào không phải nhân vật cấp bậc đại sư, cường giả tuyệt thế lưu danh sử sách. Bản thân vị lão sư không chút danh tiếng này sáng tạo công pháp. Hơn nữa còn là hàng cao cấp, thật hay giả? Có thể nói như vậy. Thiên đạo thư đồ quán không cách nào giải thích, những sách vở này bỗng nhiên xuất hiện, nói là tự mình sáng chế cũng được, Trương Huyền không hề cảm thấy có cái gì không đúng, tùy ý gật đầu. Quá lợi hại! Bạch Ngọc Tố Nữ Công do một vị tổ tiên là võ giả bát trọng tông sư cảnh của gia tộc ta sáng tạo ra, lão sư tiện tay sáng tạo ra công pháp cao cấp hơn, rốt cuộc thực lực mạnh cỡ nào. Thấy hắn thừa nhận, năm học viên khắp sắp điên rồi. Sáng chế công pháp, Hồng Thiên Học Viện xây dựng trăm năm qua, có thể làm được điểm này rất ít ỏi, mỗi người đều là đại nhân vật thành danh, sư phụ của mình lại có thể làm được, quả thực sùng bái sắp ngất đi. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, Trương lão sư vừa mới nói cái gì? Hắn nói, nếu ngươi cảm thấy không có tên không tốt, có thể tùy tiện đặt một cái tên đi. Trời ơi! Đại sư có thể sáng chế công pháp, người nào không dốc hết tâm huyết và xem như chân bảo, không phải đệ tử thân truyền sẽ không truyền thụ. Vị Trương lão sư này thì tốt rồi, sáng chế một bộ công pháp, tiện tay biếu tặng không nói, cũng lười đặt tên, bảo học viên tùy ý đặt. Phải biết ai lấy tên, vô cùng có khả năng hậu thế sẽ ghi nhớ người này, người sáng lập ngược lại không có tên tuổi. Loại chuyện danh truyền thiên cổ, truyền lưu hậu thế lại không thèm quan tâm chút nào. Cũng quá không màng danh lợi, đạo đức quá tốt. Chẳng trách Trương lão sư lợi hại như vậy, yên lặng vô danh trong học viện, lưng mang tiếng xấu lão sư kém nhất, thì ra hắn cao thượng như vậy, xem danh lợi như cặn bã. Trương lão sư, nghĩ tới những chuyện này, viền mắt năm học viên đồng thời đỏ lên, từng người cảm động sắp khóc. Các ngươi thế nào? Nhìn thấy mấy học viên lúc trước còn rất tốt, hiện tại đôi mắt từng người đỏ lên, đầu óc Trương Huyền mơ hồ. Mấy học viên này, chẳng lẽ, đều điên rồi. Chương 60, người vĩ đại nhất. Trương Huyền là người xuyên Việt, làm sao biết sáng chế công pháp sẽ mang đến náo động và khiếp sợ bao lớn, cũng không thể hiểu được ý nghĩa từ vẻ mặt của mọi người, hắn lạnh nhạt cầm quyển sách thứ hai ra. Lưu Dương, đây căn cứ vào tình huống của ngươi, vừa viết ra phương pháp, chiếu theo đó tu luyện, tình trạng tay phải của ngươi sẽ được giải quyết trong một tháng. Còn không chờ mọi người tỉnh táo lại, hắn lại đưa tới mấy quyển sách khác. Viên Đào, sức phòng ngự của ngươi vô cùng tốt, lần trước đưa cho ngươi là công pháp cơ bản, đây là thứ tăng cường sức phòng ngự của ngươi, còn có Vương Dĩnh, Trịnh Dương, ta cũng kết hợp đặc điểm của các ngươi cố ý viết riêng cho các ngươi một bản, tu luyện theo đó sẽ giúp tu vi của các ngươi tăng lên một cách dễ dàng. Nếu đều là học viên của hắn, tự nhiên không thể thiên vị, mỗi người đều có phần. Những công pháp này đều là Thiên Đạo Thư Đồ Quán kết hợp rất nhiều bí tịch trong tàng thư các sáng tạo ra, chế tạo riêng cho đám người Vương Dĩnh, Lưu Dương, vẫn có khuyết điểm, nhưng lại tốt hơn rất nhiều so với những bí tịch của người khác. Những bí tịch này, công pháp thật lợi hại. Bất kể là Vương Dĩnh, Lưu Dương hay là Chính Dương đều là người biết hàng, chỉ nhìn những quyển sách không quên này một hồi, tất cả đều kích động run rẩy cả người. Có thể nói phù hợp hoàn mỹ với bọn họ, cấp bậc lại quá cao. So sánh với những công pháp tu luyện lúc trước, quả thật chính là rác rưởi trong rác rưởi, cả hai hoàn toàn không khả năng so sánh với nhau. Lão sư, những sách này, chúng ta cũng có thể đặt tên sao? Thực sự không nhịn được, Vương Dĩnh lập tức hỏi thăm. Hừm, các ngươi tùy ý. Trương Huyền xua tay. À, mọi người đưa mắt nhìn nhau, từng người không tự chủ siết chặt nắm đấm. Viết ra một bộ công pháp đã rất trâu bò, viết ra năm bộ. Hơn nữa nhằm vào 5 người bọn họ, thậm chí còn cho phép bọn họ đặt tên. Phần năng lực này, phần khí độ này. Toàn bộ Hồng Thiên Học Viện, chưa từng nghe nói có lão sư nào như thế. Quan trọng nhất chính là, công pháp này chế tạo riêng cho bọn họ. Cho dù có tri thức uyên bác, hiểu rõ với tu luyện cũng phải hao tốn vô số tinh lực, thậm chí ngày đêm không nghĩ mới được. Vì bọn họ trắng đêm không ngủ, sáng tạo công pháp. Mà bọn họ vẫn còn hoài nghi vị lão sư này có không có năng lực dạy bọn hắn. Quả thực, viên mắt mọi người đỏ lên. Phần tình nghĩa này có thể so với ân tái tạo. Đa tạ lão sư. Năm người đồng thời quỳ xuống, ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền đầy kích động, lại mang theo kiên định khó nói thành lời. Trương lão sư yên tâm, chúng ta bảo đảm sẽ không truyền những công pháp này ra ngoài,
bằng không cam nguyện chịu bất kỳ trừng phạt nào. Không truyền ra ngoài, cũng được. Những công pháp này đều là thiên đạo thư đồ quán tùy tiện tạo ra, nó kém xa thiên đạo thần công, ban đầu Trương Huyền không chút quan tâm, hiện tại nghe các học viên nói như thế, hắn cảm thấy không đáng kể nên đồng ý. Đây mới thật sự là phong độ cao nhân. Nhìn thấy Trương lão sư có cũng được mà không có cũng được, hoàn toàn không có vẻ mặt đắc ý, các học viên vui lòng phục tùng. Cái gì gọi là đại sư? Đây mới gọi là đại sư. Cái gì là người vĩ đại nhất? Chính là đây. Năng lực hơn người mà không kiêu, bị người hiểu lầm mà không phẫn, bị đe dọa mà không sợ hãi, không giận vô cớ. Có lão sư như vậy chính là có phúc ba đời. Trương Huyền cũng không biết chỉ trong thời gian ngắn như thế, hình tượng của hắn ở trong lòng học viên đã từ người phàm biến thành thần linh, bảo mọi người mau chóng tu luyện, hắn có thời gian rảnh rỗi lần thứ hai. Công việc giảng dạy của lão sư cũng không phải liên tục nhìn chằm chằm vào học viên, mà là để học viên tự chủ tu luyện học tập, lão sư chỉ phụ trách chỉ điểm sai lầm, dẫn bọn họ đi vào con đường chính xác là đủ. Hiện tại tất cả mọi người có công pháp thích hợp, tu luyện từng bước sẽ có kết quả không tệ. Trên dung nhan không chút tì vết của Trầm Bích như mang theo do dự, nhưng nghĩ tới các sự thích thần kỳ của thiếu niên vào ngày hôm qua, nội tâm không thể nén được lòng hiếu kỳ, thúc giục đi về hướng bên này. Nàng là nữ thần trong học viện, là thần tượng của tất cả nam lão sư, nam học viên, lão sư và học viên tặng quà nhiều vô số kể, nhưng nàng chưa bao giờ để ý tới, cũng chưa từng chủ động muốn đi tìm lão sư khác phái nào. Nhưng thiếu niên gặp được vào tối hôm qua lại có thể hấp dẫn nàng, làm nàng không tự chủ muốn đi về hướng bên này, thậm chí còn không tập trung được vào giờ giảng sáng hôm nay. Ta chỉ đi vạch trần hắn, không hề có ý gì khác. Nhanh chóng tìm một lý do cho mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dấn chân tiến lên. Nói tới Trương Huyền lão sư, nàng đã quen biết từ sớm, bởi vì không gặp gỡ quá nhiều, không hề hiểu rõ, nhưng dựa vào những lời đồn đãi của mọi người, nếu dùng ba câu để miêu tả, đệ nhất tệ, đệ nhị tồi, đệ ba tàn. Có thể xưng là lão sư kém nhất học viện. Trước đây nàng vẫn cho rằng là như thế, ý nghĩ này hoàn toàn bị lật đổ vào ngày hôm qua. Tiện tay lật xem thư tịch nhưng có thể nắm được tất cả nội dung bên trong, rõ ràng sát hạch lão sư là không điểm, nhưng những câu hỏi trong đó có thể dùng nhiều loại đáp án giải thích, tùy tiện ăn một bữa cơm lại biến thành mỹ thực sư, còn có thể dễ dàng làm bạo thiên sư nghe lời. Vốn là một lão sư kém nhất trong mắt nàng, bây giờ lại biến thành thần bí như thế, làm cho nàng nghĩ mãi mà không rõ. Không thèm nghĩ nữa, ngày hôm nay ta phải hỏi cho ra lẽ. Hừ lạnh một tiếng, mặt ngọc hơi động, phát hiện đã đi tới trước lớp học của Trương Huyền, đang muốn đi vào liền thấy một người có trạng thái như xác ướp đang đứng ở cửa ra vào. Kỳ thật Diêu Hàn cũng rất xoắn xuýt. Ngày hôm qua hắn ra tay đánh nhau, công nhiên gào thét trong lớp học, trở lại tự nhiên bị tiểu thư mắng một trận. Tối về càng nghĩ càng giận. Kẻ đầu sở gây ra mấy chuyện này, đương nhiên chính là tên lão sư phế vật Trương Huyền. Nếu như không phải việc hắn làm với tiểu thư không thể lộ ra ngoài, tiểu thư chịu cưỡng bức, làm sao có khả năng nhất định đòi làm học viên của hắn. Cũng không có việc bản thân mình đánh lén lúc ban đêm, kết quả bị đánh thành như vậy. Hiện tại khuyên tiểu thư như thế nào cũng không khuyên được, hắn vốn định trở về nói với thành chủ một chút, bảo thành chủ tự mình đứng ra, nhưng nơi này cách Bạch Ngọc Thành quá xa, cho dù có ngựa tốt nhất, không có thời gian 10 ngày nửa tháng thì không thể qua lại, nếu đi thật. Vạn nhất tên lão sư cầm thú kia làm ra chuyện thất đức gì đó thật, cho dù mình chết cũng khó tạ tội. Làm sao bây giờ, hiện tại lao vào, tiểu thư khẳng định không vui, không xông vào thì nàng sẽ chịu oan ức và tổn thương. Diêu Hàn đứng ở cửa thật lâu, hắn không biết nên làm gì. Ngươi là ai? Vào thời điểm đang xoắn xuýt, một giọng nói như chim hoàng oanh vang lên, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một mỹ nữ đứng cách đó không xa, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mình. Mỹ nữ này chừng 20 tuổi, mặc quần dài màu tím nhạt, bày ra dáng người hoàn mỹ yêu kiều thướt tha, da thịt trắng nõn như mỡ đông, tuy rằng không có quá nhiều động tác nhưng lại cho người ta một loại cảm giác khuynh quốc khuynh thành. Tại hạ là ai? Không cần thiết nói cho cô nương biết. Dù sao Diêu Hàn cũng là người từng va chạm xã hội, sau khi sửng sốt một chút liền tỉnh táo lại, hừ lạnh và nói. Một cô bé mà thôi, ta có thân phận quản gia thành chủ Bạch Ngọc Thành, cần gì phải bẩm báo với ngươi. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, ta bị đánh thành như vậy, cũng phải không ngại ngùng nói ra. Không nói, vậy ngươi che mặt vào trong này muốn làm gì? Mỹ nữ hơi cau mày, đột nhiên trong lòng giật thót một hồi. Nảy ra một ý nghĩ.
Chẳng lẽ tên này, được Thượng Bân mời tới, muốn giáo huấn Trương Huyền A? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 60.